Bất bại chiến thần, Dương Thanh tập 51. Tào Chí ngồi trong phòng VIP không hề hay biết chuyện xảy ra ở bên ngoài. Anh ta đang ung dung ngồi trên ghế hút xì gà Cuba cao cấp, uống rượu vang Lafite đắt đỏ. Uyên, bỗng một tiếng vang thật lớn. Cao thủ Vương Cảnh Hậu kỳ bố anh ta phái tới bảo vệ anh ta bị đánh bay như chó chết, ngã xuống bàn ăn trước mặt anh ta. Tào Chí trợn tròn mắt hỏi, xảy ra chuyện gì? Cậu, cậu Tào, mau, mau chạy đi, Dương Thanh đến rồi cao thủ vương cảnh hậu kỳ chỉ kịp nói như vậy rồi chìm vào hôn mê nhưng tào trí chỉ nghe thấy câu trước câu sau người kia nói quá nhỏ không nghe ra được tào trí ngơ ngác một lúc mới sực tỉnh ra nhất định là có người muốn giết anh ta nếu không tại sao vệ sĩ mạnh nhất của anh ta lại bảo anh ta chạy bây giờ toàn bộ vệ sĩ của anh ta đều đã bỏ mạng chỉ có thể dựa vào bản thân anh ta anh ta không dám chậm trễ vội vàng lao tới cửa sổ nhưng lúc anh ta nhìn thử xuống dưới Toàn thân lập tức run rẩy. Đây là tầng cao nhất của nhà hàng yến đô, tòa cao ốc mười mấy tầng. Nếu nhảy từ đây xuống, anh ta sẽ thịt nát xương tan. Cộc cộc cộc, nhưng tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần, đối phương sắp tới rồi. Tào Chí, lâu rồi không gặp, ngay khi Tào Chí không biết phải làm thế nào, giọng nói châm chọc bỗng nhiên vang lên, cậu chủ Tào, anh đang định đi đâu thế? Anh định nhảy từ đây xuống à? Khi nhìn thấy Dương Thanh, Tào Chí sợ ngây người chỉ thấy sống lưng lạnh toát, khí lạnh sột thẳng lên đỉnh đầu. Cậu, cậu, Dương Thanh, cậu, cậu vẫn còn sống. Sao, sao có thể như vậy được? Tào Chí bị dọa sợ mất hồn, nói năng lộn xộn, vẻ mặt hoảng loạn. Anh ta biết rõ tuần trước Dương Thanh bị tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng, cả xe lẫn người đều bị đá từ đỉnh nói lăn xuống vùi lấp. Gặp phải tai nạn như vậy, dù là cao thủ thần cảnh cũng không thể sống sót bố anh ta đã nói như vậy nên anh ta mới dám có ý đổ với tập đoàn nhạn thanh đồng thời cướp đoạt giải trí ngôi sao về tay không chỉ vương tộc họ tào các vương tộc khác biết tin dương thanh gặp nạn đều nhao nhao phái chủ lực tới yến đô thậm chí đến cả vương tộc họ tiết và vương tộc họ quan đã rút lui khỏi yến đô cũng dẫn người quay trở lại thế nhưng bây giờ dương thanh vẫn còn sống vừa mới giết một cao thủ vương cảnh hậu kỳ rõ ràng dương thanh không hề bị thương trong tai nạn kia có vẻ anh rất ngạc nhiên khi thấy tôi còn sống thì phải. Dương Thanh cười hỏi, anh cũng không vội giết Tào Chí. Hiện giờ đối với anh, Tào Chí chẳng khác gì một kẻ đã chết. Anh ngồi xuống ghế của Hạ Hà, Hà, cười híp mắt nhìn Tào Chí, nghe nói anh giết Tôn Húc. Chiếm đoạt nhà họ Tôn, còn có ý đồ với tập đoàn Nhãn Thanh, Tào Chí đã sợ chết xứng, nghe Dương Thanh hỏi lại càng thấp thỏm, toàn thân run bần bật. Tôn Húc là kẻ gió chiều nào xoay chiều đó, vốn là đáng chết. Tào Chí cố giả bộ chấn định, kìm nén nỗi sợ nói, sao tôi dám có ý đồ với tập đoàn Nhãn Thanh được. Không có sao, Dương Thanh nheo mắt lại, thế chuyện giải trí ngôi sao là thế nào? Tôi, tôi, Tào Chí không biết giải thích kiểu gì. Nhìn Dương Thanh sừng sững như núi, lần đầu tiên anh ta cảm thấy sự khủng bố của anh. Dù lúc trước từng đối đầu với Dương Thanh vài lần, dù anh ta biết anh rất lợi hại nhưng vẫn chưa từng sợ hãi như hiện giờ. Anh ta có ảo giác, Dương Thanh muốn giết mình dễ như trở bàn tay. Dù sao đến cả vệ sĩ Vương Cảnh hậu kỳ của anh ta cũng bị Dương Thanh tiện tay lấy mạng. Huống chi là người mới bước vào Vương Cảnh sơ kỳ như anh ta, cho anh một phút giải thích rõ ràng. Nếu nói không rõ, tôi sẽ tiến anh lên đường." Dương Thanh lên tiếng, vẫn giữ nụ cười trên mặt như đang nói với Tào Chí một chuyện rất bình thường. Nhưng trong mắt Tào Chí, nụ cười của Dương Thanh lại khiến anh ta cảm thấy rợn tóc gáy. "Cậu đừng khinh người quá đáng." Tào Chí bỗng nổi giận gào lên. Giải trí ngôi sao vốn là sản nghiệp của nhà họ Tôn, chẳng qua bị cậu dùng thủ đoạn cướp đi mà thôi. Bây giờ nhà họ Tôn đã đầu hàng vương tộc họ Tào, vậy thì giải trí ngôi sao phải thuộc về chúng tôi mới đúng. Tôi biết cậu rất lợi hại, đến cả cao thủ vương cảnh hậu kỳ cũng giết được, nhưng vậy thì đã sao? Tôi là người thừa kế của nhánh ba vương tộc họ Tào. Nếu cậu dám động tới một ngón tay của tôi, vương tộc họ Tào sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi còn muốn nói cho cậu biết bố tôi, chủ nhánh ba của vương tộc họ Tào đã tới Yến Đô rồi. Nếu ông ấy biết cậu làm tổn hại tới tôi, chắc chắn ông ấy sẽ giết cả nhà cậu. Khi con người sợ hãi tổn độ sẽ điên cuồng phát tiết lửa giận, chỉ như vậy mới có thể làm dịu đi nỗi sợ trong lòng. Tào trí đã xả ra hết nhưng nỗi sợ không hề biến mất, ngược lại càng lớn dần lên. Dương Thanh cũng không tức giận, vẫn tươi cười như cũ, chỉ là nụ cười của anh ẩn giấu sát khí mãnh liệt. Còn 10 giây cuối cùng, Dương Thanh liếc nhìn đồng hồ. Dương Thanh thông báo thời gian giống như bùa đòi mạng khiến Tào Chí càng cảm thấy mình sắp chết. Khốn nạn, tao liều mạng với mày. Tào Chí bỗng cầm bình rượu vang trên bàn ném mạnh vào đầu Dương Thanh. Dương Thanh tưởng anh ta muốn đánh với mình, không ngờ anh ta ném bình rượu chỉ là đánh lạc hướng. Mục đích thực sự của Tào Chí là chạy trốn. Ngay khi Tào Chí ném bình rượu đi, anh ta lập tức chạy trôi chết. Mấy gã vệ sĩ bảo vệ anh ta đều đã mất mạng anh ta không chạy ở lại đợi dương thanh giết sao hết giờ rồi dương thanh cũng không quan tâm tào trí bỏ chạy sau khi hết một phút anh tiện tay cầm cây đũa trên bàn ăn phi ra ngoài phập tào trí vừa vào tới cửa phòng chợt ngã nhào lập tức tắt thở dương thanh thản nhiên rời đi giống như cái chết của tào trí chẳng liên quan gì tới anh đằng sau cổ của tào trí còn lộ ra nửa cây đũa hạ hà ngồi trong phòng vip của dương thanh thấy anh vẫn chưa về bối rối đi qua đi lại nếu không vì sợ Dương Thanh bị phân tâm, cô ta đã lao ra ngoài từ lâu rồi. Cô Hà cứ yên tâm, cậu Thanh sẽ không sao đâu. Tiền Biêu bất đắc dĩ nói. Kéo kẹt, cửa phòng bỗng nhiên bị người bên ngoài đẩy vào, Dương Thanh mỉm cười bước tới. Xin lỗi nhé, để cô đợi lâu rồi. Dương Thanh nhìn Hạ Hà, Hà đang lo sốt vó, cười nói. Nhưng anh vừa nói xong, một hương thơm ngào ngạt sộc tới. Hạ Hà, Hà nhào vào lòng Dương Thanh, ôm anh thật chặt. Tuy cô ta không nói lời nào nhưng Dương Thanh vẫn cảm nhận được sự lo lắng của cô ta dành cho mình. Dương Thanh không ngờ Hạ Hà, Hà lại chủ động nhào vào lòng mình, thậm chí còn cảm nhận được sự ấm áp trên cơ thể đối phương. Có lẽ đây chính là cảm giác mềm mại ngọc ngà của người con gái trẻ. Không biết tiền Bưu đã rời khỏi phòng từ bao giờ. Trong phòng chỉ còn lại Dương Thanh và Hạ Hà, Hà. Ngay khi Dương Thanh chìm đắm trong mùi hương dịu dàng, trong đầu anh chợt hiện lên một người phụ nữ mặt đầy nước mắt, là Tần Thanh Tâm. Anh bỗng tỉnh táo lại, vội vàng đẩy Hạ Hà ra, cười nói, yên tâm, bạn của cô là tôi đây rất mạnh. Một đám tép siêu không là gì với tôi đâu. Hạ Hà bị Dương Thanh đẩy ra cũng choàng tỉnh, lập tức đỏ bừng mặt. Vừa rồi chờ Dương Thanh ở trong phòng, cô ta cực kỳ sốt ruột, sợ Dương Thanh bị mình liên lụy. Dù sao đối phương cũng là người thừa kế của nhánh ba vương tộc họ Tào, thân phận và địa vị đều cực cao. Còn Dương Thanh chỉ là chủ tịch của một tập đoàn, nếu không vì lo dương thanh bị phân tâm cô ta đã chạy ra ngoài từ lâu vậy nên khi thấy anh bình an trở về cô ta không khống chế được cảm xúc lao vào ôm chầm lấy anh anh không sao là tốt rồi hạ hà, hà đỏ mặt nói đáy lòng cảm thấy mất mát cô ta biết bản thân đã đem lòng yêu người đàn ông trước mắt từ lâu chỉ là cô ta cũng rõ ràng mình không có khả năng ở bên anh nhưng cô ta vẫn luôn kìm lòng không đậu nhớ đến dương thanh tào trí đâu Hạ Hà, hà bỗng lên tiếng hỏi để chuyển chủ đề. Vệ sĩ của anh ta còn không phải đối thủ của tôi nữa là anh ta, vừa bị tôi đánh chạy té khói rồi. Dương Thanh cười đáp, anh không muốn mình bị bại lộ, cũng không muốn Hạ hà, hà bị kéo vào chuyện này, bèn nói, để tôi đưa cô về nhà. Được, Hạ hà, hà không từ chối, đi theo Dương Thanh rời đi. Dương Thanh vừa đi xuống tầng, cả tòa nhà của nhà hàng quốc tế Yến Đô đều đã bị phong tỏa. Đồng Chiêm Cương mặc bộ đồ chiến đấu đi vào, trông thấy Dương Thanh lập tức cung kính nói, đại nhân yên tâm, mọi chuyện đều đã được xử lý ổn thỏa. Tốt, Dương Thanh gật đầu, dẫn Hạ Hà lên một chiếc xe. Có đồng chiêm cương ở đây, chuyện Dương Thanh xuất hiện sẽ không bị lộ ra ngoài. Không chỉ như vậy, sẽ không ai biết được nguyên nhân cái chết của Tào Chí. Dương Thanh dẫn Hạ Hà lên một chiếc may bách màu đen, tiền bưu đã ngồi ở ghế lái chờ sẵn. Trên đường đi, cả Dương Thanh và Hạ Hà đều không nói chuyện. 20 phút sau, xe đỗ lại trước cổng một khu nhà cao cấp dương thanh cảm ơn anh chuyện tối nay trước khi xuống xe hạ hà bỗng nhìn dương thanh chân thành nói dương thanh mỉm cười bạn bè với nhau không cần khách sáo như vậy lại là bạn bè hạ hà chợt cảm thấy khó chịu nhưng cũng hiểu lời anh nói là sự thật anh cũng đang tỏ thái độ với mình đúng chúng ta là bạn bè vậy sau này tôi không khách sáo với anh nữa hạ hà đột nhiên bật cười mở cửa xe bước xuống dương thanh nhìn theo hạ hà, hà đi vào trong với ra lệnh lái xe cậu thanh cô gái này thích cậu tiền biêu vừa lái xe vừa nói dương thanh nhíu mày bực bội nói tôi với cô ấy chỉ là bạn bè đừng có nói lung tung tiền biêu không dám nhiều lời thêm nữa dương thanh cũng không phải kẻ ngu sao lại không biết tâm tư của hạ hà, hà cô gái này rất tốt cũng rất hoàn hảo xinh đẹp lại tốt bụng nhưng anh đã có tần thanh tâm đời này không thể phản bội cô dù hạ hà, hà có tốt đến đâu cũng không liên quan gì tới anh cùng lúc đó sau khi hạ hà, hà về nhà liền bật đèn lên cả căn nhà rộng lớn chỉ có một mình cô ta mẹ cô ta không quen sống ở thành phố dứt khoát quay về quê sống vậy nên ở đây chỉ có mình cô ta hạ hà, hà bỗng cảm thấy cực kỳ cô đơn trong đầu tràn đầy hình ảnh của dương thanh cô ta biết từ nay về sau mình và anh không còn bất kỳ khả năng gì nữa đến khi gặp lại bọn họ chỉ là bạn bè 20 phút sau, tiền bưu đỗ xe trước cổng một căn biệt thự trong thành mộng hoan. Đây là nhà của Mã Siêu. Mấy ngày nay Dương Thanh vẫn sống ở đây. Anh Thanh, trông thấy Dương Thanh trở về, Mã Siêu đang tập đi bộ trong nhà vội vàng tới gần. Xem ra hồi phục rất tốt. Với tốc độ hồi phục như vậy chắc là có thể trở lại bình thường trong vòng chưa đầy một tuần nữa. Mấy ngày trước, Mã Siêu còn không đi nổi một bước, cả ngày đều nằm lì trên giường. Lúc này Phùng Tiểu Uyển cũng đi ra, Cười nói, không đến một tuần đâu, cùng lắm ba ngày nữa là anh siêu có thể hồi phục hoàn toàn. Mã siêu nở nụ cười, đây đều nhờ công lao của Tiểu Uyển. Nếu không dù anh không chết cũng phải bị lột một lớp da. Lúc trước anh ta phá giải phong ấn thực lực lên tới bán bộ thần cảnh để đấu với sát thủ bán bộ thần cảnh của Hồng Trân. Khi đó vốn anh ta đã bị thương nặng nên sau khi phá giải phong ấn đánh xong một trận, cơ thể đã bị tổn thương rất nghiêm trọng anh ta còn chuẩn bị tinh thần làm một kẻ tàn phế suốt phần đời còn lại, nào ngờ được tiểu huyền trị liệu, anh ta lại chậm rãi hồi phục. Đến cả chuyên gia trong lĩnh vực y học là Ngải Lâm cũng vô cùng khiếp sợ, thậm chí còn bắt đầu học y thuật cổ truyền theo phùng tiểu huyền. Mễ tuyết thì sao, tình hình hiện giờ thế nào rồi? Dương Thanh lại hỏi tiếp. Nhắc tới mễ tuyết, nụ cười trên mặt mã siêu lập tức biến mất, vô thức nhìn sang phòng của cô ta, vẫn không có chuyển biến gì. Tiểu huyền chữa cho em ấy lâu như vậy rồi mà em ấy vẫn chưa tỉnh lại, e là vết thương quá nặng. Anh siêu yên tâm, em chắc chắn có thể chữa khỏi cho mễ tuyết. Cho em thêm một tháng nữa, nhất định sẽ khiến mễ tuyết tỉnh lại được. Phùng tiểu huyền nói chắc nịch. Cảm ơn em, nếu không có em anh đã về trầu trời từ lâu rồi. Đợi em chữa khỏi cho mễ tuyết, anh em bọn anh đều nợ em một mạng. Mã siêu chân thành nói. Im Phùng Tiểu Uyển cũng đã nói có thể khiến Mễ Tuyết tỉnh lại trong vòng một tháng. Cùng lúc đó trong một căn biệt thự xa hoa ở nhà họ Tôn, một người đàn ông trung niên đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt lo âu, bởi vì ông ta không liên lạc được với con trai là Tào Chí. Im mau tìm Tào Chí về đây cho tôi. Tào Chính Dương vừa ra lệnh, mấy gã vệ sĩ nhà họ Tào lập tức nghe lệnh rời đi. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng động lớn một chiếc xe jeep màu xanh quân đội đang đâm thẳng tới kẻ nào đó ngay lập tức toàn bộ người nhà họ tôn kinh sợ nhốn nháo nay người của vương tộc họ tàu đã vào ở trong nhà họ tôn ai dám tới nơi này dương oai diễu võ nhưng khi bọn họ thấy biển số trắng của chiếc xe cả đám đều biến sắc bởi vì chiếc xe này là xe của chiến vực yến đô huỵch ngay sau đó một thi thể bị ném văng ra khỏi xe tiếp theo chiếc xe jeep quay đầu nhanh nhẹn rời khỏi đó đám người nhà họ tôn ngây hết cả ra, chuyện gì thế này? Bỏ lại một thi thể, rồi đi luôn. Cậu trí, bỗng nhiên có người sợ hãi hô lớn. Ngay lập tức, tất cả đều dồn ánh mắt về phía thi thể vừa bị bỏ lại. Quả nhiên đúng là thi thể của Tào trí, đám người nhà họ Tào khiếp sợ tột cùng, dại cả mặt ra nhìn. Đây, đây là cậu trí sao? Cậu trí đã chết rồi sao? Sao lại thế được? Người của chiến vực Yến Đô làm chuyện này sao? Người nhà họ tôn nháo nhào bàn tán. Chẳng bao lâu sau, Tào Chính Dương đã nghe thấy tin Tào Chí đã chết, thi thể bị ném xuống từ một chiếc xe jeep từ đâu đột ngột lao vào nhà họ Tôn, bèn vội vã chạy tới. Tào Chí, ban đầu Tào Chính Dương còn không tin, nhưng khi tận mắt chứng kiến thi thể kia chính là của Tào Chí, ông ta lập tức trợn trừng mắt, phẫn nộ giống to, rốt cuộc là kẻ nào đã giết con trai tôi? Thưa, thưa chủ nhánh ba, cậu Chí bị ném xuống từ một chiếc xe jeep có biển số của chiến vực Yến đâu ạ? Một người lãnh đạo của nhà họ Tôn thận trọng dè dặt nói. Thịch, vị lãnh đạo của nhà họ Tôn kia vừa dứt lời, Tào Chính Dương đã nổi điên, chân khẽ di động, nháy mắt lao vào người kia. Người vừa lên tiếng lập tức bị đánh bay, thân thể nặng nề nện vào một cây cột đá, nháy mắt chết tươi. Ngay lập tức, toàn bộ trang viên nhà họ Tôn đều bị một bầu không khí tĩnh lặng chết chóc bao phủ, tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía Tào Chính Dương. Vì Tào Chính Dương muốn trút giận, một người lãnh đạo của nhà họ Tôn đã mất mạng ai còn dám nói nữa. Chiến vực Yến Đô, Tào Chính Dương gần như giết từng chữ qua kẽ răng. Đúng lúc này, lại có một bóng người đi tới, đó là vị quản gia của Tào Chính Dương, sắc mặt người này cực kỳ căng thẳng, nói với Tào Chính Dương, có tin tức mới nhất, ngay chiều nay, cháu trai Bạch Vương là Bạch Tuấn Hảo đã bị giết, nghe đồn hung thủ là một cao thủ thần cảnh. Tào Chính Dương khiếp sợ ra mặt, cao thủ thần cảnh đi giết cháu trai Bạch Vương. Quản gia gật đầu, Lý do là vì cháu trai Bạch Phương gần đây liên tục quấy rầy phó tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Thanh là Tần Thanh Tâm, vợ của Dương Thanh. Dương Thanh chính là gã thanh niên một tuần trước mới bị tai nạn, cả người lẫn xe bị đá lở đè lên. Dĩ nhiên Tào Chính Dương cũng từng nghe tới cái tên Dương Thanh này, bèn nghiến răng hỏi. Quản gia trầm giọng thưa, chính là gã Dương Thanh đó, nghe đồn cậu ta là lính suốt ngũ từ biên giới phía Bắc, một tuần trước bị tai nạn, người của chiến vực đã đưa đi, đến giờ còn không rõ sống chết thế nào nhưng tôi đoán cậu ta còn sống. Hơn nữa, chiến vực chiêu châu cũng đã có ý định gia nhập cuộc chiến giành đế thôn. Có thể cái chết của bạch tuấn hào chỉ là dấu hiệu mở đầu. Còn cậu chí trước đó từng có tranh chấp với dương thanh. Sau khi dương thanh gặp tai nạn, còn từng nỗ lực muốn biến tập đoàn nhạn thanh thành tài sản của mình. Có điều vẫn chưa thành công, cho nên cậu ấy bèn chiếm công ty giải trí ngôi sao. Tào chính dương dẫu sao cũng là chủ nhánh ba của vương tộc họ tào, dĩ nhiên đã hiểu nghe ý của quản gia. sắc mặt ông ta trở nên cực kỳ dữ tợn. Cho nên, ý ông là cái chết của Tào Chí có liên quan đến chuyện này." Quản gia gật đầu, người của Yến Đô đều biết, Dương Thanh có hai điểm không thể động vào, một là người thân của cậu ta, hai là tập đoàn Nhạn Thanh. "Cháu trai Bạch Vương dám có ý đồ với vợ cậu ta, cho nên đã chết. Cậu Chí có ý đồ với tập đoàn Nhạn Thanh, hôm nay cũng đã chết." Nói xong, quản gia ngừng lại, không nói nữa. Nhưng Tào Chính Dương đã hiểu ý quản gia, lập tức mắt phần đỏ như nhúm máu, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: vậy có nghĩa là Dương Thanh còn sống, cậu ta chính là con cờ mà chiến vực muốn sử dụng để gia nhập cuộc chiến giành đế thôn. Để người của chiến vực Yến Đô ném trả thi thể tào trí về đây đương nhiên là ý của Dương Thanh. Anh đã không đợi được nữa, cho nên muốn nhân cơ hội này thúc đẩy tiến trình một chút. Bất kể cái chết của Bạch Tuấn Hào hay cái chết của Tào Chí đều có thể làm cho các vương tộc liên hệ chuyện này với chiến vực. Một khi chiến vực vào cuộc, bất kỳ vương tộc nào cũng không còn cơ hội chiếm được đế thôn nữa, cho nên bọn họ chỉ còn một con đường, đó chính là liên kết với nhau. Chỉ khi năm vương tộc bọn họ liên kết lại thì Dương Thanh mới có thể dễ dàng tung một lưới tóm gọn. Tin tức Tào Chí bị giết nhanh chóng được truyền về vương phủ họ Tào ở vương thành Tào. Tại vương thành Tào, trong vương phủ họ Tào. Hay tin Tào Chí đã bị giết, sắc mặt Tào vương lập tức âm trầm cực kỳ. Sự sống chết của một đứa con trai chủ nhánh ba đối với lão ta mà nói chỉ là chuyện dâu ria. Nhưng điều khiến lão ta tức giận là, chiến vực lại đưa thi thể tào trí về nhà họ tôn. Đây rõ ràng là hành vi khiêu khích, đồng thời cũng là một đòn cảnh cáo tới vương tộc họ tàu. Chẳng phải xưa nay chiến vực không nhúng tay vào những việc trong lãnh thổ sao? Vì sao nay lại muốn vào cuộc? Tào vương lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy tức giận. Đúng lúc này, một ông cụ tóc bạc lưng còng đi tới, cung kính thưa, thưa tào vương, vừa rồi bên vương tộc họ bạch có truyền tin tới, bạch vương muốn mở một cuộc họp từ xa qua video, có chuyện cực kỳ quan trọng muốn bản với các vương tộc ạ. À? Hừ, Tào Vương cao mày, năm vương tộc trước này chưa từng qua lại, đã nhiều năm cũng chưa hề tổ chức họp qua video. Kết nối với vương tộc họ Bạch đi." Im qua màn hình, Bạch Vương cười nói. Tào Vương vẫn duy trì vẻ uy nghiêm, lạnh lùng thốt lên, những lời khách sáo nhảm nhí không cần nói làm gì, Bạch Vương bỗng nôn nóng mở cuộc họp qua video giữa năm vương tộc thế này, nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói phải không? Nếu vậy thì cứ bắt đầu luôn đi." được bạch vương gật đầu đã vậy tôi xin bắt đầu luôn im nghi hoặc của tào vương cũng là nghi vấn của các vị vương khác dù là người có địa vị như bọn họ thì cao thủ thần cảnh cũng là dạng nhân vật trong huyền thoại rồi nếu nói một cao thủ thần cảnh giết một trong năm vị vương bọn họ sẽ không có bất kỳ nghi hoặc nào nhưng vừa rồi bạch vương nói một cao thủ thần cảnh giết chết cháu lão ta cao thủ thần cảnh sao có thể tự tay đi giết một kẻ tép siêu sắc mặt bạch vương hết sức nghiêm nghị Lão ta nhìn thẳng vào màn hình, nói: "Điều tôi nói hoàn toàn là sự thật, nếu các vị không tin, có thể cử người tới Yến Đô điều tra thêm." Sự việc phát sinh vào chiều ngày hôm nay, tại Yến Đô, vương tộc họ Bạch do con trai tôi là Bạch Khánh phụ trách, bên cạnh nó còn có cao thủ Vương Cảnh Đỉnh Phong bảo vệ an toàn. Nhưng chiều hôm nay, khi vị cao thủ thần cảnh kia xuất hiện, ngay cả cao thủ Vương Cảnh Đỉnh Phong của vương tộc họ Bạch chúng tôi cũng không thể bắt kịp người này, thậm chí còn chưa kịp thấy mặt đối phương, cháu tôi đã bị giết các vị đều có thực lực vương cảnh đỉnh phong hoặc đã là bán bộ thần cảnh tôi chỉ muốn hỏi các vị một câu nếu là các vị một cao thủ bán bộ thần cảnh giết người ngay trước mắt các vị liệu các vị có nhận ra không bạch vương nói đến đó các vị vương còn lại đều im lặng bọn họ đều hiểu ý bạch vương muốn nói một cao thủ có thể thản nhiên giết người ngay trước mắt cao thủ vương cảnh đỉnh phong lại không hề bị nhìn ra người đó chỉ có thể là một vị cao thủ thần cảnh dù là cao thủ bán bộ thần cảnh muốn giết người trước mặt bọn họ chắc chắn bọn họ có thể cảm nhận được. Tôi tin ông, Tào Vương bỗng nghiến răng nói, đôi mắt ngập đầy lửa giận. Hử, Bạch Vương nhìn về phía Tào Vương, hỏi, ý Tào Vương là. Ngay vừa rồi, tôi cũng nhận được một tin, người thừa kế nhánh ba của vương tộc họ Tào ở Yến Đô cũng đã bị giết. Hơn nữa, nó còn bị xe của chiến vực đưa trả về. Tào Vương giận dữ nói, căn cứ suy đoán của vương tộc họ Tào chúng tôi, kẻ đứng sau lưng chỉ đạo việc này có thể là chiến vực tất cả những chuyện này lại đều có liên quan đến một thanh niên tên là Dương Thanh. Tào Vương vừa nói đến đây, các vị Vương đều nhìn nhau. Cái tên Dương Thanh này, bọn họ cũng đều từng nghe tới, dẫu sao đây cũng là người khiến cho các vương tộc lớn có lý do phái người tới Yến Đô. Đặc biệt là quan vương còn từng có tiếp xúc với Dương Thanh, hiện giờ nghe nói chuyện này có liên quan tới Dương Thanh, lão ta lập tức chấn kinh, đồng thời cũng lấy làm sợ hãi. Lão ta biết rất rõ thực lực của Dương Thanh khủng bố cỡ nào, hơn nữa cũng biết, Dương Thanh rất có thể chính là vị chiến thần bảo vệ biên giới phía Bắc. Lúc này nghe Bạch Vương và Tào Vương nói vậy, lão ta bỗng cảm thấy, kẻ đã giết chết Bạch Tuấn Hào và Tào Chí rất có khả năng chính là Dương Thanh. Những việc này đều có liên quan đến Dương Thanh, mà bản thân Dương Thanh lại chính là một cao thủ thần cảnh, việc này không khó để sâu chuỗi lại với nhau. Nhưng mặc dù đã biết Dương Thanh là một cao thủ thần cảnh, lão ta lại không có ý định nói ra tin tức này trong tình huống hiện tại nghe bạch vương và tào vương nói thế theo tôi hiểu thì trong ngày hôm nay vương tộc họ bạch và vương tộc họ tào đều có con cháu bị giết hại hơn nữa việc này đều có liên quan tới chiến vực như vậy chỉ e đây là tin tức mà chiến vực muốn thông báo cho các phương tộc chúng ta đồng thời cũng là một lời cảnh cáo chiến vực muốn gia nhập cuộc chiến giành đế thôn cho nên việc này đã không còn liên quan gì tới các phương tộc nữa lúc này mã vương cũng lên tiếng sắc mặt cực kỳ khó coi đã nhiều năm nay Cuộc chiến tranh đoạt đế thôn chính là một cơ hội duy nhất để cho vương tộc tiến thêm một bước. Chỉ cần có thể nắm được đế thôn trong tay, có lẽ vương tộc này sẽ được nhảy luôn lên hàng ngũ các hoàng tộc, khôi phục vinh quang trăm năm trước. Nhưng hiện giờ, chiến vực cũng muốn tham gia, mà khi chiến vực đã gia nhập cuộc chiến, các vương tộc bọn họ liệu còn cơ hội nào? Các vị có từng nghĩ đến một giả thuyết, có lẽ Dương Thanh chính là một cao thủ thần cảnh. Ngay khi các vương trầm mặc suy tư, một giọng nói bỗng vang lên. Ngay lập tức, Mặt mấy vị vương đều biến sắc, nhìn về phía người vừa lên tiếng, Tiết Vương. Quan Vương giật mình, lão ta không biết vì sao Tiết Vương lại có được tin tức Dương Thanh là cao thủ thần cảnh. Không chỉ có thế, Tiết Vương còn dám nói thẳng ra. "Tiết Vương, ông đang đùa gì thế hả?" Tào Vương cười lạnh một tiếng, "Theo tôi được biết, Dương Thanh chỉ mới chừng 27, 28 tuổi, ông lại nói cậu ta là một cao thủ thần cảnh." Bạch Vương cũng cười cười, lắc đầu, "Tuyệt đối không có khả năng này." Tôi từng nghe nói có cao thủ vương cảnh chưa tới 30 tuổi, nhưng chưa từng nghe nói có cao thủ thần cảnh chưa đầy 30. Mã Vương cũng nở nụ cười, Tiết Vương, ông đừng nói với tôi, lần trước ông cho người của vương tộc họ Tiết rút khỏi yến đô chính là vì sợ gã Dương Thanh này nhé. Đây vốn chỉ là một lời bông đùa của Mã Vương, ai dè Tiết Vương lại thành khẩn gật đầu, đúng thế, chính vì tôi đã biết Dương Thanh là một cao thủ thần cảnh nên mới cho người của vương tộc chúng tôi rút khỏi yến đô. Lúc này, không ai cười nổi nữa sắc mặt mỗi người đều căng thẳng tột cùng. Tiết Phương sẽ không lấy một chuyện quan trọng như thế ra đùa giỡn bọn họ. Hơn nữa, đúng là Tiết Phương đã cho rút hết người của vương tộc họ Tiết khỏi Yến Đô, nhưng một tuần trước, khi Dương Thanh gặp tai nạn, người của vương tộc họ Tiết lại lần nữa quay trở lại Yến Đô. Lẽ nào, điều này còn chưa nói rõ vấn đề hay sao? Quan vương do dự trong lòng, băn khoăn không biết có nên nói ra hay không. Lúc này, chỉ cần lão ta lên tiếng thừa nhận chuyện Dương Thanh là một cao thủ thần cảnh, chắc chắn sẽ không ai hoài nghi sự thật này nữa. Chỉ có điều, Dương Thanh đã khiến lão ta quá kinh sợ, không chỉ có thế, ngày nay, bên cạnh Dương Thanh còn có một vị thần y như Phùng Tiểu Uyển. Nếu lúc này lão ta nói ra thân phận thật sự của Dương Thanh, chỉ sợ là đã hoàn toàn chọc giận Dương Thanh. Nếu Dương Thanh đã chết thì cũng thôi, nhưng nếu cậu ta còn sống, vương tộc họ quan trong tương lai chắc chắn sẽ tan biến thành cho bụi. Ngày nay, ở Vương Thành Quan đã có hai gia tộc lớn là nhà họ Khương và nhà họ Lâm từng chịu ơn Dương Thanh, có quan hệ không tệ với cậu ta. Nếu Dương Thanh bất mãn với lão, chỉ e ngôi vị vương của Vương Thành Quan sẽ phải đổi chủ. Quan Vương, ông không định nói gì à?" Tiết Vương bỗng cười cười nhìn về phía Quan Vương. Lúc này, cả bốn vị vương đều nhìn sang Quan Vương, bởi vương tộc họ Quan cũng giống vương tộc họ Tiết, đều từng rút người trong tộc khỏi yến đô trước khi Dương Thanh gặp chuyện. Nhưng sau khi Dương Thanh bị tai nạn, quan vương lại cho người của vương tộc họ quan trở lại Yến Đô. Quan vương, chẳng lẽ ông cũng vì Dương Thanh nên mới rút người trong tộc khỏi Yến Đô? Mã vương kinh ngạc hỏi. Quan vương bỗng cười lạnh, nói, nói đùa, nhà chúng tôi đường đường là vương tộc họ quan, sao có thể vì một người trẻ tuổi mà rút khỏi Yến Đô? Nếu không phải thì ông định giải thích thế nào về việc người của vương tộc ông lại một lần nữa quay trở về Yến Đô sau khi Dương Thanh gặp tai nạn? Tiết vương hít mắt cười, nhìn quan vương hỏi đây là bí mật tối cao của vương tộc họ quan chúng tôi xin thứ lỗi không thể tiết lộ quan vương lạnh lùng đáp hiển nhiên lão ta đã có lựa chọn của mình nghe quan vương nói thế mấy vị vương của các vương tộc khác cũng chỉ thoáng hoài nghi nhưng không ai quá để tâm dù sao lời quan vương nói cũng có lý mỗi vương tộc đều có bí mật của mình không thể vì vương tộc họ quan cho người trở lại yến đô sau khi dương thanh gặp nạn mà khẳng định quan vương bị dương thanh hù dọa được trong số các vị vương chỉ có Tiết Vương vẫn nheo mắt cười ha hả, nói, nếu Quan Vương đã không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nhiều nữa. Kim Bạch Vương vừa đề cập đến chuyện thành lập liên minh năm vương tộc lớn, các vị vương lập tức kinh sợ. Trăm năm trước, khi năm vương tộc lớn bọn họ còn đứng trong hàng ngũ chín hoàng tộc lớn, suốt trăm năm, năm vương tộc bọn họ chỉ có một lần duy nhất kết làm liên minh. Ngày đó, chỉ có 9 hoàng tộc lớn, chưa có năm vương tộc lớn. Nhưng chính lần tạo liên minh đó, khi bọn họ nỗ lực thâu tóm Yến Đô, người kia đã xuất hiện, lấy sức của một người trấn áp toàn bộ năm hoàng tộc lớn. Cũng chính từ khi đó, chín hoàng tộc lớn biến thành bốn hoàng tộc lớn, liên minh năm hoàng tộc cũng bởi người nọ mà bị giáng xuống thành năm vương tộc. Người kia từng gây ám ảnh cực lớn cho các vương tộc, dù đã trăm năm trôi qua, năm vương tộc bọn họ vẫn không dám đặt chân vào Yến Đô một bước, chỉ chờ vương của Yến Đô xuất hiện. Chỉ khi vương của Yến Đô xuất hiện, bọn họ mới có thể đặt chân vào nơi đó. Hôm nay lại muốn kết liên minh sao? Lúc này, bốn vị vương khác không ai lên tiếng, tất cả đều hết sức nghiêm nghị suy tư. Bạch Vương, tôi hiểu ý ông, thế cuộc ngày nay đã mở ra rồi, chỉ có liên hợp lại mới có đủ thực lực đối đầu với chiến vực tranh đoạt yến đô. Nhưng trăm năm trước, cũng vì năm gia tộc chúng ta liên hợp lại, cuối cùng không chỉ không thể vượt qua bốn hoàng tộc kia mà còn bị giáng xuống thành vương tộc. Nếu lần này tạo liên minh, thắng thì cũng thôi, nhưng nếu thua thì phải làm thế nào? Năm tộc chúng ta đã bị giáng thành vương tộc, nếu lại bị giáng cấp một lần nữa, sẽ trở thành loại gia tộc gì?" Quan Vương lên tiếng hỏi, mặt lộ vẻ lo lắng. "Phải dấn thân vào nguy hiểm mới mong bắt được phú quý, trăm năm trước, các bậc cha chú của chúng ta cũng vì muốn cho thực lực của gia tộc mạnh thêm một bậc mới mạo hiểm tranh đoạt yến đô. Đừng quên, bốn hoàng tộc hiện giờ, vào thời điểm trăm năm trước, thực lực còn chẳng bằng năm tộc chúng ta, nếu không phải vì sự xuất hiện của người kia, có lẽ năm tộc chúng ta đã vượt trên bốn hoàng tộc hiện tại bạch phương ngạo nghễ nói như thể lão ta đã nắm được yến đô trong tay sau đó kế thừa đế thôn sai khiến bốn hoàng tộc lớn tào vương cũng lên tiếng đúng thế năm tộc chúng ta vốn chính là những gia tộc mạnh nhất hết thảy đều vì người kia năm tộc chúng ta đã bị chèn ép suốt trăm năm nếu còn không cố gắng tiến tới chỉ sợ sẽ hoàn toàn không còn hy vọng chờ mình đế thôn là thời cơ tốt duy nhất suốt trăm năm này của chúng ta nhất định phải nắm lấy vương tộc họ Tào đồng ý thành lập liên minh các vương tộc. Tào vương là người tỏ thái độ trước nhất. Mã vương cũng nói, vương tộc họ Mã tôi cũng đồng ý thành lập liên minh các phương tộc. Tiết vương lạnh lùng quét mắt nhìn quan vương, cũng lên tiếng, vương tộc họ Tiết cũng đồng ý thành lập liên minh các vương tộc, khôi phục vinh quang hoàng tộc trăm năm trước. Lúc này, năm vương tộc lớn đã có 4 vị tỏ rõ thái độ ủng hộ lập liên minh, chỉ còn lại quan vương chưa lên tiếng. Quan vương, tới phiên ông, Tiết vương bỗng nhìn về phía quan vương, thúc giục với vẻ nghiền ngẫm. Sắc mặt quan vương đã khá khó coi, không phải lão ta không muốn khôi phục vinh quang năm xưa của gia tộc, nhưng nỗi hãi hùng mà Dương Thanh mang đến cho lão ta lại quá lớn. Hơn nữa, lão ta còn biết, Dương Thanh không chỉ là một cao thủ thần cảnh mà còn là chiến thần bảo vệ biên giới phía Bắc, là một nhân vật có thể dựa vào sức mình địch lại một nửa quốc gia. Nếu Dương Thanh đã chết, lão ta sẽ không hề do dự, nhất định sẽ đồng ý thành lập liên minh các vương tộc ngay để tranh đoạt yến đô cùng chiến vực nhưng hiện tại Dương Thanh sống chết thế nào chưa rõ, lão ta lại luôn có dự cảm rất mãnh liệt rằng Dương Thanh còn sống. Không chỉ có vậy, cái chết của Bạch Tuấn Hào và Tào Chí đều có liên quan đến Dương Thanh. Bởi vì vương tộc họ Bạch đã khẳng định cao thủ giết chết Bạch Tuấn Hào là một cao thủ thần cảnh. Cao thủ thần cảnh vốn là những nhân vật cực kỳ khủng bố trong truyền thuyết và cũng cực kỳ hiếm thấy. Trùng hợp làm sao, Bạch Tuấn Hào và Tào Chí đều chạm phải hai cái vảy ngược của Dương Thanh, rồi đều bị cao thủ thần cảnh giết chết chẳng lẽ những điều này còn chưa thể nói rõ vấn đề hay sao vấn đề chính là cao thủ thần cảnh giết chết bọn họ là dương thanh nghĩ tới đây quan vương không hề do dự lắc đầu nói các vị tôi cũng muốn khôi phục vinh quang ngày trước của gia tộc nhưng cao thủ của chiến vực nhiều vô số sợ rằng cao thủ bậc thần cảnh cũng không ít đâu kể cả khi chúng ta thành lập liên minh cũng sẽ không phải đối thủ của chiến vực quan vương vừa dứt lời bốn vị vương khác lập tức sa sầm mặt lại nội dung cuộc họp ngày hôm nay cực kỳ quan trọng một khi tiết lộ ra ngoài thì sẽ trở thành đả kích cực lớn đối với cả năm vương tộc. Vương tộc hay hoàng tộc thì đều âm thầm có tranh đấu với chiến vực, nhưng nếu chuyện này bị đưa ra công khai thì chỉ sẽ hoàn toàn trở mặt với phía chiến vực. Những người tham dự cuộc họp này đều là chủ của một vương tộc, có người rời khỏi liên minh, nếu không may nội dung cuộc họp bị tiết lộ ra ngoài thì phải làm sao? Điều quan trọng nhất là, năm vương tộc lớn, nếu mất vương tộc họ quan rồi thì dù có thành lập liên minh các vương tộc, thực lực cũng sẽ bị giảm bớt nhiều. Quan vương, ông bị chiến vực dọa sợ mất mật rồi à? Hay là bị Dương Thanh Hù cho nhũn chân rồi? Tiết phương cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, trước đó ông mới nói, vương tộc họ quan rút khỏi Yến Đô, sau khi Dương Thanh gặp tai nạn, vương tộc họ quan lại phái người quay về Yến Đô, nguyên nhân của hành động này là điều tuyệt mật của vương tộc ông. Nhưng theo ý tôi thì đây chỉ là lời nói dối, từ lâu ông đã biết Dương Thanh có thể là một cao thủ thần cảnh, cho nên mới không muốn mạo hiểm gia nhập liên minh. Nếu tôi đoán không sai, ông còn đang nghĩ biện pháp liên lạc với Dương Thanh, báo lại với cậu ta về nội dung cuộc họp này của chúng ta, đúng không?" Tiết Phương vừa dứt lời, các vị vương khác lập tức biến sắc, ai nấy đều lộ vẻ tức giận, "Quan vương, ông dám à?" Quan vương vội vã phủ nhận, "Tiết Phương, ông đừng có nói bậy, dù tôi không đồng ý gia nhập liên minh các phương tộc nhưng cũng sẽ không tiết lộ bất cứ nội dung nào của cuộc họp lần này cho người khác." "Ha ha, ai biết được." Tiết Phương cười ha hả, nói, tỏ thái độ không tin tưởng. Quan Vương, hãy cho chúng tôi một lý do để ông từ chối gia nhập liên minh các phương tộc đi. Bạch Vương nghiêm nghị nói. Còn phải hỏi sao, chắc chắn là như lời Tiết Vương nói vậy, lão già khốn kiếp này định tiết lộ nội dung cuộc họp ra ngoài để tranh thủ lấy lòng chiến vực. Tào Vương cũng cười lạnh, nói, hiển nhiên là ông ta thấy liên minh các phương tộc đấu với chiến vực thì kẻ thua nhất định là chúng ta. Mã Vương cũng lạnh lùng bảo, Quan Vương, ông làm như vậy không sợ mất cả trì lẫn trải à. Lúc này, cả bốn vị vương của bốn vương tộc đều tức giận nhìn về phía quan vương. Quan vương hơi nhíu mày, không hề e sợ, chỉ cười lạnh một tiếng, quan vương tôi làm gì còn cần các ông dạy cho chắc. Các ông muốn nghĩ thế nào thì tùy, còn về chuyện liên minh, tôi sẽ không theo. Quan vương nói tới đó liền ngắt luôn video. Nhìn bóng quan vương biến mất khỏi cửa sổ video, bốn vị vương khác đều xa sầm mặt mày. Lão già khốn này, dám bỏ cuộc họp như vậy, sắc mặt bạch vương lộ vẻ hung ác, nghiến răng nói nếu đã thế tôi kiến nghị trước khi liên minh các vương tộc quyết định ra mặt tranh đấu với chiến vực chúng ta nên tới vương thành quan một chuyến đáy mắt tiết vương lóe lên một tia sáng đáng sợ lớn tiếng nói không cần nhiều người chỉ bốn vương chúng ta tới đó là đủ để nghiền ép toàn bộ cao thủ của vương thành quan tào vương cũng ngạo nghễ nói đồng ý mã vương phụ họa vậy là lúc này trừ vương tộc họ quan thì trong bốn vương tộc lớn còn lại đã có ba chủ vương tộc đồng ý tới vương thành quan một chuyến Bạch Phương không nói gì, như thể đang mải suy tư. Trong đám người này chỉ có vương tộc họ Bạch là có thực lực mạnh hơn cả, thực lực của Bạch Phương cũng đã bước vào bán bộ thần cảnh, chỉ cần tiến lên phía trước thêm một chút là đã đạt tới thần cảnh cấp bậc mà mỗi cao thủ võ thuật đều tha thiết ước mơ. "Bạch Phương, ông thấy thế nào?" Tiết Phương nhìn về phía Bạch Phương, hỏi. Bạch Phương nghiêm túc nói, "Tiết Phương, trước ông mới nói, thực lực của Dương Thanh có thể đã đạt tới thần cảnh, ông cũng đã nói." Quan Vương rời khỏi cuộc tranh giành yến đô rồi lại lần nữa cho người quay lại đó, tất cả đều vì Dương Thanh. Nếu quả đúng như vậy thì chẳng phải Dương Thanh đã thực sự là một cao thủ thần cảnh sao? Tôi nghe nói, Dương Thanh là cao thủ xuất ngũ từ biên giới phía Bắc, theo tôi được biết, ở chiến vực biên giới phía Bắc chỉ có một cao thủ thần cảnh chính là Chiến Thần bảo vệ biên giới phía Bắc. Nghe Bạch Vương nói thế, các vị vương khác lập tức biến sắc. Nếu Bạch Vương nói không sai, vậy chẳng phải dương thanh chính là tướng quân thần bí nhất của biên giới phía bắc từng được kẻ địch thừa nhận là người có thể dựa vào sức của một mình mình chống lại nửa quốc gia đó sao mã vương kinh sợ thốt lên sắc mặt tào vương cũng cực kỳ căng thẳng nói nếu quả đúng như vậy thì trừ khi dương thanh chết chúng ta mới có cơ hội bằng không chỉ cần cậu ta còn sống chúng ta mà muốn tranh đoạt yến đô với chiến vực thật sự quá khó khăn bạch vương cũng gật đầu đây chính là điểm làm tôi lo lắng nếu cậu ta đúng là tướng quân biên giới phía Bắc thì vì sao cậu ta lại đi giết con cháu dòng chính của vương tộc họ Bạch và vương tộc họ Tào? Nếu cậu ta thật sự muốn xử lý chúng ta, hoàn toàn có thể tới thẳng vương thành của chúng ta. Với thực lực thần cảnh của cậu ta, dù bất kỳ vương tộc nào trong số chúng ta có cản được thì cũng phải tổn thất vô cùng lớn. Nhưng cậu ta lại không làm như vậy, trái lại chỉ giết một đứa con cháu dòng chính có thực lực không phải quá mạnh. Các ông nói xem, Liệu đây có phải một lời cảnh cáo của cậu ta gửi tới chúng ta không? Cậu ta muốn cảnh cáo, chúng ta có thể nhúng tay vào cuộc tranh giành yến đâu nhưng không được đụng đến người của cậu ta. Nếu đúng như vậy thì hành vi từ chối gia nhập liên minh của Quan Vương chẳng phải đã nói rõ, giữa Dương Thanh và vương tộc họ Quan đã có một hiệp định nào đó rồi. Dù không có gì nhưng chỉ e Quan Vương cũng sẽ nhân cơ hội này chủ động liên hệ với Dương Thanh, bởi vậy, Quan Vương cũng đã là người của Dương Thanh nếu chúng ta bắt tay tấn công vương thành quan liệu có khiến cho dương thanh trả thù chúng ta không bạch phương phân tích cặn kẽ mỗi một ý đều khiến cho các vị vương khác cảm thấy áp lực vô cùng nhất là tiết phương áp lực đè lên người còn lớn hơn nữa lão ta biết rõ mức độ khủng bố của dương thanh bởi ngay cả cao thủ số một của vương tộc họ tiết cũng không phải đối thủ của anh điều này đủ để chứng tỏ dương thanh chính là một cao thủ thần cảnh một nhân vật có thể một mình chống lại lực lượng nửa quốc gia khác là người mà mấy vương tộc bọn họ có thể lấn lướt chèn ép sao? Nói vậy, đúng là chúng ta không thể tùy tiện đụng tới quan vương. Nếu không, khéo liên minh còn chưa vào tới yến đồ đã bị dương thanh trả thù rồi. Mã vương gật đầu nói. Bạch vương suy tư hồi lâu, bỗng nhiên thốt lên: Có lẽ chúng ta có thể thăm dò trước một chút, tiện thể nhân cơ hội này thăm dò xem quan hệ của dương thanh với quan vương rốt cuộc đã đến mức độ nào. Hả? Chẳng biết bạch vương muốn thăm dò thế nào? các vị vương khác đều mong chờ nhìn về phía Bạch Vương. Nếu bốn lão già chúng ta trực tiếp xông tới Vương Thành Quan thì Vương Thành Quan hẳn sẽ không còn khả năng tồn tại, như vậy có thể sẽ thực sự dẫn tới sự trả thù của Dương Thanh. Bạch Vương nói tiếp, nhưng chúng ta có thể phái một đội quân tinh nhuệ của liên minh các vương tộc, lẻn vào vương phủ họ quan, cho quan vương một đòn bất ngờ. Đội quân tinh nhuệ này không thể quá yếu, nhưng cũng không thể quá mạnh, quá yếu sẽ bị xử lý gọn mà không có tác dụng gì, Quá mạnh sẽ tạo thành tổn thất quá lớn cho Vương Thành Quan, điều này có thể sẽ dẫn tới việc Dương Thanh trả thù chúng ta. Cho nên cần phải vừa đủ, chỉ cần có thể gây áp lực lớn cho Quan Vương, khiến Quan Vương chủ động cầu xin sự giúp đỡ từ phía Dương Thanh là được. Nếu Dương Thanh và Quan Vương đã có thỏa thuận từ trước với nhau, chúng ta mà tiêu diệt vương tộc họ Quan sẽ chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Nhưng nếu Dương Thanh mặc kệ không quan tâm thì mấy lão già chúng ta có thể đích thân tới Vương Thành Quan sau khi tiêu diệt vương tộc họ quan rồi mới đưa liên minh các vương tộc vào Yến Đô, ý các vị thế nào? Bạch Phương hỏi, được, cứ quyết định vậy đi. Tôi cũng đồng ý, vậy không biết đội quân dò đường của liên minh cần cao thủ cấp bậc nào? Cuối cùng, Tiết Phương lại hỏi cặn kẽ. Bốn vương tộc chúng ta, mỗi vương tộc đưa ra năm cao thủ vương cảnh hậu kỳ, thành lập một tiểu đội gồm 20 cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Bạch Phương đã cân nhắc kỹ càng, bèn cười nói, 20 cao thủ vương cảnh hậu kỳ, Đối với vương tộc họ Quan là vừa đủ mạnh. Dù vương thành Quan đưa ra toàn bộ cao thủ đứng đầu thì cũng chỉ miễn cưỡng đấu một trận với đội quân này, trừ khi bọn họ có thể mời Dương Thanh tới hỗ trợ, bằng không vương tộc họ Quan sẽ bị tiêu diệt. Nghe Bạch Vương nói thế, trong mắt các vị vương khác đều lóe lên một tia sáng hung ác. Được, vì thế, tất cả bốn vương đều đã đồng ý thành lập một đội quân 20 gã cao thủ vương cảnh hậu kỳ đến thử sức vương tộc họ Quan. Cùng lúc đó, quan vương cắt đứt cuộc gọi video với các vị vương xong bèn sai người tới nhà họ Khương và nhà họ Lâm mời người. 30 phút sau, trong vương phủ họ quan, tại một gian phòng tiếp khách. Quan vương ngồi tại vị trí cao nhất, hai vị trí thấp hơn ở hai bên là Khương Hùng người đứng đầu nhà họ Khương và Lâm Thiên Tường người đứng đầu nhà họ Lâm. Quan vương, có chuyện gì mà cho gọi chúng tôi tới gấp như vậy? Hai người đều thấy được vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng của quan vương, Lâm Thiên Tường bèn hỏi. Vừa rồi năm vương tộc có mở một cuộc họp qua video, nội dung cuộc họp chính là thành lập liên minh các vương tộc, chuẩn bị tiến vào Yến Đô, tranh đoạt quyền nắm giữa Yến Đô với chiến vực, nhưng tôi đã từ chối. Quan vương nói thẳng, câu chữ ngắn gọn, vào ngay trọng tâm vấn đề. Khương Hùng và Lâm Thiên Tường lập tức biến sắc, Khương Hùng vỗ mạnh xuống bàn, đứng bật dậy, cả giận nói, vương tộc muốn làm phản sao. Ai cho bọn họ can đam dám tranh đoạt với chiến vực. Khương Hùng vốn là một chiến sĩ già xuất ngũ từ chiến vực biên giới phía Bắc cho nên luôn có tình cảm cực kỳ sâu đậm với chiến vực. Lâm Thiên Tường thì bình tĩnh hơn nhiều, lão ta nhìn về phía quan vương, lo âu nói, trong năm vương tộc lớn, chỉ có mình ông từ chối sao. Quan vương gật đầu, đúng thế, có lẽ bốn vương tộc khác đang thảo luận công việc tạo liên minh hoặc cũng có thể đang bàn bạc tấn công vương thành quan để làm đòn mở màn. Quan vương, nếu ông ta gọi chúng tôi tới, hẳn là đã có phương án đối phó rồi đi lâm thiên tường nghiêm nghị nói từ một tuần trước sau khi cậu thanh gặp sự cố mọi người đều nói cậu thanh đã chết nhưng tôi có thể chắc chắn cậu ấy vẫn còn sống liên minh các phương tộc muốn tranh đấu với chiến vực cũng tức là muốn đối đầu với cậu thanh nếu đã thế chúng ta tuyệt đối không thể để bọn họ được như ý quan vương nói vẻ mặt cực kỳ hiên ngang lẫm liệt khương hùng hừ lạnh một tiếng khỏi cần nói mấy câu dễ nghe vậy làm gì nếu tôi nhớ không nhầm thì sau khi bên Yến Đô chuyển tới tin cậu Thanh gặp sự cố, Vương tộc họ Quan các ông vốn đã rút khỏi Yến Đô đã đưa người quay lại đó rồi đúng không? Một chiếc máy bay tư nhân đang đậu ở sân bay quốc tế Yến Đô chuẩn bị cất cánh. Rất nhanh, một nam một nữ trẻ tuổi cùng đến. "Cậu Thanh, chào buổi tối." Các tiếp viên hàng không chờ sẵn trên máy bay tư nhân xếp thành một đội, cung kính chào. Một nam một nữ này tất nhiên là Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển. Khương Hùng và Lâm Thiên Tường bị cổ độc gây tổn thương nặng. Lúc trước Phùng Tiểu Uyển rời đi cùng Dương Thanh cũng chỉ để lại ít thuốc chữa lành vết thương. Lần này, nhân lúc Dương Thanh muốn tới Vương tộc họ Quan, Phùng Tiểu Uyển cũng đi cùng, tiện thể khám cho Khương Hùng và Lâm Thiên Tường luôn. Từ Yến Đâu đến Vương Thành Quan phải bay mất gần 3 giờ. Cho dù bây giờ đã khuya cũng không ngăn cản được Dương Thanh tới đó. Tại sân bay ở Vương Thành Quan, nơi đây đã bị hồng đại cường chỉ huy tối cao của chiến cực vương thành quan dẫn người phong tỏa mấy người nhánh chính của vương tộc họ quan cũng dẫn người xuất hiện ở đây không chỉ chiến vực vương thành quan và vương tộc họ quan còn có những thành viên đứng đầu nhà họ khương và nhà họ lâm trong bốn gia tộc lớn ở vương thành quan cũng tới tin tức này nhanh chóng được truyền khắp vương thành quan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy sao các thế lực đứng đầu vương thành quan đều dẫn người đến sân bay có người nói ngay cả quan vương chủ vương tộc họ quan cũng đích thân tới sân bay. Tôi nghe đồn là muốn đón nhân vật lớn nào đó. Trời ơi, suốt cuộc là nhân vật lớn có thân phận cao quý tới mức nào lại có thể khiến quan vương tự mình tới đón vậy? Chấm, các gia tộc lớn trong vương thành quan đều đang bàn luận về chuyện này. Bây giờ đã là dạng sáng, nếu là bình thường, những người này đã ngủ từ lâu. Nhưng hôm nay, bất kỳ một gia tộc nào có chút tiếng tăm đều để đèn sáng trưng. Ai cũng cảm giác được có điểm không bình thường. Trong vương tộc họ Bạch ở vương thành Bạch, Bạch Phương đã chìm vào giấc ngủ chợt bị những tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Bạch Phương khẽ nhíu mày, từ trên giường ngồi dậy, tiện tay kéo áo choàng bên cạnh khoác lên vai, vào đi. Lão ta biết muộn thế này còn có người tới quấy giày giấc ngủ của mình thì chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Lão ta vừa dứt lời, một lão quản gia lưng hơi còng vội vàng bước vào. Bạch Phương tôi vừa nhận được tin tức vương tộc họ quan liên kết với chiến vực phong tỏa sân bay ở Vương Thành Quan. Quan Vương và chỉ huy tối cao của chiến vực Vương Thành Quan Hồng Đại Cường Đích Thân dẫn người tới sân bay đón người. Lão quản gia nói với vẻ nghiêm trọng. Bạch Vương còn đang buồn ngủ, sau khi nghe được tin này thì lập tức tỉnh táo. Cái gì, Vương tộc họ quan và chỉ huy tối cao của chiến vực đều Đích Thân tới sân bay đón người à? Chẳng lẽ, người mà bọn họ muốn đón là nhân vật lớn của chiến vực? bạch vương vô cùng chấn động hỏi lão quản gia lắc đầu tôi tạm thời chưa rõ nhưng nhân vật có thể khiến cho quan vương và chỉ huy tối cao của chiến vực vương thành quan đích thân tới đón thì chắc hẳn phải có địa vị rất cao thân phận ít nhất cao hơn chỉ huy tối cao chiến vực vương thành quan nhiều bằng không chỉ huy tối cao của chiến vực vương thành quan sẽ không đích thân tới đó thậm chí phong tỏa sân bay bạch vương không nói nữa vẻ mặt cực kỳ khó coi chiều hôm nay ông ta vừa mới tập hợp năm vương tộc lớn bàn bạc chuyện liên minh vương tộc đối phó với chiến vực. Kết quả mới dạng sáng lại đột nhiên nhận được tin tức khẩn cấp, có thể có một nhân vật lớn tới vương thành quan. Trong năm vương tộc lớn chỉ có duy nhất vương tộc họ quan từ chối gia nhập liên minh vương tộc. Bọn họ vốn còn đang bàn bạc xem sắp tới nên ra tay với vương thành quan thế nào. Kết quả quan vương đã nhanh chóng mời nhân vật lớn tới sao. Bạch vương, bây giờ vương thành quan đều đang đồn người quan vương muốn đón có thể đến từ biên giới phía bắc. Lão quản gia chợt nói, những nội dung này chỉ là tin đồn nhưng lão ta vẫn nói ra. Đồng tử của Bạch Vương lập tức co lại. Nhân vật lớn có thể khiến cho Quan Vương và Chỉ Huy Tối Cao của Chiến Vực Vương thành quan đồng thời tới đón, còn đến từ biên giới phía Bắc, vậy người này rất có khả năng chính là tướng quân biên giới phía Bắc. Cho dù không phải là tướng quân biên giới phía Bắc, ít nhất cũng là một trong chín vị vương của biên giới phía Bắc. Mà bây giờ bọn họ đều nghi ngờ tướng quân biên giới phía Bắc rất có thể là Dương Thanh. Một tuần trước, Dương Thanh xảy ra chuyện đã được chiến vực đưa đi. Đến nay vẫn không có tin tức nào liên quan tới Dương Thanh được truyền ra. Có phải Dương Thanh đã được chữa trị, nhân vật lớn của biên giới phía bắc tới Vương Thành quan chính là Dương Thanh. Liên hệ với mấy vương khác cho tôi, 10 phút sau mở hội nghị liên minh vương tộc." Bạch Vương nói. "Vâng, lão quản gia vội vàng xoay người rời đi. Cho dù đã muộn nhưng chuyện liên minh vương tộc là quan trọng nhất." bọn họ vốn bàn bạc sẽ phái một đội do cao chủ vương cảnh hậu kỳ dẫn đầu tới vương tộc họ quan thăm dò. Nhưng bây giờ xem ra, hình như bọn họ không cần thăm dò nữa. Để tiểu đội liên minh đi tới vương tộc họ quan chính là chịu chết. 10 phút sau, cuộc họp video liên minh vương tộc chính thức bắt đầu. Trong video, Tiết Vương, Tào Vương và cả Mã Vương đều lộ vẻ nghiêm trọng. Rõ ràng bọn họ đều nhận được tin về chuyện xảy ra ở Vương Thành Quan. Các vị, chắc các vị đã biết chuyện quan vương và chỉ huy tối cao của chiến vực vương thành quan đích thân tới sân bay đón người chứ. Bạch vương hỏi thẳng vào vấn đề. Mấy vương đều gật đầu. Mã vương nói với vẻ nghiêm trọng, sợ rằng người có thể khiến quan vương và chỉ huy tối cao của một khu chiến vực đích thân tới đón phải có thân phận cực cao. Không sai, địa vị của người này ở chiến vực chắc chắn phải rất cao. Thân phận của hắn ta ít nhất phải cao hơn chỉ huy tối cao của chiến vực vương thành quan. Tào vương cũng nói, Tiết Phương gật đầu, tôi đoán người Quan Vương muốn đón là tướng quân biên giới phía Bắc, cũng chính là Dương Thanh. Tiết Phương vừa nói ra lời này, mấy vương khác đều chấn động. Trước đó, bọn họ đã suy đoán Dương Thanh chính là tướng quân biên giới phía Bắc. Mà một tuần trước, Dương Thanh xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, cuối cùng chiến vực còn truyền ra tin tức, nói là Dương Thanh bị thương nặng, được chiến vực đón đi. Bây giờ, Tiết Phương lại suy đoán người này rất có thể là Dương Thanh. Lúc này Bạch Vương cũng nói không sai, tôi cũng đoán vậy. Cho dù không phải cậu ta thì ít nhất cũng là một trong 9 vị vương của biên giới phía Bắc. Xem ra, các vị đều có suy đoán tương tự. Nếu đã vậy, tôi nghĩ kế hoạch điều động một đội cao thủ vương cảnh hậu kỳ từ trong liên minh vương tộc tới vương tộc họ quan thăm dò mà chúng ta thương lượng trước đó có thể phải hủy bỏ. Trong mắt bạch vương lóe sáng, trừ khi bốn vương chúng ta tự mình tới, bằng không muốn động vào vương tộc họ quan chắc chắn sẽ không có phần thắng. Nhất thời trong cuộc họp video hoàn toàn yên tĩnh. Họ không ngờ mình phải ra tay nhanh đến vậy. Bạch Phương, lẽ nào ông không thấy chuyện này hơi kỳ lạ sao? Tiết Phương chợt hỏi. Ý của Tiết Phương là, im loại khả năng thứ hai là vương tộc họ Quan liên kết chiến vực cố ý diễn trò. Tiết Phương vẫn bình tĩnh. Trong video, ông ta cầm một chén trà còn bốc hơi nóng và khẽ nhấp một hớp, sau đó nhìn về phía màn hình. Thật ra, tối nay chẳng có nhân vật lớn nào tới vương thành quan, bọn họ tạo ra một hiện tượng giả để trấn áp liên minh các vương tộc của chúng ta. Tiết vương nói với giọng đều đều, bọn họ làm như vậy, vừa có thể bảo vệ được vương tộc họ quan lại vừa có thể bảo đảm thực lực của chiến vực ở Yến Đô. Các vị nghĩ lại xem, có nhân vật lớn của chiến vực nào mà không bận trăm công nghìn việc. Bọn họ suốt ngày bận rộn với chiến sự ở ngoài biên giới, có mấy người rảnh rỗi để ứng phó với liên minh các vương tộc. Trọng điểm bây giờ là ở Yến Đô sau khi chúng ta nắm được Yến Đô mới có thể thuận lợi kế thừa đế thôn. Chuyện chúng ta liên minh chắc chắn đã bị quan vương tiết lộ. Dưới tình huống này, sao chiến vực có thể phái nhân vật quan trọng của mình tới vương thành quan được? Nghe tiết vương giải thích, mấy vương khác đều thấy như hiểu ra nhiều điều. Bởi vì chuyện này xảy ra quá đột ngột nên bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, đã bị Bạch Vương gọi tới mở cuộc họp video. Bây giờ nghe Tiết Vương nói vậy, bọn họ đều có cảm giác như mình bị lừa. Tiết Phương, ông có thể chắc chắn đây chỉ là một vở kịch do vương tộc họ Quan liên kết với chiến vực diễn cho chúng ta xem không?" Bạch Phương hỏi. Tào Vương cũng hỏi, "Bọn họ làm vậy, lẽ nào không sợ Liên Minh vương tộc chúng ta thật sự tới vương tộc họ Quan một chuyến sao?" Mã Vương cũng hơi nghi ngờ, "Bọn họ làm vậy sẽ khiến vương tộc họ Quan sẽ phải gánh vác mạo hiểm rất lớn." Ai nấy đều nhìn về phía Tiết Phương, chờ đợi lời giải thích của ông ta. Tiết Phương vẫn thản nhiên nói, "Nếu bọn họ không làm vậy, lẽ nào chúng ta sẽ không phái người tới vương thành quan sao quan vương biết rất rõ từ lúc ông ta từ chối gia nhập sợ rằng đối tượng bị đối phó đầu tiên sau khi liên minh vương tộc được thành lập chính là vương tộc họ quan nếu ông ta đã biết chúng ta sẽ động vào vương tộc họ quan sao có thể còn ngồi chờ chết được đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi thôi nhưng tôi có thể xác định quan vương chắc chắn đã xin chiến vực giúp đỡ chiến vực chỉ có mấy cao thủ thần cảnh thôi hơn nữa bọn họ đều là người quyền cao chức trọng có rất nhiều nhiệm vụ. Ai có thể bớt thời gian tới vương tộc họ Quan, cho nên tôi mới nói có hai khả năng, khả năng thứ nhất thì giống như các ông đã suy đoán, người mà Quan vương muốn đón chắc chắn là nhân vật lớn của chiến vực. Nếu đúng là vậy, người này chỉ có thể là Dương Thanh. Khả năng thứ hai như tôi vừa nói, bọn họ căn bản không đón ai hết, đây là vở kịch do vương tộc họ Quan liên kết với chiến vực diễn cho chúng ta xem. Tiết Phương vừa dứt lời lại cầm chén trà bằng sứ lên, uống một hớp cuộc họp video lại rơi vào trong sự im lặng ngắn ngủi vẻ mặt mấy vương rất khó coi nếu có thể xác định được nhân vật lớn của chiến vực có tới vương thành quan hay không bọn họ cũng dễ thu xếp chuyện đối phó với vương tộc họ quan nhưng bây giờ không biết bọn họ rơi vào thế bị động tiết phương nếu ông suy nghĩ chuyện này thông suốt như vậy chắc hẳn cũng có ý tưởng gì hay chứ ông nói ra cho mọi người cùng thương lượng bạch phương nói tiết phương gật đầu Tôi cho rằng trọng điểm của Liên Minh Vương Tộc chắc chắn là Yến Đô chứ không phải Vương Tộc Họ Quan. Chỉ cần Liên Minh Vương Tộc có thể thuận lợi khống chế Yến Đô và kế thừa Đế Thôn, thực lực của thành viên Liên Minh Vương Tộc chúng ta đều sẽ tăng mạnh, thậm chí có khả năng tranh đấu với Hoàng Tộc. Chờ đến lúc đó, chỉ Vương Tộc Họ Quan thì có là cái thá gì? Chúng ta tùy tiện phái ra mấy cao thủ Đế Thôn cũng có thể tiêu diệt được Vương Tộc Họ Quan, đúng không? Nghe Tiết Vương nói vậy, Tào Vương là người đầu tiên phản đối, không được chúng ta nên ra tay với vương tộc họ quan trước. Cuộc chiến ở Yến Đô tồn tại quá nhiều biến số, nếu liên minh vương tộc chúng ta thất bại, sợ rằng vương tộc họ quan có thể sẽ dẫm lên trên đầu chúng ta mất. Chỉ có tiêu diệt vương tộc họ quan vào lúc này mới có thể tránh được bọn họ ở phía sau ngáng chân chúng ta. Lại nói, cho dù chiến vực thật sự phái cao thủ thần cảnh đến che chở cho vương tộc họ quan thì sao chứ? Liên minh vương tộc chúng ta cũng không kém. Nếu chúng ta không thể xử lý được một cao thủ thần cảnh do chiến vực phái ra, vậy cần gì phải đi yến đồ tự dước lấy nhục tào vương vừa nói xong mã vương lập tức tiếp lời không sai nếu chúng ta không thể đối phó lại một cao thủ được phái tới che chở cho vương tộc họ quan còn chẳng bằng giải tán liên minh vương tộc cho xong bạch vương không nói gì rõ ràng đang suy nghĩ về hậu quả của chuyện này tiết vương cười nhạt tôi chỉ phát biểu chút ý kiến của tôi thôi bất kể cuối cùng liên minh vương tộc quyết định thế nào vương tộc họ tiết đều sẽ cố gắng phối hợp bạch vương Liên Minh Vương tộc là do ông đề xuất ra, ông nói ý kiến của ông xem." Tào Vương nhìn về phía Bạch Vương nói, ánh mắt Bạch Vương đang do dự chợt trở nên lạnh lẽo, Tào Vương và Mã Vương nói không sai. "Nếu chúng ta không đối phó được với cao thủ do Chiến vực phái tới che chở cho Vương tộc họ Quan, chúng ta còn mặt mũi nào tranh đoạt đế thôn nữa? Hơn nữa, Chiến vực rốt cuộc có phái người tới che chở cho Vương tộc họ Quan hay không, chúng ta còn chưa biết." Mấy vương đều gật đầu. Tào Vương nói, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta tiếp tục thực hiện kế hoạch buổi chiều. Bất kể chiến vực có phái nhân vật lớn tới Vương Thành Quan hay không, kế hoạch lúc trước đều không thích hợp lắm. Bạch Vương nheo mắt nói, chúng ta cần tăng cấp cho đội liên minh phái ra, mỗi vương tộc sẽ phái ra 3 cao thủ vương cảnh hậu kỳ và 2 cao thủ vương cảnh đỉnh phong. 12 cao thủ vương cảnh hậu kỳ và 8 cao thủ vương cảnh đỉnh phong đến vương tộc họ quan, cho dù thật sự có cao thủ thần cảnh cũng chưa chắc có thể bảo vệ được vương tộc họ quan. Bạch Vương nói với vẻ hung ác, trong vương tộc có rất ít cao thủ vương cảnh đỉnh phong, thậm chí có chủ vương tộc cũng chỉ mới tới cảnh giới vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng trong số bốn người đang họp, ai mà chẳng có vài cao thủ vương cảnh đỉnh phong trong tay chứ? Ngoài mặt, đây gần như là đội hình có lực chiến đấu mạnh nhất mà vương tộc có thể lấy ra được. Vẻ mặt mấy vương đều vô cùng nghiêm trọng, không ai nhận lời trước. Các vị, đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ các vị còn muốn giấu nữa sao? Bạch vương hơi giận khi thấy mấy người không tỏ thái độ, Vậy tôi tỏ thái độ trước, vương tộc họ Bạch sẽ điều động ba cao thủ vương cảnh đỉnh phong và hai cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Ông ta vừa dứt lời, mấy vương khác đều kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Bạch vương bằng lòng điều động ba cao thủ vương cảnh đỉnh phong, đúng là rất quyết đoán. Cho dù chỉ thêm một cao thủ vương cảnh đỉnh phong nhưng vẫn lộ ra thực lực của vương tộc họ Bạch. Xem ra những năm gần đây, vương tộc họ Bạch đã che giấu rất kỹ, sợ rằng bọn họ không thiếu cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Bằng không Bạch Vương sẽ không điều ra ba cao thủ Vương Cảnh Đỉnh Phong nhanh gọn như vậy. Vương tộc họ Tào bằng lòng phái ra hai cao thủ Vương Cảnh Đỉnh Phong và ba cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ. Tào Vương cuối cùng cũng nói, cho dù Vương tộc họ Tào cũng có thể điều ra ba cao thủ Vương Cảnh Đỉnh Phong nhưng ông ta không muốn Vương tộc họ Tào để lộ quá nhiều thực lực. Vương tộc họ Tiết cũng bằng lòng phái ra hai cao thủ Vương Cảnh Đỉnh Phong và ba cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ vương tộc họ mã cũng bằng lòng phái ra hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong và ba cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Tiết Phương và mã vương cũng nói, chẳng ai muốn để lộ ra thực lực của mình quá sớm. Được, cứ quyết định như vậy đi. Chín cao thủ vương cảnh đỉnh phong và 11 cao thủ vương cảnh hậu kỳ sẽ lập tức lên đường, đi tới vương thành quan, thành lập tiểu đội liên minh vương tộc ở vương thành quan. Lúc này, Bạch Phương nói, bọn họ chỉ có một nhiệm vụ là phá hủy vương tộc họ quan, thần ngăn giết thần, Phật cản giết Phật. Tối nay phải làm cho vương tộc họ Quan biến mất khỏi nhóm vương tộc. Được, ba vương khác đều đáp. Cùng lúc đó, Dương Thanh đã dẫn theo Phùng Tiểu Uyển đến vương tộc họ Quan. "Cậu Thanh, chỉ cần có cậu ở đây là tôi yên tâm rồi." Trong vương tộc họ Quan, Quan Vương nhường lại vị trí chủ nhà cho Dương Thanh, kích động nói: "Đến bây giờ, lão ta vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Lão ta không ngờ Dương Thanh thật sự tới đây. Trong vương tộc họ Quan không chỉ có người của vương tộc họ Quan, còn có người của nhà họ Khương, nhà họ Lâm và chiến vực ở vương thành Quan. Có thể nói, trong vương tộc họ Quan bây giờ tập trung mấy người đứng đầu gia tộc quyền quý nhất trong cả vương thành Quan. Dương Thanh thờ ơ nói, ông đừng vui mừng quá sớm, nói không chừng liên minh vương tộc sẽ nhanh chóng phái ra cao thủ hàng đầu đánh đến vương tộc họ Quan đấy. Dương Thanh bảo vương tộc họ Quan tổ chức cảnh tượng đón người ở sân bay Long Trọng như vậy là để truyền tin tức này đến các vương tộc khác. Chỉ có vậy, anh mới có thể câu được con cá lớn. Cậu Thanh, ý của cậu là liên minh vương tộc có thể sẽ ra tay với vương tộc họ quan vào tối nay à? Vẻ mặt quan vương vô cùng khó coi. Bây giờ chỉ có một mình Dương Thanh, lão ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để giao đấu với liên minh vương tộc. Lão ta là chủ của vương tộc họ quan nên biết rất rõ, một khi liên minh vương tộc thật sự muốn phái cao thủ hàng đầu tới vương tộc họ quan, sẽ gây ra cuộc chiến đấu ác liệt tới mức nào? Không có Dương Thanh, vương tộc họ quan sẽ biến mất trong một đêm. Cho dù có Dương Thanh ở đây, lão ta cũng không tự tin lắm. Anh không trả lời, trái lại hỏi, nếu là ông, lúc quyết định đối phó với một thế lực có khả năng uy hiếp đến vương tộc họ Quan, ông sẽ chờ đối phương chuẩn bị xong mới ra tay sao? Quan Vương ngây người nhưng lập tức hiểu rõ ý của Dương Thanh. Chỉ có đánh bất ngờ mới có thể nắm được nhiều phần thắng hơn. Nếu Liên Minh vương tộc muốn đối phó với vương tộc họ Quan, vậy tối nay chính là thời cơ tốt nhất. Tôi hiểu rồi, Quan Vương gật đầu với vẻ nghiêm trọng đảo mắt nhìn mọi người và lạnh lùng nói, năm vương tộc lớn chiêu châu lấy vương tộc họ bạch làm trung tâm, khoảng cách giữa hai tộc bất kỳ đều tương đương nhau. Nói cách khác, các vương tộc lớn khác muốn tới vương thành quan đều phải mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ, các vị còn có 2 tiếng để phái các cao thủ vương cảnh hậu kỳ trở lên trong các tộc tới vương tộc họ quan, chuẩn bị đón tiếp cao thủ của liên minh vương tộc. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều có áp lực rất lớn. Vâng một đám người đứng đầu gia tộc quyền quý ở vương thành quan đều nhận lệnh rời đi cậu thanh tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ cho cậu mong cậu rời bước đi nghỉ ngơi quan vương đi tới trước mặt dương thanh và cung kính nói bây giờ dương thanh chính là chỗ dựa lớn nhất của lão ta có thể nói thắng hay thua đều dựa cả vào dương thanh đêm nay là một đêm mất ngủ chủ của bốn vương tộc thành viên trong liên minh vương tộc đều thấp thỏm lo âu Nhóm 9 cao thủ vương cảnh đỉnh phong và 11 cao thủ vương cảnh hậu kỳ đã xuất phát đến Vương Thành Quan. Đây chính là thực lực mạnh nhất của Liên minh Vương tộc. Một khi thất bại sẽ gây ra tổn thất cực lớn đối với Liên minh Vương tộc. Không chỉ các thành viên của Liên minh Vương tộc, các chủ gia tộc lớn của Vương Thành Quan cũng bị mất ngủ. Bọn họ biết rõ rất có thể đêm nay Vương Thành Quan sẽ bị bốn vương thành còn lại liên thủ công kích. Nếu không có Dương Thanh, Vương Thành Quan chính là lấy một địch bốn. Có thể nói số phận của cả Vương Thành Quan đều phải dựa vào Dương Thanh. Bố tin tưởng Dương Thanh tới vậy sao? Trong một căn biệt thự xa hoa của Vương phủ quan, Quan Vương đang đi đi lại lại trong phòng. Quan Hồng Nghị bỗng lo lắng hỏi. Quan Vương cau mày, nổi giận quát, câm miệng, sao con dám gọi thẳng tên của cậu Thanh, nếu còn dám làm vậy, đừng trách bố không nể tình. Lúc này Quan Hồng Nghị mới ý thức được địa vị của Dương Thanh trong lòng Quan Vương, vội vàng nói, con xin lỗi bố, con sai rồi sau này con không dám gọi thẳng tên của cậu thanh nữa nghe vậy sắc mặt quan vương mới hòa hoãn xuống trầm giọng nói con cho rằng chuyện đến nước này chúng ta còn sự lựa chọn nào khác sao bốn vương tộc còn lại đều muốn đối phó cậu thanh chúng ta biết cậu ấy là cao thủ thần cảnh thực lực sâu không lường được nếu còn liên thủ với các vương tộc khác đối phó cậu ấy chẳng phải là tự tìm đường chết sao vậy thì tại sao chúng ta còn gia nhập liên minh vương tộc làm gì Mặc dù Quan Hồng Nghị biết Dương Thanh rất mạnh nhưng lần này dù sao vương tộc họ Quan cũng đang đối địch với bốn vương tộc còn lại. Trong lòng lão ta vô cùng bất an. Không phải không tin tưởng thực lực của Dương Thanh, mà là lo lắng trong liên minh vương tộc cũng có cao thủ thần cảnh. "Bố ơi, con đang lo liên minh vương tộc cũng sẽ mời cao thủ thần cảnh tới." Quan Hồng Nghị trầm giọng nói, một khi bọn họ mời được cao thủ thần cảnh tới, cậu thanh chắc chắn sẽ bị cầm chân đến lúc đó vương tộc họ quan chúng ta sẽ phải đối mặt với cả bốn vương tộc còn lại không phải con không tin tưởng cậu thanh mà là chuyện này liên quan tới sự tồn vong của vương tộc họ quan con không thể không lo được nghe ông ta nói thế quan vương vui mừng ra mặt con có thể nghĩ được như vậy là rất tốt quan vương nghiêm giọng nói nhưng con phải hiểu đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta bỏ xa các vương tộc còn lại nếu bỏ lỡ sẽ không dễ dàng có lại được đâu quan hồng nghị đỏ mắt nói nhưng bố làm vậy là đang đánh cược cả vương tộc họ Quan đấy. Một khi thua cuộc, bố sẽ trở thành tội đồ lớn nhất của gia tộc. Quan Vương lập tức im lặng. Không phải lão ta không nghĩ tới chuyện này, chỉ là trong lòng vẫn luôn nung nấu giấc mơ khôi phục vinh quang trăm năm trước của vương tộc họ Quan. Vậy nên lão ta không muốn bỏ lỡ. Gia nhập liên minh vương tộc có cơ hội để khôi phục sự huy hoàng trăm năm trước, nhưng nếu vậy cả năm vương tộc đều sẽ tăng vào thực lực so với hiện giờ vương tộc họ quan vẫn chưa thể bỏ xa các vương tộc còn lại thậm chí còn có khả năng sẽ bị chiếm đoạt chủ của năm vương tộc làm gì có ai lương thiện bây giờ trong năm vương tộc vương tộc họ quan có thực lực yếu nhất đợi sau khi liên minh vương tộc thực sự chiếm được đế thôn sao có thể đảm bảo sẽ chia chác công bằng dù thực sự có thể làm được vương tộc họ quan vẫn là gia tộc yếu nhất trong năm vương tộc đến lúc đó liệu các vương tộc khác có ý đồ chiếm cả vương tộc họ quan hay không sau khi chia chác đế thôn, thực lực của các phương tộc đều sẽ tăng vọt, nhưng e vẫn còn khoảng cách rất lớn để sánh bằng hoàng tộc. Trong tình huống này, vương tộc khó tránh khỏi muốn sánh vai với hoàng tộc. Bằng cách nào? Có lẽ chỉ còn cách chiếm đoạt vương tộc khác. Mà gia tộc yếu nhất trong năm vương tộc, có khả năng bị đánh chiếm nhất chính là vương tộc họ Quan. Đúng là bố đánh cược bằng cả vương tộc họ Quan. Nhưng nếu bố gia nhập liên minh vương tộc, chẳng phải cũng như vậy sao? Sau một hồi im lặng, quan vương kích động nhìn quan hồng nghị nói bố có thể chắc chắn nói cho con biết nếu có cơ hội nhất định bố sẽ chiếm đoạt vương tộc khác nhưng vương tộc họ quan có thực lực yếu nhất trong năm vương tộc một khi liên minh vương tộc thắng được cậu thanh gia tộc có khả năng bị chiếm nhất chính là chúng ta nghe vậy quan hồng nghị lập tức trợn tròn mắt trong lòng kinh hãi nhưng cũng hiểu quan vương không hề nói bừa còn nếu chúng ta lựa chọn cậu thanh thì khác nếu liên minh vương tộc thua dù người đạt được lợi ích cuối cùng là cậu Thanh thì thực lực của vương tộc họ quan vẫn không giảm, trong khi các phương tộc khác trong liên minh lại bị tổn thất lớn. Vậy thì coi như chúng ta đã thắng, cũng có thể kéo giãn tranh lệch với các vương tộc khác. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể nhờ đó đạt được lòng tin của cậu Thanh. Đợi đến khi cậu ấy nắm giữ được đế thôn, ngoại trừ gia tộc cổ võ trong truyền thuyết cả chiêu châu này còn thế lực nào có thể uy hiếp được cậu ấy. Hoàng tộc thì đã sao, chỉ cần có cậu Thanh, hoàng tộc cũng không dám động tới chúng ta quan vương ngạo nghễ nói giờ phút này quan hồng nghị sợ ngây người rốt cuộc hiểu tại sao quan vương lại chọn dương thanh mà không phải liên minh vương tộc con hiểu rồi bố tại con thiền cận chỉ thấy được tình thế trước mắt lại bị sức mạnh của liên minh vương tộc che mắt nên chưa thể thấy rõ nguy cơ vương tộc họ quan phải đối mặt sau khi liên minh vương tộc giành chiến thắng quan hồng nghị chân thành nói bố yên tâm sau này con sẽ không còn ý nghĩ nào khác từ nay trở đi, cậu Thanh chính là thần của con. Lúc này Dương Thanh không hề hay biết mình đã trở thành thần trong mắt người khác. Anh đang say trong giấc nồng. Dù liên minh vương tộc phái tới đội ngũ mạnh nhất cũng chẳng là gì đối với anh. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe sang trị giá mấy triệu đỗ lại trước cổng biệt thự ở ngoài ô vương thành quan. Trong biệt thự có mười mấy cao thủ đang ngồi, ai nấy đều tỏa ra khí thế khủng bố. Bọn họ đều ngồi im trong phòng, không ai gặp chuyện. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng động. Một chiếc Mercedes Benz class màu đen đỗ lại trước cổng. Năm cao thủ dáng người cao lớn bước ra khỏi xe, trên người bọn họ đều có khí thế dọa người. Nhất là ông già tóc trắng dẫn đầu càng có khí thế hùng mạnh hơn, thực lực phương cảnh đỉnh phong, còn có cảm giác đã đạt tới bán bộ thần cảnh. "Người đến đủ hết chưa?" Sau khi năm người đi vào trong biệt thự, ông già dẫn đầu lạnh lùng nhìn xung quanh, bỗng lên tiếng hỏi, "Tôi là Trịnh Càn Khôn của vương tộc họ Bạch." cũng là người phụ trách hành động lần này của liên minh vương tộc. Trong mắt những người khác đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Trịnh Càn Khôn là cao thủ vương cảnh đỉnh phong nổi danh nhiều năm của vương tộc họ Bạch. Bọn họ đều là các cao thủ hàng đầu của vương tộc, đương nhiên đã từng nghe nói tới cái tên này. Nghe đồn hơn 20 năm trước, Trịnh Càn Khôn đã đạt tới vương cảnh đỉnh phong. Đã 20 trôi qua, thực lực của ông ta thật sự chỉ là vương cảnh đỉnh phong thôi sao? dù là thật nhưng e là sức chiến đấu của ông ta cũng cực kỳ khủng bố, chắc hẳn có thể sánh bằng bán bộ thần cảnh. Đến cả chủ của các phương tộc cũng chưa có được thực lực mạnh mẽ như vậy. Bạch Phương phái ông ta tới phụ trách hành động của liên minh vương tộc cũng vô cùng thích hợp. Chào ông Trịnh, lập tức có người chủ động chào hỏi. Trịnh càn khôn khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ rồi ra lệnh, xuất phát. Vâng, 20 cao thủ vương cảnh đỉnh phong và vương cảnh hậu kỳ lần lượt lên xe rời khỏi biệt thự. Đích đến, Vương tộc họ Quan, lúc này trong vương tộc họ Quan vẫn không có gì bất thường, nhưng mọi người đều biết rõ tối nay vương tộc họ Quan đã tập hợp toàn bộ các cao thủ hàng đầu của các thế lực lớn trong vương thành Quan ở đây. Kim Quan Vương đứng bật dậy cầm bộ đàm hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Nói rõ đi, là, đối phương đang định nói thì phù một tiếng, bộ đàm lập tức im lặng. Mọi người đều biết người báo tin trong bộ đàm đã mất mạng. Đúng lúc này, mấy luồng khí thế khủng bố đột nhiên bộc phát trong vương thành Quan. Chết tiệt, sao bọn họ vào được vương phủ họ Quan của chúng ta? Quan Vương giận dữ hét ầm lên, vẻ mặt dữ tợn. Mấy người cầm quyền trong phòng cũng nhao nhao đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc. Xem ra cao thủ của Liên Minh Vương tộc tới rồi, có người lên tiếng, giọng nói tràn đầy lo lắng. Lúc này, toàn bộ vương thành quan đều như bị mây đen ép xuống, khiến người ta rất một ngạt. Bên ngoài đã vang lên tiếng cảnh báo gấp rút. Rõ ràng cao thủ của Liên Minh Vương tộc đã kéo đến. Điều khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm nhất là bốn phía cổng thành của Vương Thành Quan đều có tiếng cảnh báo. Chắc hẳn bốn cổng thành đều đã bị công kích. May là bọn họ đã có chuẩn bị từ trước, chia các cao thủ đứng đầu của vương tộc và bốn gia tộc lớn chấn thủ ở bốn cổng thành. Dù sao ở đây cũng là vương thành quan. Dù liên minh vương tộc tới cũng khó có thể lập tức đánh tan phòng tuyến phòng thủ. Mọi người yên tâm, chúng ta đã bố trí các cao thủ mạnh nhất trong thành chấn giữ ở bốn cổng thành rồi quan vương bỗng bình tĩnh lại trở về chỗ ngồi của mình nhìn đám người xung quanh dù là cao thủ vương cảnh đỉnh phong cũng không dễ đột phá bốn cổng thành của chúng ta đâu nghe thấy thế đám người cầm quyền của vương thành quan mới thầm thở phào một hơi quan vương nói không sai chúng ta đã bày ra thiên la địa võng trong vương thành liên minh vương tộc có mạnh tới đâu cũng không thể xông vào trừ phi bọn họ phái ra đám cao thủ mạnh nhất của mình lại có một người cầm quyền lên tiếng hy vọng là vậy đám người dối rít nói dù cao thủ của vương thành quan đều tập hợp ở đây nhưng mọi người vẫn cảm thấy lo lắng lần này bọn họ phải đấu với liên minh của bốn vương tộc quan vương không xong rồi cổng phía đông thất thủ rồi trong khi đám người vương thành quan đều tự cho là phòng ngự của mình rất mạnh sắc mặt chủ nhà họ điền trong bốn gia tộc lớn bỗng trở nên khó coi cái gì cổng phía đông thất thủ sao quan vương cũng sửng sốt cổng phía đông có cao thủ của nhà họ Điền phối hợp với vương tộc bảo vệ. Dù có yếu đến đâu cũng đâu thể thất thủ nhanh như vậy được. Từ lúc họ nhận được tin có biến đến nay mới được 5 phút. Nhà họ Điền là một trong bốn gia tộc lớn của Vương Thành Quan. Thực lực của ông chủ Điền đã đạt đến vương cảnh đỉnh phong, ngang bằng quan vương. Trong nhà họ Điền cũng có mấy cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Huống hồ mỗi cổng thành đều có cao thủ đỉnh cao của vương tộc họ quan chấn giữ. Sao đội hình mạnh mẽ như vậy lại không thể trụ được chỉ trong vòng 5 phút? Quan Vương, cổng phía Tây thất thủ rồi, bỗng lại có thêm tin xấu truyền tới. Người nói là Lâm Thiên Tường. Sắc mặt lão ta trắng bệch, bất lực nói. Quan Vương lại càng khiếp sợ. Hai cổng thành lớn liên tục thất thủ khiến lão ta rất tức giận. Mắt lão ta đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra bọn họ một lòng muốn tiêu diệt vương tộc họ Quan. Chắc là bọn họ đã phái cả cao thủ vương cảnh đỉnh phong tới vương thành quan rồi. Khương Hùng âm trầm nói, dù sao cũng là cao thủ đỉnh cao của Bốn Vương Thành. E là rất khó ngăn cản họ, dù có khó đến đâu, chúng ta cũng phải chống đỡ. Quan Vương nổi giận gầm lên, đứng dậy nhìn đám người trong phòng, lạnh giọng nói, vậy thì chúng ta chỉ có thể tự mình ra trận. Quan Vương nói không sai. Hiện giờ là lúc quyết định sự tồn vong của rất nhiều thế lực trong Vương Thành Quan. Chỉ có chiến một trận mới có hy vọng. Lâm Thiên Tường đứng lên, giận dữ nói, chúng ta hãy liều mạng vì vương thành quan khương hùng cũng đứng dậy hùng hồn tuyên bố liều mạng với bọn họ đám người cầm quyền của vương thành quan nhao nhao hét lên ai cũng vô cùng kích động vương thành đã yên bình suốt trăm năm nay chưa từng gặp phải nguy cơ lớn như vậy mà đây cũng là lần liên hợp duy nhất của vương thành quan trong suốt bao nhiêu năm qua ai cũng biết rõ một khi thua trận toàn bộ vương thành quan đều sẽ phụ thuộc vào liên minh vương tộc dưới sự dẫn đầu của quan vương một đám chủ gia tộc lớn thi nhau dẫn người ra khỏi biệt thự. Lúc này khắp nơi trong sân của Vương phủ họ Quan đều đang chém giết, không khí nồng nặc mùi máu tươi. Đây nhất định là một cuộc chiến thảm khốc. Một vương thành sao có thể đối đầu với bốn vương tộc? Ầm, um, đúng lúc này, từng tiếng động cơ xe gào thét vang vọng nơi chân trời. Trong lúc mọi người đều đang khiếp sợ, mấy chục chiếc xe tải lớn màu xanh của quân đội lao đến. Ngay sau đó, mấy chục chiến sĩ trang bị súng ống đầy đủ xông ra từ mỗi chiếc xe. Sau mấy chục giây ngắn ngủi, trong vương phủ họ quan xuất hiện hơn trăm chiến sĩ, mỗi người đều có khí thế mạnh mẽ. Tạch tạch tạch, tiếng đạn lên nòng bỗng vang lên, trong đêm tối lại càng trói tai. Cao thủ của liên minh vương tộc đang chiến đấu cũng vô thức ngừng chiến. Con mẹ nó dừng tay lại cho tôi, chỉ huy tối cao của chiến vực vương thành quan, hồng đại cường nghiêm nghị quát. Hơn trăm chiến sĩ súng ống đầy đủ chỉnh lề tiến lên, lập tức bao vây 20 cao thủ của liên minh vương tộc xông vào vương phủ quan. Trông thấy Hồng Đại Cường dẫn theo cao thủ của chiến vực tới, đám người cầm quyền của vương thành quan đều thở phào nhẹ nhõm. Từ bao giờ người của chiến vực cũng muốn nhúng tay vào chuyện giữa các vương tộc thế. Trịnh Càn Khôn của vương tộc họ Bạch đứng ở trên cùng hờ hững chất vấn. Lúc này toàn thân lão ta tỏa ra khí thế mà cao thủ vương cảnh đỉnh phong bình thường không thể có được hồng đại cường là chỉ huy tối cao của chiến vực vương thành quan nhưng cũng chỉ có thực lực vương cảnh đỉnh phong thế nhưng trịnh càn khốn đã tới gần bán bộ thần cảnh điều này khiến hồng đại cường cảm nhận được áp lực khổng lồ nhưng vậy thì đã sao có vị kia của biên giới phía bắc ở đây trịnh càn khôn có mạnh đến đâu lão ta đã tự đâm đầu vào chỗ chết thì cũng chỉ có nước về chầu ông bà thôi chiến vực không quan tâm đến chuyện của vương tộc các người chúng tôi chỉ quan tâm đến sự an nguy của vương thành quan Mặc kệ các người là ai, dám tới vương thành quan đều liên quan tới chiến vực. Không đại cường lạnh lùng nhìn trịnh càn khôn. Hừ, trịnh càn khôn cười nhạo một tiếng, thật sự cho rằng súng ống có thể tiêu diệt chúng tôi sao? Chỉ bằng súng đạn quả thực không thể giết được cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Đừng nói là vương cảnh đỉnh phong, đến cả cao thủ vương cảnh hậu kỳ cũng có năng lực tránh né súng đạn. Trong 20 cao thủ do liên minh vương tộc phái tới, thực lực yếu nhất cũng là vương cảnh hậu kỳ. Dù có bị hơn trăm chiến sĩ chiến vực chĩa súng vào, bọn họ cũng chẳng hề e ngại, chỉ cảm thấy khinh thường. Không Đại Cường hít mắt lại, trong mắt toát lên sát khí đáng sợ. Đối phương đang khiêu khích ông ta, cho các người 10 phút để rời đi, nếu không đừng trách chiến vực không khách sáo. Không Đại Cường đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng như không thèm coi 20 cao thủ của Liên Minh Vương tộc ra gì. Xem ra chiến vực vương thành quan quyết định trở mặt với Liên Minh Vương tộc. Trịnh Càn khôn nheo mắt nói, Vậy thì bớt nhiều lời, muốn chiến thì lên đi. Ầm, um, dứt lời, trên người lão ta bộc phát một luồng khí thế kinh khủng. Cùng lúc đó, 19 cao thủ của Liên Minh Vương tộc cũng nhao nhao bộc phát khí thế. Sắc mặt Hồng Đại Cường trở nên âm trầm, không hề hoảng loạn cả giận quát, Liên Minh Vương tộc định làm phản sao? Đúng lúc này, một luồng khí thế khủng bố ập xuống, dường như đã bao phủ toàn bộ Vương phủ Họ Quan. Đám cao thủ của Liên Minh Vương tộc lập tức hoảng hốt, dù là người mạnh nhất trong bọn họ, trịnh càn khôn cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Lão ta dám chắc chủ nhân của khí thế này có thực lực rất mạnh, sợ là đã đạt tới thần cảnh. Một giây sau, giọng nói lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống, từ đâu tới thì cút về chỗ đó. Người của Vương Thành Quan cảm nhận được khí thế mạnh mẽ này liền trở nên kích động. Người phụ trách của Liên minh Vương tộc trịnh càn côn nghiêm mặt lại, cố gắng bộc phát khí thế của mình để chống lại áp lực của cao thủ thần cảnh. Không biết là vị nào, có thể gặp mặt một lần hay không? Trịnh Càn Khôn nhìn chăm chú lên không trung, lớn tiếng hỏi. "Cút." Đáp lại lão ta là một tiếng gầm thét. Trịnh Càn Khôn mạnh như vậy mà bị tiếng gầm thét này dọa run người, bất giác lùi về sau nửa bước. "Cái gì?" Cao thủ của Liên Minh Vương tộc thấy Trịnh Càn Khôn lùi về sau đều sợ ngây người. Trịnh Càn Khôn là người mạnh nhất trong 20 cao thủ bọn họ, thực lực gần với bán bộ thần cảnh. Có chủ của vài vương tộc cũng không phải đối thủ của lão ta vậy mà giờ đây cao thủ thần bí kia chỉ quát một tiếng đã dọa trịnh càn khôn lùi lại nửa bước dù chỉ lùi nửa bước nhưng là bị một tiếng quát lui có thể tưởng tượng cao thủ thần bí kia có thực lực kinh khủng cỡ nào đám người vương thành quan thì ngược lại ai nấy đều kích động đến cả quan vương cũng vô thức nắm chặt hai tay cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đây là sức mạnh của cao thủ thần cảnh sao trịnh càn khôn cố nén nỗi sợ ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu cắn răng nói cậu không xuất hiện đã muốn chúng tôi cút dù có là cao thủ thần cảnh cũng quá đáng rồi đấy uyên ngay khi trịnh càn khôn dứt lời một tiếng động thật lớn vang lên mặt đất rung chuyển dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người dưới chân trịnh càn khôn có một con sư tử đá đứng sừng sững con sư tử đá rơi xuống đất gần sượt qua mũi ông ta có thể tưởng tượng ông ta đang khiếp sợ tới mức nào không chỉ trịnh càn khôn các cao thủ còn lại của liên minh vương tộc và của vương thành quan đều trợn mắt há mồm con sử tử đá kia cũng phải nặng mấy tấn vậy mà lại bị ném ra như thế còn rơi chúng vào dưới chân trịnh càn khôn rốt cuộc phải có thực lực mạnh đến mức nào mới có thể làm được như vậy trịnh càn khôn đứng im tại chỗ sau lưng ướt đẫm mồ hôi vừa rồi lão ta còn có xúc động muốn đấu với cao thủ bí ẩn một trận thì giờ đây chỉ còn sợ hãi đối phương còn chưa xuất hiện đã ném một con sư tử đá vào chân lão ta hơn nữa còn sượt qua mũi lão ta. Chứng tỏ đối phương kiểm soát sức mạnh cực kỳ tốt. Nếu đối phương muốn giết lão ta, chỉ cần hơi thay đổi một chút sức lực, con sư tử đá cao khoảng 2 mét kia đã có thể đè lên người lão ta. Dù là cao thủ gần đạt bán bộ thần cảnh như lão ta cũng không còn đường sống dưới sự va chạm mạnh mẽ như vậy. Xin lỗi, quấy dày rồi. Trịnh Càn Khôn lấy lại tinh thần, hoảng sợ chắp tay nói. Nói xong, lão ta ra lệnh, rút. Chờ đã cao thủ của liên minh vương tộc đang định rời đi, giọng nói vang dội từ trên trời vọng xuống lại vang lên. Đám cao thủ liên minh vương tộc đồng loạt dừng bước, vẻ mặt sợ sệt. Quan vương, cao thủ thần bí gọi. Quan vương run rẩy, cung kính đáp, có tôi. Thống kê tổn thất trước đã. Chết một người bồi thường một tỷ, một người bị thương nặng bồi thường 500 triệu, một người bị thương nhẹ bồi thường 100 triệu. Cao thủ thần bí nói một chàng dài, chỉ cho liên minh vương tộc 10 phút, nếu bồi thường không đủ, giết không tha. Vâng. Nghe vậy, Quan Vương kích động lập tức đáp. Còn đám cao thủ của Liên Minh Vương tộc, sắc mặt ai cũng cực kỳ khó coi. Vừa rồi lúc xông vào bọn họ đã giết rất nhiều người, cũng đánh rất nhiều người bị thương. Theo lời của cao thủ bí ẩn kia, đây chính là muốn lột một lớp da của Liên Minh Vương tộc. Nhưng bọn họ có thể làm gì được? Đối phương còn chưa xuất hiện đã khiến bọn họ không còn sức phản kháng. Chỉ cần đối phương muốn có thể tiện tay lấy mạng bọn họ. Dù 20 người bọn họ có thực lực hủy diệt vương tộc họ Quan nhưng khi có cao thủ thần bí che chở, bọn họ còn không có gan lên tiếng. Cùng lúc đó trong vương phủ họ Bạch tại vương thành Bạch. Bạch Vương đang họp qua video. Chủ của ba vương tộc còn lại cũng đang ở trong video. Từ khi cao thủ của liên minh vương tộc xuất phát tới vương thành Quan, bọn họ chưa từng đi ngủ, vẫn luôn chờ tin tốt trong video. Hừng đông lên rồi, trời sáng rồi. Bạch Phương bỗng nhìn về phương đông ở ngoài cửa sổ. Tào Vương nhìn đồng hồ rồi nói, sắp 5 giờ rồi. Chắc là nhóm cao thủ của Liên Minh Vương tộc cũng đã tới Vương Thành Quan. Có lẽ đang đấu với cao thủ của Vương Thành Quan rồi. Mã Vương cũng lên tiếng. Tiết Phương khẽ gật đầu, theo thời gian bọn họ rời đi, giờ này chắc là sắp kết thúc rồi. 20 cao thủ Vương Cảnh Đỉnh Phong và Vương Cảnh Hậu Kỳ hợp lại, muốn diệt Vương tộc họ Quan chắc không khó đâu nhưng đến lúc này vẫn chưa có tin tức gì sợ là tiết vương nói tới đây liền dừng hai mắt ngập tràn lo âu sợ gì mấy vị vương khác nhau nhau hỏi bọn họ đã đoán ra được nhưng lại không dám nói ra miệng tiết 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 đúng lúc này trên màn hình hiện ra một yêu cầu tham gia cuộc gọi video cả bốn vị vương đều nhìn thấy yêu cầu này sắc mặt bốn người lập tức biến đổi đây là phòng họp video của năm vương tộc chỉ các vương tộc mới có thể gửi yêu cầu tham gia. Bây giờ các thành viên của liên minh vương tộc đều có mặt, chỉ thiếu vương tộc họ Quan. Yêu cầu tham gia cuộc gọi video này đến từ đâu? Đáp án rất rõ ràng. Bạch Vương là chủ phòng họp video. Tất cả đều nhìn vào lão ta. Có lẽ là người của liên minh vương tộc đã tiêu diệt được vương tộc họ Quan. Đây hẳn là Trịnh Càn Khôn gửi yêu cầu. Bạch Vương tự an ủi mình. Các vị vương khác không hề thả lỏng vì lời giải thích này. Bởi vì bọn họ đều biết, phòng họp video của vương tộc đều được bảo vệ cẩn mật. Trừ chủ của vương tộc ra, những người khác rất khó xâm nhập vào. Bạch Vương hít sâu một hơi, lập tức đồng ý yêu cầu tham gia. Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Ha 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 ha. Bạch Vương không nhịn được cười phá lên, kích động lớn tiếng cười nói, "Tốt. Không hổ là vệ sĩ mạnh nhất của vương tộc họ Bạch, quả nhiên không khiến tôi thất vọng. Tốt tốt tốt." Vì quá kích động, bạch vương liên tục nói ra mấy chữ tốt ba vị vương còn lại cũng thôi lo lắng tốt quá rồi nhiệm vụ đầu tiên của tiểu đội liên minh vương tộc đã thành công tào vương cũng kích động nói mã vương cười lớn không hổ là tiểu đội mạnh nhất của liên minh vương tộc chúng ta quả nhiên không khiến chúng ta thất vọng vương tộc họ quan bị diệt rồi từ nay về sau chiêu châu chỉ còn bốn vương tộc đợi đến khi chúng ta chiếm được đế thôn là có thể khôi phục vinh quang của trăm năm trước Tiết Phương cũng cực kỳ kích động, lớn tiếng cười nói. Nhưng sắc mặt của trịnh càn khôn trong video lại rất phức tạp. Ngay khi bốn vị vương của Liên minh vương tộc đang vui như mở cờ trong bụng, lại có một gương mặt quen thuộc khác xuất hiện trong video. Giọng nói châm chọc lập tức vang lên, chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không biết mọi người có chuyện vui gì vậy, nói ra để tôi chung vui với. Bốn vị vương của Liên minh vương tộc đang điên cuồng cười to lập tức im bặt, sắc mặt tái nhợt bởi vì ngoại trừ trịnh càn khôn bọn họ còn nhìn thấy gương mặt mà bọn họ không hề muốn thấy quan vương quan vương nụ cười trên mặt bạch vương đã biến mất từ lâu vẻ mặt dữ tợn thấp giọng hét lên dáng vẻ hung ác kia như muốn cắn xé quan vương ba vị vương còn lại cũng đằng đằng sát khí ha ha quan vương không kìm được bật cười hỏi các ông biết không trông thấy vẻ mặt muốn giết tôi nhưng lại không làm gì được của các ông tôi vui lắm Audio điện tử võ tấn bền trong lúc quan vương có ý đổ lôi kéo 20 cao thủ của liên minh vương tộc, bốn vị vương của liên minh vương tộc cũng đang họp qua video. Sắc mặt ai nấy đều âm trầm, trong mắt toát ra sát khí mãnh liệt. Bạch vương, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tào vương cắn răng hỏi. Tiết vương và mã vương cũng nhìn bạch vương. Lão ta là người có thực lực mạnh nhất trong bọn họ. Vương tộc họ bạch cũng mạnh nhất trong năm vương tộc. Xem ra sau lưng quan vương thật sự có cao thủ thần cảnh che chở nếu không chỉ với thực lực của vương tộc họ quan, người của chúng ta sẽ không bị đánh bại. Bạch Phương hiếp mắt nhìn ba vị vương còn lại, dù sao đây cũng là chuyện lớn của liên minh chúng ta. Các ông nói ý kiến của mình thử xem, tôi muốn hỏi ông một câu, trịnh càn khôn có đáng tin không? Bỗng tiết vương lên tiếng hỏi. Ngay sau đó, đồng tử của mấy vị vương còn lại đều có rút, khó tin nhìn tiết vương như không ngờ lão ta lại có thể hỏi như vậy. Lần này người được phái ra đều là cao thủ hàng đầu của các vương tộc tiết phương hỏi vậy rõ ràng là đang nghi ngờ sự trung thành của trịnh càn khôn ý của ông là người của tôi phản bội sao trong mắt bạch vương lóe lên tức giận lạnh giọng hỏi tiết phương lạnh nhạt đáp chuyện này liên quan đến lợi ích của liên minh vương tộc tôi nhất định phải làm rõ chuyện này bạch vương đừng hiểu lầm đến cả cao thủ lần này nhà họ tiết phái ra tôi cũng không thể xác định bọn họ có thực sự trung thành hay không cao thủ vương cảnh hậu kỳ và vương cảnh đỉnh phong có mấy ai cam chịu đứng dưới kẻ khác Trừ phi bọn họ vốn là người của vương tộc, nếu không đều có thể bị mua chuộc. Nếu người chúng ta phái ra đã bị quan vương mua chuộc rồi thì sao? Tiết Vương nói rất bình thản, nhưng mỗi một câu nói lại khiến sắc mặt của ba vị vương còn lại ngày càng khó coi. Bọn họ là người đứng đầu vương tộc, đương nhiên hiểu Tiết Vương không hề nói láo. Người đạt được thực lực như bọn họ chỉ cần tiền tài hoặc đột phá cảnh giới. Nếu vương tộc họ Quan đưa ra lợi ích lớn hơn mua chuộc người của liên minh vương tộc thì sao? Bảo Trịnh càn khôn cố ý nói với bọn họ vương tộc họ Quan có cao thủ thần cảnh thì sao? Lúc đầu bọn họ đã hoài nghi liệu vương tộc họ Quan có cao thủ thần cảnh của chiến vực bảo vệ hay không. Hiện giờ suy đoán của Tiết Phương khiến bọn họ cảm thấy chuyện này cũng rất có khả năng. Vậy ý kiến của Tiết Phương là gì?" Bạch Phương bỗng hỏi, lần này không còn tức giận Tiết Phương nữa, vẻ mặt tràn đầy nghiêm trọng. Tiết Phương gõ lên bàn, tiếng cộc cộc vang lên, lông mày nhíu chặt như đang suy nghĩ xem phải xử lý chuyện này thế nào các vị vương khác cũng không sốt ruột, chờ lão ta trả lời. Khoảng 3 40 giây sau, Tiết Vương mới ngẩng đầu nhìn vào video, không chút do so dự lên tiếng, quan vương muốn liên minh vương tộc chúng ta bồi thường 1.000 tỷ, tức là mỗi vương tộc phải bỏ ra 250 tỷ. Mặc dù cao thủ vương cảnh đỉnh phong rất ít nhưng cũng không phải là không có. 250 tỷ đủ để vương tộc họ tiết bồi dưỡng ít nhất 10 cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Huống hồ hiện giờ chúng tôi chỉ có hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong và ba cao thủ vương cảnh hậu kỳ bị nhốt ở vương tộc họ quan. Tiết Phương nói xong, mấy người còn lại đều kinh ngạc. Ý của ông là từ bỏ tiểu đội của liên minh vương tộc sao? Tào Vương khiếp sợ hỏi. Tiết Phương cười lạnh một tiếng, tôi không biết liên minh có muốn từ bỏ hay không, nhưng vương tộc họ quan muốn chúng tôi bồi thường 250 tỷ là điều không thể. Tuy chưa trả lời trực tiếp câu hỏi của Tào Vương nhưng lão ta cũng đã bày tỏ thái độ của mình tức là dù vương tộc khác có muốn bồi thường vương tộc họ quan để chuộc người hay không, vương tộc họ tiết cũng sẽ không đồng ý. Chưa kể nếu chúng ta thật sự bồi thường, vương tộc họ quan có chịu thả người hay không. Kể cả có chịu thả, chúng ta cũng không biết đám người này đã bị vương tộc họ quan mua chuộc hay chưa. Nếu không bị mua chuộc thì thôi, nhưng nhớ bị mua chuộc rồi thì sao? Nếu có ngày vương tộc họ quan ra tay với liên minh chúng ta, sợ là còn chưa khai chiến, đám người đã bị quan vương mua chuộc này sẽ khiến chúng ta bị tổn hại nặng nề. Tiết vương bỗng tàn nhẫn nói, nếu có nguy cơ khổng lồ như vậy, dù vương tộc họ quan thả người ngay bây giờ, tôi cũng không cần. Các vị vương khác sợ ngây người nhưng cũng hiểu Tiết vương nói có lý. Tất cả đều im lặng không lên tiếng, đều đang cân nhắc có nên bồi thường tiền để chuộc người hay không. Tiết tiết tiết, đúng lúc này, quan vương lại gửi yêu cầu tham gia video. Rõ ràng 10 phút quan vương cho bọn họ đã hết. Cho ông ta vào đi." Tào Vương nói. Bạch Vương gật đầu. Ngay sau đó, Quan Vương xuất hiện trong video. Đã hết 10 phút, không biết các ông đã thương lượng xong chưa? Định bồi thường hay là từ bỏ các cao thủ này?" Quan Vương cười hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của lão ta, bốn vị vương của Liên Minh Vương tộc đều muốn lập tức xông tới vương tộc họ Quan lấy mạng lão ta. "Quan Vương, tôi đại diện cho Liên Minh Vương tộc gửi tối hậu thư cho ông, lập tức thả người của chúng tôi ra." nếu không đừng trách liên minh vương tộc không khách sáo. Bạch vương căm tức nhìn quan vương. Quan vương khinh thường cười một tiếng, ông nói nhảm nhiều quá đấy. Hình như ông quên một việc, liên minh vương tộc các người mới là kẻ phái cao thủ tới tấn công vương tộc họ quan. Tôi không nghĩ ra được các người còn có thể không khách sáo với chúng tôi thế nào được nữa. Bạch vương giận quá hóa cười, được, được lắm, ông đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã vậy, bốn người chúng tôi chỉ có thể tự mình tới vương tộc họ quan một chuyến bạch phương các ông đừng qua đây trịnh càn khôn ở bên cạnh nghe thấy thế hoảng sợ hét lên vương tộc họ quan có cao thủ thần cảnh bảo vệ các ông mà tới chỉ có kết cục một đi không trở lại chúng ta không chống lại được sức mạnh của cao thủ thần cảnh đâu bạch phương ông đừng tới vương tộc họ quan nào ngờ sau khi trịnh càn khôn có lòng tốt nhắc nhở bạch phương lại không hề cảm kích còn giận dữ quát câm miệng cho tôi bạch phương tôi, trịnh càn khôn ngơ ngác, đang định giải thích lại bị bạch vương hung dữ quát, trịnh càn khôn, ông câm miệng lại cho tôi. Tôi không ngờ ông dám phản bội vương tộc họ bạch. Hẳn ông phải biết phản bội vương tộc họ bạch sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào rồi chứ. Trịnh càn khôn lập tức sở ngây người, cuốn quyết giải thích, bạch vương, tôi không phản bội ông. Ha ha, bạch vương cười lạnh, ông đã giúp quan vương lừa gạt tôi còn dám nói không phản bội. Trịnh càn khôn không ngờ mình vẫn luôn một lòng hướng về vương tộc họ bạch lại bị bạch vương nghi ngờ. Lão ta vốn đã hạ quyết tâm thả chết cũng sẽ không đầu hàng vương tộc họ quan. Thậm chí lão ta còn có ý định dùng cái chết để tỏ lòng trung thành. Lợi ích quan vương đưa ra rất hấp dẫn với lão ta. Bây giờ lão ta đã đạt tới cực hạn của vương cảnh đỉnh phong. Nếu được cao thủ thần cảnh chỉ dạy, lão ta có lòng tin sẽ đột phá bán bộ thần cảnh. Quan vương đã nói chỉ cần lão ta đầu hàng. Cao thủ thần cảnh kia sẽ giúp lão ta nâng cao thực lực. Lợi ích to lớn như vậy nhưng lão ta vẫn quyết tâm từ chối. Vậy mà giờ đây, Bạch Vương lại cho rằng lão ta phản bội. Trịnh càn khôn, nếu tôi đoán không sai, chắc chắn quan vương đã hứa hẹn lợi ích khổng lồ khiến ông không thể từ chối nên ông mới phối hợp diễn kịch với ông ta cho tôi xem, đúng không? Bạch Vương nổi giận đùng đùng. Trịnh càn khôn cười tự diếu, thì ra trong mắt Bạch Vương, tôi là kẻ xuất sinh không có lương tâm vậy sao? Hừ, bạch vương cười lạnh, ông đề cao mình quá rồi đấy. Đối với tôi ông chẳng qua chỉ là một con chó mà thôi. Nếu không vì ông có thực lực vương cảnh đỉnh phong, ông nghĩ tôi sẽ quan tâm ông sao? Vương tộc họ quan đòi liên minh vương tộc bồi thường một nghìn tỷ. Tôi nói cho ông biết, số tiền này đủ để chúng tôi bồi dưỡng được 50 cao thủ như ông. Vậy thì tại sao tôi còn phải phí một số tiền khổng lồ để chuộc lại đám chó má phản bội vương tộc họ bạch các ông hả? Trịnh Càn Khôn chỉ cảm thấy tim mình đang dỉ máu. Thì ra đây là suy nghĩ của ông chủ mà lão ta một lòng trung thành. Không chỉ Trịnh Càn Khôn, các cao thủ còn lại của Liên minh Vương tộc cũng cảm thấy bi ai. Bọn họ biết ngoại trừ Vương tộc họ quan, các Vương tộc khác đã liên minh lại với nhau. Nếu Bạch Vương đã không muốn chuộc người của mình về, các vị Vương khác cũng sẽ không đồng ý. Đúng như lời Bạch Vương nói, một nghìn tỷ đủ để Liên minh Vương tộc bồi dưỡng ra 50 cao thủ Vương cảnh đỉnh phong mà bọn họ chỉ có 20 người, phần lớn còn là cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Quan trọng nhất là vương tộc không hề tin tưởng bọn họ. Được, vậy thì từ nay trở đi, tôi chính thức rời khỏi vương tộc họ Bạch. Sau này sự tồn vong của vương tộc họ Bạch không liên quan gì tới tôi nữa. Trịnh Càn Khôn bỗng tuyên bố. Giờ phút này, lão ta không còn chút tình cảm nào với vương tộc họ Bạch nữa, ánh mắt nhìn Bạch Vương chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Bạch Vương, ông thực sự muốn từ bỏ bọn họ sao? Quan Vương lại xuất hiện trong video, châm chọc nói, bọn họ đều là cao thủ hàng đầu của liên minh các người mà, ông cứ từ bỏ như vậy hả? Ông im đi, Bạch Vương giận dữ quát, muốn đánh muốn giết tùy ông. Chỉ là một đám rác rưởi đã phản bội liên minh vương tộc mà thôi, chúng tôi không thèm. Nhưng ông nghe kỹ đây, từ giờ trở đi liên minh vương tộc sẽ coi vương tộc họ quan là kẻ thù. Ngày chúng ta gặp lại sẽ là ngày tàn của vương tộc họ quan các ông. Quan vương cười nhạt, không hề bị bạch vương dọa sợ mấy người khác thì sao? Các ông cũng lựa chọn từ bỏ người của mình như Bạch Vương à? Quan Vương không để ý tới Bạch Vương nữa, nhìn sang mấy vị Vương khác cười nói, tôi có thể giảm giá cho các người, mỗi Vương tộc bồi thường 200 tỷ là được. Đừng nói là 200 tỷ, dù ông có trả lại đám phản bội này miễn phí Vương tộc họ tiết cũng không cần. Tốt nhất ông hãy giết chúng đi, dù ông không giết chúng tôi cũng sẽ không tha cho chúng đâu. Tiết Vương cũng lên tỏ thái độ. Tào Vương và Mã Vương lần lượt lên tiếng, Quan Vương, ông nghe kỹ đây, ngày gặp lại nhau sẽ là ngày tàn của vương tộc họ Quan các ông. Ha ha, được. Vậy thì tôi sẽ đợi đến ngày liên minh vương tộc các người tới diệt vương tộc họ Quan chúng tôi. Quan Vương cười lớn nói rồi rút khỏi cuộc họp video. Bây giờ mọi người đã biết rồi chứ, đây chính là ông chủ mà các người thề chết đi theo. Khi các người khiến họ hoài nghi, bọn họ sẵn sàng vứt bỏ các người. Quan Vương cười híp mắt nói, thương hại nhìn 20 cao thủ của liên minh vương tộc rồi nói tiếp, tôi nói cho các người biết, tôi cũng vậy. Nếu các người là người của tôi, gặp phải chuyện này tôi cũng sẽ không cần các người, thà để các người chết ở bên ngoài. Dứt lời, lão ta không nói gì thêm. Hai người cao thủ đều cười tự diếu, trong mắt còn xẹt lên tia lạnh lùng với vương tộc đã bỏ rơi bọn họ. Thời gian dần trôi đi. Năm phút sau, trịnh càn khôn vẫn luôn im lặng đột nhiên ngẩng đầu nhìn quan vương. Ông nói người kia muốn chúng tôi đầu hàng sao. Trịnh càn khôn hỏi, chỉ cần chúng tôi chịu đầu hàng, người đó sẽ giúp chúng tôi đột phá thần cảnh chứ. Nghe lão ta nói vậy, 19 cao thủ còn lại đều trở nên kích động. Thần cảnh là cảnh giới mà mỗi người bọn họ đều tha thiết mơ ước. Bọn họ vốn còn ôm một tia hy vọng với vương tộc của mình, nhưng hiện thực lại và đôm đốc vào mặt bọn họ. Vương tộc mà bọn họ nghĩ sẽ đi theo cả đời lại từ bỏ bọn họ. Nếu đã tách khỏi vương tộc, còn có cơ hội tới gần cao thủ thần cảnh, sao bọn họ có thể không kích động được? thậm chí bọn họ còn quên mất nội dung đàm phán của quan vương với liên minh vương tộc, nếu liên minh vương tộc không bồi thường đủ trong vòng 10 phút sẽ giết bọn họ. Quan vương nhách môi cười, khẽ gật đầu, đương nhiên. Xem các người có đồng ý không thôi, mọi người đều đã chứng kiến thực lực của người kia. Đương nhiên nếu thực lực quá kém, người đó sẽ không nhìn chúng. Nếu không có thực lực vương cảnh đỉnh phong, e là không có hy vọng. Nghe thấy thế, chín cao thủ vương cảnh đỉnh phong lại càng kích động hơn. Còn người một cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ lại tràn trề thất vọng. Nhưng người kia cũng nói, chỉ cần các người trung thành với cậu ấy, dù hiện giờ mới có thực lực Vương Cảnh Hậu Kỳ cậu ấy cũng sẽ giúp các người một tay. Quan Vương bỗng nhiên cười nói, lần này 11 cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ kia đều kích động phát điên, hơi thở dồn dập. Đồng ý, chúng tôi đồng ý làm việc cho cậu ấy. Im. Trông thấy 20 cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ và Vương Cảnh Đỉnh Phong, Quan Vương chỉ cảm thấy quá khiếp sợ đây chính là địa vị của cao thủ thần cảnh sao. 20 cao thủ này ai cũng có thể làm bá chủ một phương, nhưng bây giờ lại đồng loạt tỏ lòng trung thành với một người. Huống hồ, trong 20 người trước mặt còn có 9 cao thủ vương cảnh đỉnh phong cùng cảnh giới với lão ta. Đến tận lúc này, lão ta mới phát hiện, mình cược thắng rồi. Bịch, quan vương đang đứng bên cạnh bóng quỳ một chân xuống đất. Nên đá cầm thạch vô cùng cứng rắn lập tức vỡ nát. Chủ gia tộc, thấy hành động của quan vương, Đám người cầm quyền của vương tộc họ Quan đứng xung quanh đều sợ ngây người. Đây là chủ của vương tộc họ Quan bọn họ, vậy mà lúc này cũng quỳ một chân xuống đất. Chẳng lẽ lão ta cũng muốn tỏ lòng trung thành với cao thủ trẻ tuổi kia sao? 20 cao thủ của liên minh vương tộc đang quỳ gối cũng kinh hãi. Đại nhân, tôi cũng đồng ý nhận ngài làm chủ, đời này tuyệt đối không phản bội." Quan Vương quỳ một chân xuống đất, lớn tiếng hô lên. Lúc này, toàn bộ sảnh chính đều chìm vào yên tĩnh. Mọi người ai cũng kinh ngạc tột độ. Nhất là 20 cao thủ của Liên minh Vương tộc kia, không ngờ đến cả Quan Vương cũng cam lòng đi theo cao thủ thần bí kia. Cũng chỉ có cao thủ như vậy mới có tư cách để bọn họ đầu hàng. Cộp cộp cộp, bỗng một tràng tiếng bước chân vang lên. Quan Vương dẫn đầu 20 cao thủ đều kích động hẳn lên. Bọn họ biết người nào đang tới. Thoáng chốc, một bóng người trẻ tuổi đi vào phòng họp. Khi thấy Dương Thanh 20 cao thủ của liên minh vương tộc đều tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ nghĩ cao thủ vẫn chưa xuất hiện đã có thể ném con sư tử đá đến trước mặt Trịnh Càn Khôn, suýt nữa biến ông ta thành thịt nát dù sao cũng phải là một ông già 7, 80 tuổi mới phải. Thế nhưng hiện giờ sao lại là một người thanh niên 27, 28 tuổi. Bọn họ không hề tin cao thủ thần bí kia chính là người trẻ tuổi trước mắt này. "Đại nhân, ngài tới rồi." Ngay khi 20 cao thủ của liên minh vương tộc kia đang hoài nghi, Quan Vương đã cung kính nói. Đứng dậy cả đi, Dương Thanh khẽ gật đầu nói. Bỗng cả sảnh lớn bị một luồng khí thế khủng bố bao phủ. Một giây sau xảy ra cảnh tượng khiến 20 gã cao thủ của Liên minh Vương tộc kinh sợ. Bọn họ cảm thấy cơ thể của mình bị một nguồn sức mạnh mềm mại nâng lên. Bọn họ vốn còn đang nghi ngờ thân phận của Dương Thanh, lúc này đều không còn nghi ngờ gì nữa. Một cao thủ chỉ dựa vào khí thế của mình, không cần tiếp xúc trực tiếp với bọn họ vẫn có thể kéo họ đứng dậy sao có thể là người đơn giản dù trong bọn họ có rất nhiều cao thủ vương cảnh đỉnh phong cũng không thể làm được như vậy. Chứng tỏ người trẻ tuổi trước mắt bọn họ chính là cao thủ thần bí lúc trước, chưa cần lộ diện đã chân áp được họ. Bây giờ, tôi cho các người lựa chọn cuối cùng, hoặc là tôi thả các người đi, hoặc là các người đi theo tôi. Một khi lựa chọn đi theo tôi, kẻ nào dám phản bội sẽ bị tôi tự tay đòi mạng. Trong lúc đó, áp lực khủng khiếp đè nặng mỗi người. Dù là trịnh càn khôn có thực lực vương cảnh đỉnh phong cũng có ý nghĩ muốn quỷ lại. Còn 11 cao thủ vương cảnh hậu kỳ kia lại càng run lẩy bẩy, toàn thân thấm ướt mồ hôi lạnh. Giờ phút này, bọn họ bỗng nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Nếu Dương Thanh muốn giết họ, chỉ cần một suy nghĩ là có thể khiến bọn họ chết không có chỗ chôn. "Nào, nói cho tôi biết lựa chọn của các ông đi." Dương Thanh đứng sừng sững ở đó như thiên thần đang được ánh sáng thần ngột rửa. Anh lạnh lùng nhìn đám cao thủ hỏi. "Bịch bịch bịch, lần này 21 cao thủ vương cảnh đỉnh phong và vương cảnh hậu kỳ bao gồm cả quan vương đều đồng loạt quỳ hai chân xuống đất, đến cả dũng khí nhìn thẳng vào Dương Thanh cũng không có. Chúng tôi thề chết đi theo cậu Thanh, đời này tuyệt đối không phản bội. Các cao thủ cùng hô lên, tiếng hô rung động đất trời. Đám người vương tộc họ quan đang đứng cạnh quan sát đều vô thức quỳ rạp xuống. Toàn bộ sảnh chính đều là người quỳ la liệt, ai cũng đang run rẩy. Đây là uy thế của cao thủ thần cảnh, bọn họ sao có thể chống cự nổi. Được, bắt đầu từ hôm nay, các ông chính là anh em của Dương Thanh này. Dương Thanh cao giọng tuyên bố, lập tức thu lại khí thế trên người. Bấy giờ, các cao thủ mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, mặt mày đều tràn đầy kích động. Hiện giờ bọn họ có thể xác định, người trẻ tuổi trước mặt chính là một cao thủ thần cảnh hàng thật giá thật. Cả chiêu châu này có mấy cao thủ thần cảnh, e là cũng chỉ có ở bốn biên giới đông, tây, nam, bắc với bốn hoàng tộc và gia tộc cổ võ sống ẩn giật trong truyền thuyết mới có trong một căn biệt thự xa hoa của vương phủ họ quan. Dương Thanh ngồi trên ghế bành, quan vương đứng cạnh tự mình rót nước bưng trà. Có lẽ cả chiêu châu chỉ có mình Dương Thanh mới có thể khiến quan vương tự mình bưng trà rót nước. Đại nhân đúng là tiên đoán như thần. Quả nhiên liên minh vương tộc đều từ bỏ những cao thủ này. Quan vương cung kính nói với Dương Thanh, tính ra phải cảm ơn liên minh vương tộc đưa tới 20 cao thủ cho cậu trước đó quan vương đòi liên minh vương tộc bồi thường một khoản tiền cách xù đương nhiên là theo ý của dương thanh dương thanh cười nhạt một tiếng bốn vị vương của liên minh vương tộc đều rất kiêu ngạo bọn họ vô cùng đa nghi chỉ cần trịnh càn khôn xuất hiện trong video nhất định sẽ khiến bọn họ sinh lòng nghi ngờ nhất là lúc đó trịnh càn khôn ôm hy vọng rất lớn với vương tộc họ bạch nhưng ông ta không ngờ trong mắt bạch vương mình chỉ là một con chó tôi lại đồng ý giúp bọn họ đột phá cảnh giới võ thuật so với làm chó chắc hẳn bọn họ sẽ lựa chọn đầu hàng quan vương gật đầu như bổ củi cung kính nói đại nhân anh minh dương thanh buồn cười nhìn quan vương từ bao giờ ông cũng trở thành một người thích nịnh hót rồi gương mặt già nua của quan vương lập tức đỏ bừng mặt dày mày dạn nói đây không phải nịnh hót mà là ăn ngay nói thật được rồi không nói nhảm nữa bàn chuyện chính đi dương thanh thu lại nụ cười trên mặt trầm giọng nói quan vương lập tức căng thẳng e dè dò hỏi không biết đại nhân có gì dặn dò. Tôi vốn muốn một mẻ bắt chọn cả liên minh vương tộc nhưng không ngờ bốn vị vương đều không tự mình tới, chỉ phái ra một đám cao thủ. Dương Thanh nghiêm mặt nói, có bài học hôm nay, chỉ sợ liên minh vương tộc sẽ không tùy tiện tấn công vương tộc họ quan nữa. Nếu tôi là bọn họ, tôi sẽ tạm thời từ bỏ vương tộc họ quan, rời mục tiêu tới Yến Đô. Chỉ cần đoạt được Yến Đô là có thể danh chính ngôn thuận kế thừa đế thôn. Một khi liên minh vương tộc kế thừa đế thôn, đương nhiên vương tộc họ quan sẽ bị tiêu diệt nghe dương thanh nói vậy quan vương lập tức hoảng sợ nói chỉ cần ngài ra tay nhất định có thể nắm chọn yến đô trong tay cũng chỉ có ngài mới đủ tư cách kế thừa đế thôn tôi sẽ không kế thừa đế thôn dưới ánh mắt chờ mong của quan vương dương thanh bỗng nhiên lắc đầu nói quan vương giật mình hỏi ngài không có ý định kế thừa đế thôn sao quan vương cứ tưởng dương thanh đồng ý tới vương thành quan trợ giúp vương tộc họ quan đối phó liên minh vương tộc là để trải đường cho việc kế thừa đế thôn thế nhưng hiện giờ dương thanh lại nói với lão ta sẽ không kế thừa đế thôn quan vương đang rất khiếp sợ người có được đế thôn sẽ có được cả thế giới sự hấp dẫn lớn như vậy mà dương thanh có thể chống lại được sao quan vương không hề nghi ngờ chỉ cần dương thanh muốn là đế thôn sẽ tới tay dương thanh lắc đầu Kiên Định nói, đối với thế giới hiện giờ, tất cả đều rất hài hòa. Bất kỳ ai muốn phá hỏng sự yên ổn của Chiêu Châu, tôi đều sẽ tự tay diệt bỏ. Chưa nói đến việc Đế Thôn có thực sự tồn tại hay không, dù có thì sau khi kế thừa Đế Thôn thực sự có thể có được cả thế giới sao? Thế giới này là của tất cả mọi người chứ không phải của riêng ai hay thế lực nào. Cái tôi muốn không phải là thế giới, mà là Chiêu Châu được thái bình. Nếu truyền thuyết là thật, Đế Thôn thật sự tồn tại Ai có thể chắc chắn sau khi đế thôn xuất hiện là có thể nắm giữ được đế thôn. Nghe vậy, Quan Vương bàng hoàng kinh hãi. Tỉ mỉ nghĩ lại thì thấy đúng là như thế. Lão ta chưa từng nghĩ sau khi đế thôn xuất hiện, người kế thừa có thể nắm giữ đế thôn hay không. Nghe nói người xuất hiện từ trăm năm trước là cao thủ đi ra từ đế thôn, dựa vào sức một mình có thể trấn áp năm hoàng tộc trong thời kỳ huy hoàng. Người như vậy sẽ có thực lực kinh khủng cỡ nào? Dương Thanh còn nói tiếp ở đế thôn sẽ có bao nhiêu cao thủ như vậy? Tại sao lại có truyền thuyết liên quan tới đế thôn? Tại sao đế thôn không thể tự xuất hiện mà phải chờ vương của Yến Đô Lộ Diện mới xuất hiện được? Người trong đế thôn là hạng người gì? Tất cả đều không thể biết được. Trên thế giới này điều không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Quan vương chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy. Lời Dương Thanh nói khiến lão ta lần đầu ý thức được sự đáng sợ của đế thôn. Đúng như Dương Thanh nói, tại sao đế thôn không thể tự mình xuất hiện? Sau khi Đế Thôn xuất hiện sẽ thay đổi thế giới này như thế nào? Lão ta là Quan Vương, cũng biết được nhiều hơn. Lão ta biết ở Chiêu Châu, thậm chí là toàn bộ thế giới đều có một vài thế lực siêu cấp tồn tại. Nhưng những thế lực này đều ẩn giật không xuất hiện, giống như đang bị một quy tắc nào đó trói buộc. Nếu Đế Thôn xuất hiện chính là giấy thông hành của các thế lực siêu cấp này với thế giới bên ngoài thì sao? Khi đó, e là cả thế giới đều sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Còn vương thành quan, có lẽ cũng sẽ dần biến mất trong cuộc chiến giữa các thế lực này. Đại nhân, tôi hiểu rồi, nỗi lo của ngài không phải không có lý. Đế thôn là thứ không thể xác định, không ai có thể cam đoan đế thôn xuất hiện sẽ đem lại hòa bình cho Chiêu Châu. Một lúc lâu sau, quan vương nghiêm mặt nói. Dương Thanh khẽ gật đầu, đã là vương tộc của Chiêu Châu thì phải cố gắng vì hòa bình của Chiêu Châu. Chắc bây giờ ông đã hiểu tại sao tôi không giết 20 cao thủ của liên minh vương tộc kia rồi chứ. Quan vương gật đầu trầm giọng đáp, đối với đại nhân, liên minh vương tộc tà ác kia chỉ là sâu kiến. Nhưng đối với Chiêu Châu, bọn họ cũng nắm giữ địa vị to lớn, mất bất kỳ ai đều là tổn thất với Chiêu Châu. Mà bọn họ vốn chỉ là đám người bị liên minh vương tộc bỏ rơi, cũng chỉ làm việc theo lệnh, tội không do bọn họ. Ngài bảo tôi đòi liên minh vương tộc chi trả tiền bồi thường khổng lồ, còn bảo tôi dẫn cao thủ của liên minh vương tộc tới chính là để bọn họ nhìn thấy sự máu lạnh của liên minh vương tộc chỉ khi bọn họ triệt để hết hy vọng với liên minh vương tộc bọn họ mới chịu về dưới trướng của ngài dương thanh gật đầu nói ông chỉ nói đúng một phần quan trọng hơn là tôi không muốn lạm sát kẻ vô tội một cao thủ thần cảnh lại nói ra câu này khiến quan vương không thể tưởng tượng nổi vũ khí của tôi chỉ chĩa vào kẻ địch chứ không phải người mình vậy mà người mình cứ tự tìm đường chết hai dương thanh thở dài một hơi vẻ mặt bất đắc dĩ quan vương đương nhiên hiểu được người mình mà dương thanh nói tới chính là người dân chiêu châu cùng lúc đó trong phòng họp video của liên minh vương tộc mặt của bốn vị vương đều tối sầm nhất là bạch vương sắc mặt âm trầm đáng sợ cả người đều bừng bừng lửa giận lão già quan vương khốn khiếp dám uy hiếp chúng ta thật đáng chết mã vương nghiến răng nghiến lợi nói tào vương vỗ mạnh xuống bàn đứng bật dậy nhìn video cả giận nói chỉ một vương tộc họ quan cũng dám uy hiếp liên minh vương tộc chúng ta đúng là không biết sống chết đã vậy bây giờ chúng ta hãy dẫn theo cao thủ mạnh nhất tới vương tộc họ quan một chuyến đi tôi rất muốn nhìn xem sau lưng vương tộc họ quan rốt cuộc có cao thủ thần bí nào tới từ chiến vực hay không tiết phương nhìn sắc mặt âm trầm của bạch vương rồi nói với tào vương hiện giờ tới vương tộc họ quan còn ý nghĩ gì sao hả ông sợ rồi à tào vương khiêu khích nhìn tiết vương chất vấn tiết vương lạnh lùng đáp đúng là tôi sợ nhưng không phải sợ vương tộc họ quan mà là sợ chiến vực rất có thể đứng sau bọn họ ha ha tào vương cười lạnh lúc trước chính ông nói quan vương tới sân bay đón người chỉ là tự biên tự diễn một vở kích với chiến vực bây giờ ông cũng là người nói sợ sau lưng vương tộc họ quan có người của chiến vực tôi thật sự muốn hỏi ông hiện giờ rốt cuộc vương tộc họ quan có cao thủ thần cảnh của chiến vực không nghe tào vương nói vậy mã vương cũng lên tiếng chất vấn tiết vương ông nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích nếu không, tôi sẽ nghi ngờ liệu có phải ông cố tình dẫn dắt chúng tôi phái người tới vương tộc họ Quan chịu chết hay không đấy. Cơm có thể ăn bậy nhưng không được ăn nói lung tung. Trên mặt Tiết Vương cũng tràn đầy tức giận, lạnh giọng nói, trước đó tôi cũng chỉ nói ra suy nghĩ của mình. Tôi chỉ suy đoán Quan Vương và chỉ huy tối cao của chiến vực ở vương thành Quan tới sân bay đón người chỉ là một vở kịch tự biên tự diễn. Nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi. Đến tận bây giờ chúng ta cũng không thể xác định đây rốt cuộc có phải vở kịch Vương tộc họ Quan và chiến vực cố ý diễn cho chúng ta xem hay không, đúng không? Tôi biết Vương tộc các ông tổn thất năm cao thủ, các ông đều rất tức giận. Nhưng đừng quên, Vương tộc họ Tiết cũng là thành viên của liên minh Vương tộc. Chúng tôi cũng bị tổn thất năm cao thủ như các ông. Trong dinh thự cao cấp Vân Phong ở Yến Đô, Tần Đại Dũng nằm trên giường bệnh, từ lần ông ấy bị tần xương đánh đập dưới hầm chú ẩn của nhà họ tôn đến nay đã hơn nửa tháng. thế nhưng vết thương của ông ấy quá nặng, ông ấy cũng không phải người luyện võ, tố chất thân thể kém, khả năng hồi phục cũng kém xa người luyện võ như mã siêu. ngay trước giường bệnh của ông ấy có một người đàn ông trung niên, tần đại dũng, rốt cuộc ông có chịu giao tập đoàn nhạn thanh cho nhà họ tần hay không? tốt nhất ông hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. người trung niên ngồi cạnh giường, vừa gọt một quả táo đỏ vừa nói. Sắc mặt Tần Đại Dũng xa sầm nhìn chằm chằm đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cuộc ông muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa. Tập đoàn nhãn thanh không có quan hệ gì với tôi, dù có tôi cũng sẽ không giao lại cho ông. Răng rác, người đàn ông trung niên cắn một miếng lên quả táo vừa gọt xong. Ông ta vừa nhai vừa nói, vậy là ông định từ bỏ thân phận người nhà họ Tần. Ông có biết dám phản bội nhà họ Tần sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Tần Đại Dũng giận dữ hết. Từ lúc tôi bị cho vào kế hoạch hạt giống, bị vứt bỏ, tôi đã không còn quan hệ gì với nhà họ Tần nữa. Tôi không phải người nhà họ Tần, sao lại nói là phản bội?" Người trung niên cười nói, nhưng trong người ông đang chảy dòng máu của nhà họ Tần. Chẳng lẽ ông nói không có quan hệ với nhà họ Tần thì thật sự không có quan hệ sao? Phải rồi, nếu tôi nhớ không lầm ông vẫn còn một đứa con gái nhỉ? Tính ra con bé cũng là người nhà họ Tần chúng ta. Ông nói nếu ông phản bội nhà họ Tần Chúng tôi có thể lấy mạng nó để trừng phạt ông tội phản bội gia tộc không?" Người đàn ông trung niên đứng dậy, ghé sát đầu vào Tần Đại Dũng, cười híp mắt nói. "Ông dám?" Tần Đại Dũng lập tức nổi giận ngồi bật dậy. "Chỉ là xương sườn của ông ấy vốn bị gãy mấy cái, cử động mạnh một chút sẽ động tới vết thương." Ông ấy đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn cố nhịn, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người trung niên nói, "Tôi thề, thế ông dám động tới một sợi tóc của con gái tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho nhà họ Tần." ha ha, vậy sao? Người tùng niên cười nhạt một tiếng, bỗng lấy điện thoại ra lệch, làm đi. Ông ta chỉ nói hai chữ rồi lập tức cúp máy. Dường như Tần Đại Dũng ý thức được đối phương định làm gì, cảm xúc càng thêm kích động, Tần Vũ, ông không được làm hại Tần Y. Tôi xin ông, đừng làm hại Tần Y, nhà họ Tần muốn gì cứ nhầm vào tôi. Tần Y vô tội, con bé còn không biết kế hoạch hạt giống là cái gì. Xin ông tha cho con bé. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, Thế bây giờ ông có thể nói cho tôi biết, ông có giao lại tập đoàn nhãn thanh cho nhà họ Tần hay không chưa? Tần Đại Dũng hít sâu một hơi, cố kìm nén lửa giận, nhìn chăm chăm Tần Vũ, tập đoàn nhãn thanh là thứ duy nhất mẹ Dương Thanh để lại cho nó, có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nó. Ông không thể đổi cách khác yêu cầu tôi làm việc cho nhà họ Tần sao? Ha ha, Tần Vũ đột nhiên nở nụ cười, không phải ông vẫn còn ôm hy vọng với thằng con rể ăn hại kia của ông đấy chứ? Gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy, sao nó có thể sống sót? Cái gì mà được người của chiến vực đưa đi, tôi thấy đây chỉ là ngụy trang. Tần Vũ cười hỏi, bây giờ nó đã chết rồi, ông còn do dự cái gì? Chỉ cần giao tập đoàn nhạn thanh cho nhà họ Tần, ông sẽ là người lập công lớn nhất của gia tộc, từ nay được hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Nếu không, con gái ông sẽ phải chịu trừng phạt không phải dành cho người. Ông nghĩ người cao thủ võ thuật có thể thỏa mãn được con gái ông không? Tần Đại Dũng căm thức nhìn Tần Vũ, Giận dữ hét lên, "Tần Vũ, ông là đồ khốn nạn." "Được rồi, nói nhảm ít thôi. Nếu uy hiếp có tác dụng, tôi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi." Tần Vũ nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe có giá trị không nhỏ trên tay rồi lại mỉm cười nhìn Tần Đại Dũng, "Tôi chỉ cho ông 5 phút, không cần biết ông dùng cách nào phải đoạt được tập đoàn Nhãn Thanh cho tôi. Nếu không con gái ông sẽ phải đồng thời đối mặt với 10 cao thủ võ thuật đấy." 10 cao thủ võ thuật đều cực kỳ cường tráng không biết con gái ông có chịu nổi hay không. Tần Đại Dũng sắp tức điên, gầm lên, Tần Vũ, tôi thể ông nhất định sẽ phải hối hận. Dứt lời, ông ấy không hề do dự gọi một cuộc điện thoại. Đối phương nhanh chóng bắt máy, một giọng nói tiểu tụy vang lên, bố gọi con có việc gì à? Tâm à, bố xin con một việc, xin con hãy giao tập đoàn Nhạn thanh cho nhà họ Tần ở Vương Thành Quan, coi như báo đáp ơn dưỡng dục của bố suốt bao nhiêu năm qua. Bố xin con, Tần Đại Dũng đỏ mắt nói. Từ khi Dương Thanh gặp nạn, mọi chuyện của tập đoàn Nhãn Thanh đều do Tần Thanh Tâm xử lý. Chỉ cô mới có tư cách quyết định chuyển nhượng tập đoàn Nhãn Thanh. Bố đang nói gì vậy? Tần Thanh Tâm vô cùng kinh hãi, khó tin hỏi, bố biết tập đoàn Nhãn Thanh quan trọng với Dương Thanh như thế nào mà? Sao bố có thể bảo con chuyển nhượng tập đoàn Nhãn Thanh cho người khác? Tần Đại Dũng nghẹn ngào nói, bố van con, con hãy đồng ý đi. Bố thật sự hết cách rồi, nếu không làm vậy, y y sẽ xong đời nếu không vì Tần Y đang nằm trong tay người nhà họ Tần, sao Tần Đại Dũng lại phải cầu xin Tần Thanh Tâm chuyển nhượng tập đoàn Nhạn Thanh cho bọn họ? Cái gì? Y Y bị làm sao? Bấy giờ Tần Thanh Tâm mới ý thức được Tần Y xảy ra chuyện, sợ hãi nói, có phải người nhà họ Tần dùng Y Y để uy hiếp bố không? Tần Đại Dũng đang định nói chuyện đã bị Tần Vũ cướp điện thoại. Xếp Tần, tôi đây họ Tần tên Vũ. Danh tiếng của xếp Tần như sấm bên tai. Tần Vũ cười nói, tôi phải nói cho cô một chuyện thực ra bố nuôi của cô Tần Đại Dũng là người của nhà họ Tần ở Vương Thành Tào. Dù sao ông ấy cũng nuôi nấng cô hơn 20 năm, ơn nặng như núi. Bây giờ chỉ cầu xin cô một chuyện nhỏ như vậy, chắc là xếp Tần sẽ không từ chối đâu nhỉ. Im! Trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Thanh, trong phòng làm việc của Phó Tổng Giám Đốc, Tần Thanh Tâm đang hết sức tức giận. Từ sau khi Dương Thanh gặp sự cố, bị người của chiến vực đưa đi, cô chưa từng được ngủ yên một giấc, mỗi ngày đều thấp thỏm đợi Dương Thanh trở về ngoại trừ trông mong Dương Thanh trở về, cô còn phải nghĩ xem làm thế nào để bảo vệ tập đoàn Nhạn Thanh. Cô hiểu rất rõ tập đoàn này có ý nghĩa lớn lao thế nào với Dương Thanh. Nếu cô đánh mất tập đoàn Nhạn Thanh, đợi đến khi Dương Thanh trở về, cô biết ăn nói thế nào với anh đây. Nhưng giờ đây Tần Y còn đang nằm trong tay người nhà họ Tần. Nếu cô không giao tập đoàn ra, tính mạng của Tần Y nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Chồng à, em mệt quá, thực sự mệt quá rồi. Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy? Tần Thanh Tâm bỗng gục xuống bàn, khe khẽ khóc lên. Cốc cốc cốc, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Tần Thanh Tâm vội vàng lau nước mắt, ngồi thẳng dậy, nói: mời vào. Cửa bị đẩy ra, một cô thư ký trong bộ đồ công sở bước vào. Thưa sếp Tần, ngoài kia có một người trẻ tuổi nói là đã ký hợp đồng với sếp, đang yêu cầu được gặp sếp ạ. À. Cô thư ký cung kính báo cáo. Tần Thanh Tâm hơi nhíu mày. Cô biết, người ngoài kia là ai? Cho anh ta vào đi. Cuối cùng. Tần Thanh Tâm vẫn để thư ký mời người kia vào. Trong phòng làm việc, Tần Thanh Tâm ngồi sau bàn, lạnh nhạt nhìn về phía người trẻ tuổi ngồi trước mặt mình. Tính ra thì cô hẳn phải gọi tôi là anh họ nhỉ. Người đàn ông trẻ tuổi kia nở nụ cười, lại như vừa nhớ tới điều gì, chợt lắc đầu, à nhầm, cô chỉ là con nuôi của Tần Đại Dũng, dù tôi là anh họ cô thì giữa chúng ta cũng không có quan hệ huyết thống gì. Nếu không phải bản thân tôi mắc chứng ưa sạch sẽ, có lẽ sẽ theo đuổi cô thử coi thế nào. Cô đẹp như vậy mà. Người đàn ông trước mắt thoạt nhìn rất nho nhã lễ độ nhưng Tần Thanh Tâm nhìn anh ta lại chỉ cảm thấy buồn nôn. Câm miệng đi, Tần Thanh Tâm tức giận hỏi, em gái tôi đâu? Gã đàn ông kia lập tức nhướng mày, đáy mắt lóe một tia sáng lạnh, hơi nheo mắt nói, cô là người đầu tiên dám bảo Tần Tử Kính tôi câm miệng đấy. Dứt lời, gã đàn ông kia lấy ra một bản hợp đồng, ném đến trước mặt Tần Thanh Tâm, lạnh lùng nói, ký bản hợp đồng này trước đi đã, ký xong thì em gái cô có thể bình yên vô sự. Trước kia, Tần Thanh Tâm còn có thể tự quyết định đồng ý với Tần Vũ sẽ ký tên chuyển nhượng công ty để đổi lấy chút thời gian cho Tần Y. Nhưng nay đã đến lúc thật sự phải đặt bút ký hợp đồng chuyển nhượng, cô cầm bút lên, tay lại không thể hạ xuống. Đối với Dương Thanh, tập đoàn Nhãn Thanh này chẳng khác nào tính mạng của anh, nay cũng phải trở thành vật trao đổi để mình cứu Tần Y sao. Tình cảnh hiện tại của em gái cô đang hết sức hiểm nguy, cô chậm một giây, nguy hiểm của em gái cô sẽ tăng thêm một phần, tốt nhất là nhanh ký tên vào đi. Tần tử kính lạnh lùng nhìn tần thanh tâm, nói. Vừa rồi tần thanh tâm quát anh ta câm miệng đã khiến anh ta bực bội, anh ta đã âm thầm thề, đợi khi nào lấy được tập đoàn nhãn thanh này rồi, nhất định sẽ không bỏ qua cho tần thanh tâm. Dầm, đúng lúc này, cửa phòng bỗng bị người ta đạp tung. Xếp tần, cô làm gì thế? Lạc bân hung hăng xông vào, mặt đầy vẻ tức giận. Ông ta không biết nhà họ tần đã bắt cóc tần y để đe dọa tần thanh tâm, chỉ nghe thư ký báo lại, vừa rồi có một thanh niên cầm hợp đồng chuyển nhượng công ty đến tìm Tần Thanh Tâm, cho nên ông vội vàng chạy tới. Xếp lạc, thấy lạc bân, Tần Thanh Tâm bỗng bối rối không biết phải làm sao bây giờ. Cô biết lạc bân rất trung thành với Dương Thanh, những ngày Dương Thanh không có ở đây, mọi việc lớn trong công ty đều do lạc bân đứng ra lo liệu. Tần Thanh Tâm biết rất rõ rằng, nếu không có lạc bân, cô đã không giữ nổi tập đoàn nhạn thanh từ lâu rồi. Xếp lạc, tôi, Tần Thanh Tâm vừa định giải thích. Tần tử kính đã đứng lên, đi thẳng tới trước mặt Lạc Bân, vung tay giáng xuống một cái tát. Bốp, một tiếng tát tai giòn giã vang lên, Lạc Bân loạn choạng lùi lại mấy bước, khóe miệng ứa máu. Khốn kiếp, anh làm gì thế hả? Thấy Lạc Bân bị đánh, tần thanh tâm lập tức giận dữ. Lạc Bân cũng không kiềm được cơn giận, hai mắt nhìn chằm chằm vào tần tử kính, nói, cậu là ai? Sao dám dơ ngoài diễu võ ở tập đoàn nhãn thanh này? Tần tử kính khinh thường cười cười, lạnh lùng nói với Lạc Bân, đây là chuyện riêng của nhà họ tần chúng tôi liên quan gì đến một người ngoài như ông nếu không muốn chết thì cút ra ngoài cho tôi bằng không đừng có trách tôi không khách khí với ông lạc bân không thể tin vào tai mình ông ta nhìn về phía tần thanh tâm hỏi xếp tần cô đang cõng rắn cắn gà nhà đấy lạc bân tuyệt đối không tin tần thanh tâm là kẻ vong ân phụ nghĩa ông ta cũng nhận ra gã thanh niên trẻ tuổi trước mặt này tuyệt đối không phải người lương thiện gì ông ta không biết thân thế của tần thanh tâm cho nên khi tần tử kính nói đây là việc riêng của nhà họ tần ông ta còn cho rằng tần thanh tâm và tần tử kính là người cùng gia tộc mắt tần thanh tâm đã đỏ lên cô nói xếp lạc tôi thực sự hết khách rồi xin lỗi tôi nhất định phải giao tập đoàn nhãn thanh cho nhà họ tần dứt lời tần thanh tâm nhấc bút đặt lên bản hợp đồng bắt đầu ký tên không được lạc bân kinh sợ hô to vội vàng xông về phía tần thanh tâm định ngăn cản cô ký tên cút ngay tần tử kính tung chân đá bay lạc bân ra ngoài. Anh ta vốn là người nổi bật nhất trong lứa trẻ của nhà họ tần ở Vương Thành Tào, thực lực võ thuật của anh ta sao có thể yếu được. Đối phó với một người thường không biết võ như lạc bân quả thật quá dễ dàng. Xếp tần, không thể ký, lạc bân con người nằm trên sàn, mặt đầy đau đớn, nói, tập đoàn nhãn thanh là di vật duy nhất mà mẹ của chủ tịch để lại cho cậu ấy, nó vô cùng quan trọng với chủ tịch, cô không thể nhường tập đoàn cho người khác được. Hai mắt tần thanh tâm đã đỏ bừng, những điều lạc bân nói sao cô lại không rõ chỉ có điều nếu cô không ký tên kết cục của tần y sẽ vô cùng thảm khốc xếp tần nếu chủ tịch trở về lại phát hiện tập đoàn nhạn thanh đã bị cô chuyển nhượng cho nhà họ tần cậu ấy sẽ nghĩ thế nào lạc bân kích động lớn tiếng hô lên bàn tay đang cầm bút của tần thanh tâm run mạnh lên một cái đúng vậy chính vì mình mà dương thanh mới gặp tai nạn đến bây giờ anh sống chết ra sao cô cũng không biết nếu dương thanh trở về cô sẽ phải giải thích với anh thế nào đây? tần thanh tâm do dự không ký. khốn kiếp, ông muốn chết đúng không? tần tử kính nhìn về phía lạc bân, ý muốn giết người tràn ngập trong mắt. anh ta cất bước đi về phía lạc bân. nhưng lúc này sắc mặt lạc bân lại không hề có chút sợ hãi nào, chỉ có sự giận dữ điên cuồng dành cho tần tử kính. tôi đã thề với chủ tịch, chỉ cần có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không làm mất tập đoàn nhạn thanh. cho dù chết, tôi cũng phải bảo vệ tập đoàn này lạc bân nghiến răng nói đôi mắt đỏ bừng tràn đầy kiên định thấy lạc bân kiên định như vậy tần thanh tâm cũng ngây cả người ra vì tập đoàn nhạn thanh này lạc bân thực sự tình nguyện hy sinh cả tính mạng mà mình lại đang muốn dâng tập đoàn nhạn thanh cho người khác so với lạc bân mình dường như không có tư cách làm phó tổng giám đốc tập đoàn này ông chết đi cho tôi tần tử kính vung tay chém ra một quyền về phía đầu lạc bân anh ta vốn là người học võ mà lạc bân lại chỉ là một người thường nếu một quyền này của anh ta giáng trúng đầu Lạc Bân, ông ta sẽ hoàn toàn không còn hy vọng sống sót. Không, Tần Thanh Tâm gào lên. Lạc Bân dường như đã cảm thấy có lẽ mình sẽ không chịu nổi một quyền này, nhưng sắc mặt ông ta vẫn không hề sợ hãi, chỉ có không cam lòng. Ông ta mở lớn mắt, nhìn chăm chăm vào Tần Tử Kính như thể muốn ghi nhớ kỹ gương mặt đó, để sau này dù có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho tên khốn kia. Bộp, bỗng nhiên, một cánh tay chộp lấy tay Tần Tử Kính, nắm đấm của anh ta không thể tiếp tục hạ xuống, cứ thế dừng lại cứng ngắc trước mặt Lạc Bân. Chủ, chủ tịch, nhìn bóng người trước mặt mình, nước mắt Lạc Bân lập tức rơi như mưa, ông ta nghẹn ngào gọi lớn. Còn tần thanh tâm, khoảnh khắc nhìn thấy Dương Thanh, cô đã hoàn toàn ngây dại, nước mắt chảy ướt mặt, cô cứ nước nở mãi, không nói được một câu. Cổ tay đột một bị túm chặt, tần tử kính cũng giật mình khiếp sợ. Tên khốn, mày là ai? Tần tử kính tức giận quát, bỏ tay ra, nếu không đừng trách tao không khách sáo với mày. Lúc này, Dương Thanh cũng nhìn Tần Tử Kính, ánh mắt thờ ơ như đang nhìn một thi thể. Tần Tử Kính bỗng cảm thấy hốt hoảng trong lòng, loại ánh mắt này khiến anh ta cực kỳ sợ hãi. Mày đã tới tận nơi đòi tập đoàn nhạn thanh của tao mà còn hỏi tao là ai à? Giọng nói của Dương Thanh hệt như âm thanh của ác quỷ vẳng lên từ đáy địa ngục, khắp căn phòng đều đã bị một luồng khí lạnh bao trùm, Tần tử kính phải đối mặt trực tiếp với ý muốn giết người của Dương Thanh, càng lúc càng sợ, giây phút này, anh ta cảm thấy toàn thân không còn một tia sức lực, cơn lạnh lẽo sau lưng sông thẳng lên đỉnh đầu. Là con cháu dòng chính của nhà họ Tần, dĩ nhiên anh ta đã từng nghe nói đến sự đáng sợ của người đàn ông này. Trước đây, cao thủ số một của nhà họ Tần là Vũ Liệt từng suýt bị giết chết trên đường tới Yến Đô. Khi đó, người suýt giết chết Vũ Liệt chính là người đàn ông trước mắt này. Chỉ có điều, tần tử kính không hiểu chẳng phải dương thanh đã chết trong vụ tai nạn kia rồi hay sao sao bây giờ lại đứng đây anh anh là người hay quỷ tần tử kính ngơ ngác hỏi dương thanh chẳng thèm đáp lại đúng lúc này một ông già mặc áo đen bỗng xuất hiện sau lưng dương thanh xử lý đi dương thanh buông lỏng tay tần tử kính ra nói với ông già sau lưng vâng ông già kia thưa một tiếng đi về phía tần tử kính Tần tử kính đã sợ đến sắp khóc rồi, từ nhỏ đến giờ có khi nào anh ta gặp phải tình huống thế này. Trước đây, khi Vũ Liệt Tử Yến Đô trở về nhà họ Tần cũng đã nói, Dương Thanh có thể là cao thủ thần cảnh. Tần tử kính thật không ngờ được số mệnh mình lại xui xẻo đến thế, anh ta chỉ cầm hợp đồng, thay mặt nhà họ Tần đến tập đoàn Nhạn Thanh thôi mà lại phải mất mạng trong chuyến đi này. Phịch, tần tử kính lập tức quỳ sụp cả hai gối xuống đất, cố gắng khẩn cầu, anh Thanh, chuyện này không liên quan đến tôi, tôi chỉ đến đây theo mệnh lệnh bề trên, thực sự không liên quan đến tôi mà. Mang đi đi, Dương Thanh Hờ hững nói. Ông già kia bèn tiến đến, chặt tay xuống, tần tử kính ngất xỉu tại chỗ. Ông già tóc bạc phơ này nhanh nhẹn khiêng một người đàn ông trưởng thành nặng chừng 8, 90 ký lên vai, bước đi như bay, nháy mắt đã biến mất khỏi phòng làm việc. Lão ta chính là Trịnh Càn Khôn, một trong 20 cao thủ mà Dương Thanh đã mang về từ vương tộc họ quan. Tần tử kính bị mang đi rồi, trong phòng làm việc chỉ còn lại dương thanh và lạc bân cùng với tần thanh tâm đã khóc ướt mặt chủ tịch tôi xin phép ra ngoài trước lạc bân nói xong bèn quay đầu lặng lẽ rời đi lúc ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại vì thế trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng dương thanh xin lỗi vì đã làm em lo lắng trong thời gian qua dương thanh bỗng lên tiếng mấy ngày nay anh vẫn liên tục chú ý tần thanh tâm cũng biết tần thanh tâm đã đau lòng khổ sở vì chuyện của anh như thế nào Tần thanh tâm đã khóc đến không thể dừng lại, nghe Dương Thanh nói lời xin lỗi, cô càng không thể khống chế tâm tình, bèn chạy hào tới, nhào vào lòng Dương Thanh, khóc thật to. Trong thời gian này, quả thực cô đã mệt muốn chết, vừa phải chịu đựng nỗi đau trong lòng lại phải đối mặt với công việc bận rộn, còn cần chăm sóc con gái. Hôm nay thấy Dương Thanh hoàn hảo không hao tổn gì xuất hiện trước mắt mình, cô có cảm giác gánh nặng trên vai đột nhiên được dỡ xuống. Dương Thanh ôm chặt vợ mình vào lòng, mắt cũng đã ươn ướt anh có thể cảm nhận được nỗi đau xót trong lòng cô lúc này. Chừng 10 phút sau, Tần Thanh Tâm mới bình tĩnh lại, tiếng khóc cũng đã ngừng, nhưng hai người vẫn ôm chặt nhau đứng đó. Chồng à, em xin lỗi. Lại lặng lẽ ôm nhau thêm một lát, Tần Thanh Tâm mới nhẹ nhàng đẩy Dương Thanh ra, hai mắt cô đỏ bừng nhìn về phía Dương Thanh, nói lời xin lỗi. Dương Thanh hiểu ngay cô đang xin lỗi vì điều gì, bèn khẽ mỉm cười lắc đầu, chuyện này chúng ta cứ cho nó trôi qua đi, sau này đừng ai nhắc tới nữa nhé chồng ơi y y mau cứu y y với giây lát sau tần thanh tâm chợt hô lên hốt hoảng vội vàng nói đừng nóng ruột y y không sao đâu đã có người đi cứu em ấy rồi dương thanh vội nói anh vừa dứt lời điện thoại di động của anh đã gieo vang vừa bấm nhận cuộc gọi một giọng nói đầy tang thương vang lên cậu thanh đã cứu được người ra không có bất cứ thương tích nào chỉ bị giam lỏng tốt dương thanh nói tần thanh tâm cũng đã nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện chồng à xin lỗi anh trước đây em và y y đã hiểu lầm anh tần thanh tâm lại xin lỗi dương thanh một lần nữa dương thanh bất đắc dĩ cười cười lắc đầu anh đã nói rồi chuyện này cho qua đi sao em còn nói xin lỗi gì chứ hơn nữa trong chuyện đó anh cũng có chỗ sai dù sao thì anh với tiểu huyền cũng không phải là anh em ruột anh không nên đưa cô ấy về nhà khi chưa được sự đồng ý của mọi người tiểu huyền cũng vô cùng áy náy cứ nói muốn tìm cơ hội xin lỗi mọi người. Nghe Dương Thanh nói thế, nỗi áy náy trong lòng Tần Thanh Tâm càng thêm sâu sắc. 20 phút sau, Tần Y về tới tập đoàn Nhãn Thanh, đi thẳng tới phòng làm việc của Tần Thanh Tâm. Khi thấy Dương Thanh, cô ta cũng lập tức ngây cả người ra, giống hệt phản ứng của Tần Thanh Tâm lúc nhìn thấy anh, đồng thời, chỉ trong nháy mắt, nước mắt đã tuôn như mưa. Y Y, Dương Thanh mỉm cười nhẹ nhàng gọi. Anh vừa gọi một tiếng Y Y, Tần Y liền chạy ngay tới, ôm chặt lấy anh, khóc lớn, xin lỗi. Xin lỗi, em đã hiểu lầm anh. Nếu không phải tại em, anh cũng sẽ không gặp tai nạn, tất cả là lỗi của em, anh rể, xin lỗi anh, em thực sự biết lỗi rồi. Dương Thanh đứng im tại chỗ, nhìn về phía tần thanh tâm, ánh mắt bất đắc dĩ. Thấy tần thanh tâm không tức giận, anh mới an ủi, anh rể không trách em, chuyện đã qua rồi, sau này đừng nhắc đến làm gì. Tần y còn kích động hơn cả tần thanh tâm, cô ta ôm Dương Thanh khóc hồi lâu, ngược áo Dương Thanh bị nước mắt thấm ướt cả, cô ta mới ngừng lại. Tuy đã ngừng khóc nhưng bờ vai thỉnh thoảng vẫn run lên, tâm trạng cô ta vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, tại dinh thự Vân Phong, Tần Đại Dũng nằm trên giường bệnh, lòng tràn đầy lo lắng. Tần Vũ ngồi cạnh đó đang bấm điện thoại gọi đi, nhưng mãi vẫn không có ai nhấc máy. Tần Vũ nhíu chặt mày, đột nhiên quay sang nói với Tần Đại Dũng: Gọi điện cho con gái ông, hỏi nó xem đã giao tập đoàn Nhạn Thanh ra chưa sau khi biết tin dương thanh còn sống chủ của bốn vương tộc đều rất sợ hãi bây giờ họ gần như có thể khẳng định dương thanh là cao thủ thần cảnh cho dù liên minh vương tộc đã gọi hết các cao thủ đỉnh cao ở bốn vương thành đến cũng được xem như thế lực hàng đầu ở chiêu châu nhưng chỉ một cao thủ thần cảnh thôi đã đủ để khiến liên minh của họ điêu đứng rồi không sai dương thanh phải chết bằng không đế thôn sẽ không dính dáng gì tới liên minh vương tộc Bạch Phương nhìn về phía Tiết Phương, nói. Dương Thanh là cao thủ thần cảnh đấy, chúng ta giết cậu ta kiểu gì đây? Tào Vương nghiêm nghị hỏi. Mã Vương cũng nhìn về phía Bạch Vương. Bạch Vương hơi hít mắt, trong mắt lóe lên sát khí. Lão ta im lặng một lúc lâu, chợt nói, mọi người còn nhớ chuyện xảy ra ở vương tộc họ quan một tháng trước không? Nghe thấy thế, các chủ vương tộc sướng sờ. Tào Vương hỏi, Bạch Vương đang nhắc đến chuyện cao thủ miêu thành lẻn vào vương thành họ quan ư. Khi đó Quan Vương đã nhắc nhở chúng ta nên chúng ta mới đề cao cảnh giác, cũng tìm được một số cao thủ Miêu Thành đã lẻn vào vương tộc. Mã Vương cũng gật đầu. Không sai, chính là chuyện đó, Bạch Vương trầm giọng nói, nghe nói trong Miêu Thành có rất nhiều cao thủ thần cảnh, chẳng phải các thế lực hàng đầu ở Miêu Thành đang muốn nhập thế ư? Đã vậy, sao chúng ta không bắt tay với họ để đối phó Dương Thanh chứ? Sao cơ? Tiết Vương lập tức biến sắc, bắt tay với thế lực ở Miêu Thành chỉ mình Dương Thanh đã khiến chúng ta hết cách, nếu gọi các thế lực ở Miêu Thành tới, chẳng phải là đang chuốc họa vào thân à. Tào Vương cũng vội lắc đầu, không, không thể bắt tay với thế lực ở Miêu Thành, bây giờ chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Mã Vương cũng trầm giọng nói, cho dù thế nào, các vương tộc cũng là gia tộc hàng đầu của Chiêu Châu, một khi dẫn thế lực ở Miêu Thành tới đây, có lẽ chúng ta sẽ bị họ thôn tính mất. Họ đều không ngu, Miêu Thành có rất nhiều cao thủ thần cảnh, có lẽ bất kỳ thế lực nào ở Miêu Thành cũng đủ khả năng tiêu diệt liên minh vương tộc. Bạch Phương cười lạnh, ai bảo các ông rằng tôi muốn bắt tay với thế lực ở Miêu Thành thật chứ? Bạch Phương có ý gì? Ba chủ vương tộc khác đều ngơ ngác, chẳng lẽ ý Bạch Phương không phải thế à? Bạch Phương bình tĩnh nói, theo tôi biết, ở Miêu Thành có một số điều cấm kỵ, khiến họ không thể nhập thế, hình như do các gia tộc cổ võ lánh đời đặt ra. Bây giờ, có những người ở Miêu Thành đang nóng lòng nhập thế, nên mới sắp xếp cao thủ trà trộn vào các vương tộc nếu họ có thể tùy ý nhập thế thật sao phải lén lút như thế chứ nghe thấy bạch vương nói thế những người khác đều có vẻ kinh ngạc tào vương không nhịn được mà nói ý bạch vương là vì có điều cấm đoán này nên các thế lực ở miêu thành không dám nhập thế một cách lộ liễu đúng không do đó chúng ta chỉ cần hợp tác với một cao thủ thần cảnh ở miêu thành hứa hẹn sẽ cho họ lợi ích để họ đối phó với dương thanh chúng ta cứ chuẩn bị đầy đủ một khi dương thanh chết chúng ta sẽ thuận lợi nắm giữ yến đô trong tay, khi đó, chúng ta chỉ cần đưa một người lên làm vương của yến đô là có thể kiểm soát đế thôn qua con rối này rồi. Ngay cả Miêu Thành cũng có tận mấy cao thủ thần cảnh, đương nhiên đế thôn cũng có, nhưng khác với Miêu Thành, một khi vương của yến đô xuất hiện, đế thôn sẽ có thể nhập thế. Chỉ cần chúng ta nắm giữ được đế thôn, cho dù đối phương là Miêu Thành, chúng ta cũng dám đánh với họ một trận. Bạch Phương nhìn mấy vương khác, cũng như Tào Vương đã nói, Chúng ta chỉ cần mượn thế lực của Miêu Thành để giải quyết Dương Thanh, sau đó nắm giữ đế thôn trong tay là Miêu Thành sẽ không còn sức đe dọa gì nữa rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều chìm vào im lặng. Ai cũng có vẻ nghiêm nghị, ngay cả Bạch Vương đã đưa ra phương án này cũng thế. Những người ngồi đây đều là chủ vương tộc, họ biết rõ tính nguy hiểm của phương án này. Nếu thành công, đừng nói là một Dương Thanh, cho dù có 10 Dương Thanh thì họ cũng dám đối đầu. Nhưng nếu thất bại thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng chỉ e liên minh vương tộc sẽ bị tiêu diệt ngay. Thôi được rồi, chúng ta bỏ phiếu quyết định đi, đa số đánh bại thiểu số nhé. Bạch vương phá vỡ sự im lặng. Được, bỏ phiếu quyết định đi, mấy vương khác cũng cắn răng. Ai đồng ý hợp sức với thế lực ở Miêu Thành để đối phó Dương Thanh thì giơ tay lên. Bạch Vương lập tức giơ tay phải lên. Gần như cùng lúc đó, Mã Vương và Tào Vương cũng giơ tay lên. Trong lúc nhất thời, chỉ còn mình Thiết Vương chưa giơ tay biểu quyết nhưng lão ta có biểu quyết hay không cũng chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi tiết phương ông không đồng ý à bạch phương nhìn tiết phương tiết phương mỉm cười đắng chát chuyện tôi đồng ý hay không còn nghĩa lý gì nữa à nếu đã có kết quả bỏ phiếu thì cứ quyết định thế đi bắt tay với thế lực ở miêu thành để đối phó dương thanh nhưng rất nhiều thế lực ở miêu thành có cao thủ thần cảnh rốt cuộc chúng ta nên chọn thế lực nào chứ rồi liên lạc với họ kiểu gì đây đây mới là điểm quan trọng trước đó họ đã phát hiện cao thủ miêu thành ở vương tộc mình nhưng vì e ngại sự mạnh mẽ của miêu thành họ đã thả các cao thủ đó đi chứ không làm gì hết họ không có phương thức liên lạc thật bạch vương cười khẽ cứ để tôi giải quyết chuyện này cho nghe thấy thế ánh mắt của các vương khác đều lóe lên thầm kinh ngạc hình như bạch vương cũng nhận ra lời mình nói sẽ khiến người khác hiểu lầm bèn chữa lại trước đó khi vương tộc họ bạch phát hiện cao thủ miêu thành rồi thả họ đi một cao thủ bán bộ thần cảnh đã chủ động để lại phương thức liên lạc. Có lẽ thế lực hàng đầu Miêu Thành cũng muốn móc nối với các thế lực ở bên ngoài. Các phương khác gật đầu, thì ra là thế, vậy chuyện này cứ giao cho Bạch Vương, Liên Minh Vương tộc có thể nắm giữ đế thôn không đều trông cả vào lần này đấy. Được rồi, cuộc họp hôm nay kết thúc, để tôi thử liên lạc với thế lực ở Miêu Thành xem sao. Bạch Vương nói rồi tắt video. Cùng lúc đó, ở tập đoàn Nhạn Thanh, sự trở về của Dương Thanh khiến Tần Thanh Tâm và Tần Y vô cùng kích động, Lạc Bân cũng mừng phát khóc, thần thoại bất bại trong lòng ông ta vẫn kéo dài sự bất bại của mình. Ở tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Thanh, trong văn phòng Dương Thanh đông nghịt người. Chủ gia tộc Vũ Văn Vũ Văn Cao Dương, chủ gia tộc họ Hoàng Hoàng Thiên Hành, chủ gia tộc họ Diệp Diệp Mạn, còn có cả nhà họ Hàn và nhà họ Quan đã theo Dương Thanh tới Yến Đô nữa, tất cả đều có mặt ở đây. Cậu Thanh, rốt của cậu cũng về, nếu cậu không về mấy lão già như chúng tôi cũng không chịu nổi nữa mặt hoàng thiên hành đầm đìa nước mắt lão ta nắm chặt tay dương thanh vũ văn cao dương cũng rất vui mừng cho dù thế nào ông ta cũng đã nhìn dương thanh khôn lớn cứ yên tâm tôi sẽ bắt liên minh vương tộc trả lại gấp bội những gì mà mọi người đã mất dương thanh kiên định nói đúng lúc này lạc bân bước đến thấp giọng nói chủ tịch chủ gia tộc họ long tới rồi nghe thấy thế dương thanh hơi nhướng mày nhà họ Long có thực lực mạnh nhất trong số 8 nhà quyền thế ở Yến Đô, cũng là gia tộc duy nhất chưa về phe liên minh vương tộc. Không những thế, nhà họ Long còn có thân phận khác, đó là chi nhánh của nhà họ Long thuộc bốn hoàng tộc lớn ở Chiêu Châu. Sau khi biết tin Long đằng tới, những người khác nghiêm nghị hẳn lên. Cậu Thanh, nghe nói nhà họ Long ở Yến Đô là chi nhánh của hoàng tộc họ Long, bây giờ rất nhiều cao thủ của vương tộc đang tiến vào Yến Đô, có lẽ hoàng tộc cũng sắp xuất hiện rồi. Hoàng Thiên Hành nhắc nhở. Vũ Văn Cao Dương cũng gật đầu, chỉ sợ Long Đằng có mục đích riêng khi tới đây. Diệp Mạn hơi căng thẳng, Long Đằng rất mưu mô, còn phải cẩn thận. Dương Thanh mỉm cười, nhìn mọi người, mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ cẩn thận với Long Đằng. Dương Thanh nói rồi bảo Lạc Bân, bảo ông ta vào đi. Tiếng cười sang sảng nhanh chóng vang lên, chú em, anh tới rồi. Chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy tiếng, Long Đằng còn chưa bước vào, giọng lão ta đã vang lên ở hành lang. Ngay sau đó, một lão già bước vào sau khi thấy căn phòng đông nghịt người có vẻ lão ta không hề bất ngờ còn mỉm cười chào hỏi ông chủ vũ văn ông chủ hoàng bà chủ diệp cũng tới đây à lão ta nói rồi nhìn về phía dương thanh chủ động bước đến ôm anh cười ha hả anh đã nói em anh may mắn lắm chắc chắn sẽ không sao đâu quả nhiên là thế dương thanh mỉm cười cảm ơn lời tốt lành của anh lúc trước vào thời điểm tám nhà quyền thế ở yến đô sắp hợp sức để đối phó với dương thanh sau khi cao thủ bên cạnh Long Đằng bị Dương Thanh đánh bại trong nháy mắt, lão ta đã thay đổi ý định, chủ động kết nghĩa anh em với anh. Sau chuyện đó, Dương Thanh và Long Đằng cũng không gặp gỡ gì, không ngờ lần này Long Đằng lại chủ động đến. "Cậu Thanh, thấy cậu không sao, chúng tôi cũng yên tâm rồi, nếu ông chủ Long đã tìm cậu có việc thì chúng tôi đi trước nhé." Mấy chủ gia tộc khác nhìn nhau rồi nói. "Được thôi, mọi người đi thong thả." Dương Thanh cười nói. Sau khi tiến họ đi, trong văn phòng chỉ còn Dương Thanh và Long Đằng. Dương Thanh đích thân rót một chén trà Long Tỉnh Tây hồ thượng hạng cho Long Đằng, mỉm cười, anh thử tay nghề của em xem sao. Long Đằng nhận lấy chén trà bằng sứ trắng, nhấp một ngụm rồi cười ha hả, trà ngon. Không ngờ tài pha trà của em trai anh lại cao siêu đến thế, không hổ là người khiến cả Liên Minh Vương tộc cảm thấy khó nhằn. Dương Thanh hơi nhướng mày, tuy có vẻ Long Đằng chỉ tình cờ nói câu này, nhưng thật ra cũng cho thấy lão ta biết ân oán giữa liên minh vương tộc và Dương Thanh. Dương Thanh cười nhạt, cũng không chủ động nhắc tới, chỉ cười nói, em có biết pha trà đâu, chỉ tiện tay làm mà thôi, anh không chê là tốt rồi. Ha ha, em khiêm tốn quá, Long đằng cười lớn, nâng chén trà lên uống một ngụm. Hai người trò chuyện câu được câu trăng, chỉ toàn nói những chuyện vô nghĩa. Sau khi nói chuyện với nhau mười mấy phút, Long đằng mới nghiêm mặt, nhìn Dương Thanh, em biết miêu thành không? Dương Thanh thầm kinh ngạc, anh chỉ mới tiếp xúc với quỷ môn ở vương tộc họ quan. Trừ người của vương tộc họ quan ra, những người khác không biết chuyện này mới đúng, sao tự Dương Long đằng lại nhắc đến Miêu Thành với anh nhỉ? Miêu Thành, Dương Thanh ra vẻ không biết, ngờ vực nói, ở Yến Đô có chỗ tên Miêu Thành ư. Long đằng lắc đầu, Miêu Thành không nằm ở Yến Đô, mà là một khu vực bị phong tỏa. Miêu Thành rất xuất sắc về cổ thuật, nghe đồn trong cơn tức giận, đại sư cổ thuật với thực lực mạnh mẽ có thể tùy ý giết kẻ địch cùng cấp bậc chỉ trong trước mắt đấy. Dương Thanh kinh ngạc nói, trên đời này có chỗ như thế ư. Long đằng gật đầu, tương truyền, miêu thành rất lớn, có tổng cộng 13 khu vực, nằm dưới sự cai quản của các thế lực hàng đầu có cao thủ thần cảnh. Ở miêu thành có ít nhất 20 cao thủ thần cảnh, thậm chí nghe nói còn có cả thần cảnh đỉnh phong nữa. Dương Thanh vô cùng kinh hãi, 20 cao thủ thần cảnh, có cả thần cảnh đỉnh phong ư. Anh không lừa em đấy chứ, sao có thể thế được? Dương Thanh cũng rất kinh ngạc khi thấy Long Đằng biết nhiều chuyện về Miêu Thành như thế. Hồi trước, khi ở vương tộc họ quan, anh đã biết được những thông tin này từ cao thủ của quỷ môn Miêu Thành. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe nói về khu vực bị phong tỏa mà Long Đằng nhắc tới. Long Đằng nghiêm túc nói, sao anh có thể lừa em được? Những gì anh nói là sự thật 100%. Không phải em không tin anh, chỉ hơi kinh ngạc mà thôi em cứ tưởng hoàng tộc và vương tộc đã là thế lực đỉnh cao rồi, không ngờ vẫn còn nơi thần kỳ như Miêu Thành. Dương Thanh nói với vẻ khó tin, chợt hỏi, đúng rồi, khu vực bị phong tỏa mà anh vừa nhắc đến nghĩa là sao thế? Long Đằng nói, em cứ hiểu theo nghĩa đen, anh cũng chỉ nghe nói mà thôi. Ở Chiêu Châu, có những người vượt xa thần cảnh, chính họ đã đặt ra quy tắc, không cho phép người trong Miêu Thành rời đi, do đó mới gọi là khu vực bị phong tỏa. Tuy em không biết về Miêu Thành, nhưng chắc đã nghe nói tới đế thôn rồi chứ. Nói một cách chính xác, đế thôn cũng bị hạn chế bởi những quy tắc do đám người kia đặt ra, do đó người của đế thôn không thể nhập thế. Từ chỗ Long Đằng, Dương Thanh biết được rất nhiều chuyện liên quan tới Miêu Thành và đế thôn. Đương nhiên, trên thế giới này không chỉ có mình Miêu Thành và đế thôn bị phong tỏa, mà còn có cả những khu vực khác nữa. Trong những khu vực này có gia tộc cổ võ, nghe đồn những gia tộc cổ võ đều rất đáng sợ, có tận mấy cao thủ thần cảnh hơn nữa thiên phú võ thuật của những người thuộc gia tộc cổ võ đều rất mạnh mẽ thậm chí có cả cao thủ thần cảnh trẻ như em lần này dương thanh thực sự kinh ngạc anh biết trên đời còn rất nhiều cao thủ mạnh hơn mình nhưng chưa từng nghe nói đến việc có cả cao thủ thần cảnh trẻ như anh hôm nay anh đến đây chắc không chỉ để nói những chuyện bí ẩn này với em chứ dương thanh bỗng trầm giọng hỏi long đằng gật đầu rồi nói anh nhận được một thông tin tình báo quan trọng có liên quan đến em dương thanh lập tức nhíu mày anh nói đi ạ à. liên minh vương tộc chuẩn bị bắt tay với thế lực ở miêu thành định ra tay với em đấy long đằng nghiêm nghị nói dầm long đằng vừa dứt lời sát long đằng cũng tức giận nói không sai liên minh vương tộc đúng là chán sống rồi họ làm thế có khác gì dẫn sói vào nhà đâu thế lực hàng đầu ở miêu thành dễ lợi dụng thế chắc một khi họ cấu kết với thế lực ở miêu thành có lẽ chẳng bao lâu tất cả vương tộc sẽ biến thành con rối của miêu thành hết dương thanh dần bình tĩnh lại nhìn về phía long đằng ông chủ long nói những chuyện này với tôi chắc không chỉ vì giúp tôi chứ ngay cả cách xưng hô của anh với long đằng cũng thay đổi long đằng hơi kinh hãi cũng không giấu giếm nữa mà nhìn chằm chằm vào dương thanh chắc em cũng biết bên cạnh thân phận chủ gia tộc họ long ở yến đô anh còn đến từ hoàng tộc họ long chứ long đằng tự tiết lộ thân phận dương thanh cũng chẳng có vẻ bất ngờ anh vẫn bình tĩnh như cũ tuy không trả lời nhưng nét mặt anh đã cho long đằng biết đáp án rồi chỉ cần em đồng ý hoàng tộc họ long sẵn sàng giúp đỡ em long đằng nhìn chằm chằm vào dương thanh muốn tìm thấy một vài thứ từ nét mặt anh nhưng điều khiến lão ta thất vọng chính là sau khi lão ta nói xong dương thanh vẫn bình tĩnh như cũ chắc hoàng tộc họ long sẽ không giúp tôi không công nhỉ dương thanh thản nhiên nói ông chủ long không cần thăm dò nữa cứ nói thẳng đi ánh mắt long đằng lóe lên trầm giọng nói hoàng tộc họ long sẽ giúp cậu trở thành vương của yến đô chỉ cần cậu cho phép hoàng tộc họ long cùng nắm giữ đế thôn sau khi cậu thừa kế đế thôn là được đây cũng là vì sự an nguy của chiêu châu dù sao cũng không ai biết liệu có nắm giữ đế thôn được không nhưng nếu chỉ mình cậu mà muốn kiểm soát đế thôn thì hơi khó chắc cậu thanh cũng hiểu những hoàng tộc khác sẽ không đồng ý cùng nắm giữ đế thôn với cậu đâu hoàng tộc họ long làm được như thế đã là thành tâm lắm rồi long đằng nói rồi mỉm cười tự tin rõ ràng lão ta đang nghĩ chắc chắn Dương Thanh sẽ đón nhận thành ý của hoàng tộc họ Long. Một khi Dương Thanh chấp nhận, lão ta sẽ lập công lớn, địa vị của lão ta ở hoàng tộc họ Long cũng sẽ cao thêm. Đúng lúc lão ta cho rằng chắc chắn Dương Thanh sẽ đồng ý, anh lại lắc đầu, xin lỗi, tôi không đồng ý được. Sao cơ? Long đằng chợt đứng phát dậy, nhìn Dương Thanh với vẻ không dám tin, cậu từ chối á. Cậu có biết mình sẽ phải đối mặt với kẻ địch như thế nào sau khi liên minh vương tộc bắt tay với Miêu Thành không? Tôi có thể nói rõ cho cậu biết, Liên Minh Vương tộc muốn cậu chết, một khi họ hợp tác với Miêu Thành thành công, cậu sẽ phải đối mặt với cao thủ thần cảnh của Miêu Thành. Tuy cậu cũng là cao thủ thần cảnh, nhưng liệu cậu đối phó được với mấy cao thủ thần cảnh không? Trừ khi cao thủ thần cảnh của hoàng tộc giúp đỡ, bằng không cậu chỉ còn con đường chết mà thôi. Hơn nữa, chưa chắc những hoàng tộc khác sẽ đồng ý cùng quản lý đế thôn với cậu như hoàng tộc họ Long. Thế nên, hợp tác với hoàng tộc họ Long mới là lựa chọn tốt nhất của cậu ngôn tình tổng tài dương thanh cũng không nóng nảy chờ long đằng nói xong rồi mới lạnh lùng nói chỉ cần tôi còn ở đây không ai có cơ hội nắm giữ đế thôn đâu một khi đế thôn mất kiểm soát thì sự bình yên ở chiêu châu sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nếu anh chỉ muốn thừa kế đế thôn thì sao phải chờ tới bây giờ chứ tuy miêu thành bị phong tỏa nhưng đã có cao thủ âm thầm nhập thế đế thôn càng thần bí và mạnh mẽ hơn nữa liệu có cao thủ nào ở đó nhập thế hay không không ai biết được bây giờ sự phong tỏa vẫn còn dù cao thủ ở đế thôn nhập thế thật nhưng cũng sẽ làm rất lặng lẽ chỉ khi vương của yến đô xuất hiện có người thừa kế đế thôn đế thôn mới không bị phong tỏa nữa đến khi đó ai có thể quản lý đế thôn được ngay cả dương thanh cũng không dám chắc mình có làm được không cậu muốn ngăn đế thôn nhập thế à long đằng sướng sờ lão ta cứ tưởng hoàng tộc khác đã tiếp xúc với dương thanh dương thanh cũng đồng ý hợp tác với hoàng tộc khác không ngờ dương thanh lại muốn ngăn đế thôn nhập thế dương thanh nghiêm túc nhìn long đằng ông chủ long là người của hoàng tộc họ long chắc phải biết rõ hậu quả với chiêu châu khi đế thôn mất kiểm soát hơn tôi chứ sắc mặt long đằng hơi khó coi thầm tức giận lão ta vốn đã chắc chắn rằng dương thanh sẽ nhận sự giúp đỡ của hoàng tộc họ long nhưng dương thanh lại từ chối anh không hề có ý định thừa kế đế thôn thậm chí còn muốn ngăn cản đế thôn nhập thế đế thôn không thể mất kiểm soát được long đằng lạnh lùng nói nếu đế thôn đã phải chịu hạn chế như thế cho dù đế thôn không bị phong tỏa nữa thì cũng sẽ kiểm soát được thôi cậu không đồng ý thừa kế đế thôn nhưng vẫn không để người khác làm điều đó hình như hơi quá đáng đấy nhỉ long đằng cũng thay đổi sắc mặt đâu còn sự nhiệt tình khi xưng anh gọi em với dương thanh trước đó nữa quá đáng tôi chỉ muốn chiêu châu yên bình mà thôi sao lại quá đáng được dương thanh cười lạnh chẳng lẽ phá vỡ sự yên bình của chiêu châu bây giờ mới là không quá đáng chắc lòng đằng cũng bóp chát lại đế thôn vẫn chưa nhập thế sao cậu có thể chắc chắn rằng đế thôn sẽ mất kiểm soát đây chỉ cần có khả năng đó tôi sẽ không bao giờ cho phép những chuyện như thế xảy ra dương thanh hờ hững nói chắc cậu cũng rõ không phải cậu thích là sẽ kiểm soát được tình hình ở yến đô đã thay đổi từ lâu rồi liên minh vương tộc đã đưa rất nhiều người tới yến đô không những thế liên minh vương tộc còn định hợp tác với cao thủ miêu thành để đối phó cậu bây giờ chỉ hoàng tộc họ long mới giúp được cậu mà thôi tôi có thể nói cho cậu biết bốn hoàng tộc lớn đã ngấp nghé đế thôn từ lâu rồi họ chưa làm gì cũng không phải vì không quan tâm mà chưa tới lúc để hoàng tộc ra tay mà thôi long đằng tức giận nói cậu có thể từ chối sự giúp đỡ của hoàng tộc họ long nhưng nếu cậu cứ muốn ngăn cản đế thôn nhập thế có lẽ hoàng tộc cũng không chấp nhận đến khi đó cậu sẽ phải đối đầu với liên minh vương tộc cao thủ miêu thành và cả bốn hoàng tộc lớn nữa Bây giờ tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, chấp nhận sự giúp đỡ của hoàng tộc họ Long. Hoàng tộc họ Long sẽ giải quyết liên minh vương tộc giúp cậu, đồng thời đưa cậu lên làm vương của Yến Đô. Sau khi cậu thừa kế đế thôn, chúng ta sẽ cùng quản lý nó. Long đằng đứng dậy, nhìn Dương Thanh đang ngồi từ trên cao với vẻ ngạo nghế. Giọng điệu lão ta cũng rất vinh váo, còn có cả ý đe dọa. Nói như ông, chỉ cần tôi từ chối sự giúp đỡ của hoàng tộc họ Long, hoàng tộc họ Long cũng sẽ đối phó với tôi à? dương thanh bỗng ngẩng đầu lên ánh mắt đằng đằng sát khí trong lúc nhất thời cả văn phòng bị sát khí đáng sợ bao trùm khi nhìn vào đôi mắt đáng sợ của dương thanh long đằng bỗng thấy hơi bối rối nhưng lão ta vẫn cố nén sự sợ hãi gật đầu cũng có thể nói là như vậy dương thanh không ngờ long đằng dám thừa nhận sát khí trong mắt anh càng dày đặc hơn anh nhìn chầm chằm vào long đằng lúc này long đằng vẫn rất bình tĩnh tuy lão ta sợ bị dương thanh giết nhưng phải tìm phú quý trong nguy hiểm Lão ta đã già, chết cũng không sao, nhưng nếu con cháu lão ta có cơ hội quay về hoàng tộc họ Long, lão ta có chết cũng không hối tiếc. Dương Thanh, tôi biết cậu rất mạnh, đối với cậu, giết tôi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể suy nghĩ cho kỹ. Cho dù thế nào, tình cảnh của cậu bây giờ cũng không tốt lắm, đế thôn nhập thế là chuyện đương nhiên, cậu không thể ngăn cản điều đó chỉ bằng sức mình được. Hợp tác với hoàng tộc họ Long là lựa chọn tốt nhất của cậu đấy khi đối mặt với dương thanh giọng điệu long đằng đã mềm mỏng hơn rất nhiều nếu vậy thì giữa chúng ta cũng không còn gì để nói nữa ông về đi dương thanh bỗng thu hồi khí thế lại lạnh lùng nói long đằng hiểu rõ có lẽ rất khó thuyết phục được dương thanh nếu cậu muốn hợp tác với hoàng tộc họ long thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào long đằng nói câu cuối cùng rồi lập tức quay người rời đi khoan đã khi long đằng sắp ra khỏi văn phòng dương thanh chợt nói long đằng ngừng chân quay đầu nhìn dương thanh với vẻ mong chờ quay về nói cho long hoàng biết chỉ cần tôi vẫn ở đây không ai được phép thừa kế đế thôn nếu long hoàng cứ muốn nhúng tay vào thì sẽ trở thành kẻ địch của dương thanh tôi đấy dương thanh hờ hững nhìn long đằng nét mặt long đằng lập tức cứng đờ trông khó coi hơn vừa nuốt phải ruồi nữa dương thanh đang uy hiếp cả hoàng tộc họ long ư tôi sẽ chuyển lời một lúc lâu sau long đằng mới tức giận đáp rồi khoát tay rời đi sau khi long đằng rời đi nét mặt dương thanh nghiêm nghị hẳn anh không ngờ hoàng tộc cũng nhúng tay vào trận chiến tranh giành đế thôn liên minh vương tộc đã đưa rất nhiều người vào yến đô thậm chí còn khống chế rất nhiều thế lực nếu hoàng tộc cũng nhúng tay vào có lẽ tình hình ở yến đô sẽ càng căng thẳng hơn không những thế liên minh vương tộc đã bắt đầu lặng lẽ cấu kết với thế lực ở miêu thành rồi đế thôn không thể nhập thế dương thanh lẩm bẩm anh nhanh chóng bấm số một giọng nói già cỗi vang lên thằng nhóc cậu tìm tôi, chắc lại có việc gì à? Ông Phùng, liên minh vương tộc đã âm thầm liên lạc với thế lực đỉnh cao ở Miêu Thành, định tranh giành đế thôn, vừa nãy người của hoàng tộc họ Long cũng tới, tỏ ý muốn hợp tác với tôi, cùng nắm giữ đế thôn, nhưng lại bị tôi từ chối. Dương Thanh đi thẳng vào vấn đề. Nghe thấy thế, ông Phùng im lặng một lúc lâu rồi mới nói, một khi hoàng tộc nhúng tay vào, chuyện này sẽ trở thành trận chiến giữa các cao thủ thần cảnh. Bây giờ, chiến tranh đang diễn ra không ngớt ở bốn biên giới, cao thủ thần cảnh của chiến vực không thể dứt ra có lẽ những chuyện tiếp theo phải nhờ cả vào cậu rồi dương thanh lập tức nghiêm mặt tình hình ở bốn biên giới căng thẳng lắm à ông phùng thở dài trừ biên giới phía bắc ra ba biên giới khác đã bao giờ yên ổn đâu cơ chứ gần đây biên giới phía bắc cũng chìm trong chiến tranh tôi nghi có người đã tiết lộ tin cậu rời khỏi biên giới phía bắc thế nên các quốc gia ở đó mới dám nhòm ngó lãnh thổ của chiêu châu chúng ta dương thanh lập tức nhướng mày Biên giới phía bắc đã trở thành thành trì vô địch, các quốc gia ở đó cũng dám nhòm ngó à? Họ chán sống rồi ư?" Ông Phùng nói, "Lúc trước, các nước rất ăn ý, không cho phép cao thủ thần cảnh tham gia chiến tranh, nhưng gần đây, cao thủ thần cảnh ở các nước đều được huy động. Tuy Chiêu Châu mạnh nhưng lãnh thổ lại quá lớn, giáp với rất nhiều quốc gia, một khi các nước liên kết với nhau, có lẽ Chiêu Châu sẽ không được yên bình nữa." Sau khi rời khỏi biên giới phía bắc, lâu lắm rồi Dương Thanh không chú ý đến chiến sự giờ nghe thấy ông phùng nói thế anh vô cùng tức giận không sao kiềm chế nổi họ dám chắc dương thanh tức giận nói ông phùng nếu cần tôi ra tay thì ông cứ nói tạm thời vẫn chưa tới mức đó bây giờ xem như chúng ta đang rèn luyện chiến sĩ luôn bằng không nếu họ đã quen với hòa bình khi có chiến tranh thì sẽ không thể quen với chiến trường được mất ông phùng nói nếu cần cậu ra tay thật chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cậu đâu thấy ông phùng vẫn còn tâm trạng để nói đùa Dương Thanh biết ngay, tuy chiến tranh liên tục nổ ra ở bốn biên giới nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chiến vực Chiêu Châu, anh cũng yên tâm hơn rất nhiều. Vậy tôi không làm phiền ông Phùng nữa, nếu cần thì cứ nói với tôi. Ừm, sau khi cúp máy, sắc mặt Dương Thanh hơi nặng nề. Anh cứ tưởng chiến vực có thể cử người tới, tuy thực lực của anh rất mạnh nhưng cũng chỉ có một mình mà thôi, nếu thiếu đi sự giúp đỡ từ chiến vực, anh rất khó ngăn cản đế thôn nhập thế. Đế thôn vẫn luôn lánh đời, Tương truyền ở Đế thôn có vô số cao thủ, anh rất lo mình sẽ không kiểm soát nổi Đế thôn. Chẳng lẽ phải hợp tác với hoàng tộc họ Long thật à? Dương Thanh lầm bẩm, nếu hợp tác với hoàng tộc họ Long thì sẽ dễ bề kiểm soát Đế thôn hơn. Nhưng anh chưa từng qua lại với hoàng tộc họ Long, cũng không tiếp xúc nhiều với Long đằng. Anh không thể đảm bảo hoàng tộc họ Long sẽ không làm những chuyện mất hết nhân tính sau khi nắm giữ Đế thôn trong tay. Dù sao những lời đồn về Đế thôn cũng quá mức quái dị. Người sở hữu đế thôn sẽ có được thiên hạ, chỉ riêng câu này thôi đã đủ để khiến rất nhiều cao thủ đứng đầu điên cuồng rồi. Phía bên kia, sau khi rời khỏi tập đoàn Nhạn Thanh, Long Đằng lập tức gọi điện thoại, Dương Thanh từ chối sự giúp đỡ của hoàng tộc họ Long. Cậu ta dám từ chối á? Nghe thấy thế, đối phương hỏi lại bằng giọng kinh ngạc. Khắp Chiêu Châu, có bao nhiêu người muốn làm thân với hoàng tộc họ Long chứ? Nhưng bây giờ, một thanh niên lại dám từ chối ý tốt của hoàng tộc họ Long? Không những thế, cậu ta còn bảo tôi chuyển lời cho Long Hoàng, nếu hoàng tộc họ Long dám nhúng tay vào trận chiến tranh giành đế thôn, cậu ta sẽ coi hoàng tộc họ Long là kẻ địch. Long Đằng nói thêm, khốn kiếp, đối phương lập tức nổi giận, cậu ta đang cảnh cáo Long Hoàng chứ không phải là chuyển lời đâu. Không ngờ thằng nhãi danh này lại ngông cuồng đến thế, có tí thiên phú võ thuật thôi mà dám coi khinh cả hoàng tộc họ Long à. Long Đằng thản máy luôn. Nghe thấy tiếng báo bận, sắc mặt Long Đằng vô cùng khó coi, trong mắt còn có vẻ đấu tranh nữa. Lão ta nghĩ điên cuồng. Lạc Bân ngơ ngác nhìn dáng vẻ thản nhiên của Dương Thanh, chủ tịch, thực lực của 12 cao thủ ngoài kia mạnh lắm, nếu cứ để thế thì chúng ta sẽ tổn thất nặng nề họ có chừng mực, cứ yên tâm. Dương Thanh chưa nói gì, Long Đằng đã lên tiếng. Lão ta bảo 12 tướng của Long Môn tới để chứng tỏ giá trị của nhà họ Long, nếu 12 tướng của Long Môn tạo thành tổn thất to lớn cho tập đoàn của Dương Thanh, những cố gắng trước đó cũng uổng phí hết. Nếu ông chủ Long đã nói thế thì chắc chắn sẽ không sao, xếp Lạc đừng lo. Dương Thanh cười nói. Lúc này Lạc Bân mới yên tâm, lặng lẽ đi ra ngoài. Dương Thanh cầm điều khiển từ xa lên, ấn một cái, video quay cảnh ở đại sảnh tầng 1 lập tức xuất hiện trên màn chiếu khổng lồ. Vào giờ phút này, ở đại sảnh tầng 1, 12 cao thủ đã bị bảo vệ của tập đoàn Nhãn Thanh bao vây. Trông các bảo vệ rất nghiêm túc. Mọi người lùi lại đi. Đúng lúc này, một lão già bước ra, nói với các bảo vệ. Lão già này chính là Trịnh Tam Phong cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong mà Dương Thanh đã dùng mưu kế để lôi kéo từ Liên Minh Vương tộc. Bên cạnh Trịnh Tam Phong còn có hai cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ nữa. Ở Yến Đô, ba người này đã được xem như đội hình đỉnh cao. Nhưng bây giờ họ đều có vẻ nghiêm nghị. Ồ, Dương Thanh hơi kinh ngạc. Anh chỉ có thể quan sát tình hình qua video, cũng không biết rõ thực lực 12 tướng của Long môn. Nhưng từ sự thay đổi nét mặt của đám Trịnh Tam Phong thì có thể đoán 12 người này không đơn giản. Không ngờ ông chủ Long vẫn còn chiêu này. Dương Thanh cười híp mắt, nhìn Long Đằng. Long Đằng nói, có thể nói, 12 tướng của Long môn chính là chiêu mà ba đời nhà họ Long đã chuẩn bị để quay về hoàng tộc họ Long. Mỗi năm, nhà họ Long hao phí hơn nửa của cải để bồi dưỡng 12 người này. Có thể nói, 12 người này là cao thủ được bồi đắp từ tài sản của ba đời nhà họ Long. Dương Thanh thầm kinh ngạc, xem ra nhà họ Long rất cố chấp với việc quay về hoàng tộc họ Long, bằng không, họ đã không tốn cả đống công sức để bồi dưỡng 12 tướng của Long môn. Các người là ai, sao lại xông vào tập đoàn Nhạn Thanh?" Trịnh Tam Phong lạnh lùng chất vấn. "Giết, nhưng lão ta vừa dứt lời, 12 tướng của Long môn đã lao tới chỗ lão ta và hai cao thủ Vương cảnh hậu kỳ khác." Trịnh Tam Phong sững sờ, dù sao lão ta cũng là cao thủ Vương cảnh đỉnh phong tuy đối phương không đơn giản nhưng cũng quá coi thường lão ta rồi đấy. Các người chán sống rồi, trịnh tam phong nổi giận, hơi nhích chân, lập tức xông lên. Hai cao thủ vương cảnh hậu kỳ khác cũng đồng loạt ra tay. Một giây sau, chuyện khiến Dương Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra, 12 tướng của Long Môn phối hợp rất chặt chẽ. Sau khi đôi bên chạm trán, trừ trịnh tam phong ra, hai cao thủ vương cảnh hậu kỳ khác lập tức bị đánh bay ra ngoài vừa đối mặt đã đánh bại hai cao thủ vương cảnh hậu kỳ, có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của 12 người này mạnh đến đâu. Trịnh Tam Phong có vẻ đờ đẫn, sao? Sao có thể chứ? 12 tướng của Long Môn cũng không có thói quen nói nhảm, đồng loạt ra tay. Dầm dầm dầm, Trịnh Tam Phong bị 12 tướng của Long Môn bao vây, tuy thực lực của ông ta mạnh hơn bất cứ ai trong Long Môn, nhưng lúc này lại phải chịu sự tấn công đồng loạt từ họ. Phụt, Trịnh Tam Phong bỗng hộp máu, bay ra xa rồi nặng nề rơi xuống đất. Từ khi 12 tướng của Long Môn bắt đầu ra tay với đám trịnh tam phong cho đến khi kết thúc, mới chỉ 2 phút mà thôi. Tuy Dương Thanh vẫn tỏ vẻ thản nhiên nhưng lại âm thầm kinh ngạc. Khi thấy 12 tướng của Long Môn phối hợp, anh cảm thấy rất thần kỳ. Sự phối hợp giữa họ quả là hoàn mỹ, anh gần như có thể kết luận, 12 tướng của Long Môn đều có thực lực ở vương cảnh trung kỳ. Nhưng khi họ hợp sức với nhau thì cứ như một người, ngay cả cao thủ vương cảnh đỉnh phong cũng không chịu nổi 2 phút tức là ngay cả cao thủ bán bộ thần cảnh cũng chưa chắc là đối thủ của 12 tướng Long Môn ư? Hoặc nên nói, dưới thần cảnh, 12 tướng của Long Môn vô địch hà. Trịnh Tam Phong là người mạnh nhất mà Dương Thanh sắp xếp ở tập đoàn Nhạn Thanh, nếu lão ta đã thua, làm gì có ai ngăn được 12 tướng của Long Môn nữa chứ? Đúng lúc này, tiếng bước chân rất khẽ vang lên bên ngoài. Nếu Dương Thanh không có thính lực hơn người thì không thể nghe thấy âm thanh nhỏ xíu ấy. 4 phút 13 giây Long Đằng bỗng ấn vào nút tắt của đồng hồ bấm giờ trên điện thoại. "Chủ gia tộc," tiếng của 12 tướng Long Môn vang lên. "Về đi," Long Đằng nói. "Vâng," trong chớp mắt, 12 tướng của Long Môn lại biến mất khỏi tầm mắt Dương Thanh. Không biết bây giờ nhà họ Long đã đủ tư cách để đi theo cậu Thanh chưa. Long Đằng nhìn về phía Dương Thanh, hỏi với vẻ tự hào. "Tốt lắm," Dương Thanh mỉm cười, "Từ hôm nay trở đi, nhà họ Long sẽ là bạn của Dương Thanh tôi." Long Đằng lập tức vui mừng đứng dậy, "Cảm ơn cậu Thanh." Khi hợp sức với nhau, 12 tướng Long Môn của ông có thể phát huy thực lực bán bộ thần cảnh, chắc họ luyện theo phương pháp phối hợp nào à?" Dương Thanh hỏi, rất hứng thú với năng lực của 12 tướng Long Môn. Long Đằng gật đầu, "Đúng là họ có luyện theo một phương pháp phối hợp, nhưng yêu cầu của phương pháp này rất cao, phải đủ 12 người, hơn nữa họ phải sở hữu thực lực tương tự, nếu có ai yếu hơn hay mạnh hơn một chút thì họ cũng không thể giữ được trạng thái tốt nhất đâu." Thì ra là thế, Dương Thanh gật nhẹ đầu. Lần đầu tiên anh thấy thủ đoạn võ thuật kiểu này, anh cũng không nghi ngờ lời giải thích của Long Đằng. Nếu loại thủ đoạn này dễ học thì có lẽ nhà họ Long đã quay về hoàng tộc họ Long từ lâu. Nếu muốn bồi dưỡng được 12 cao thủ như thế, đúng là phải tốn rất nhiều tiền của. Cậu Thanh, rất xin lỗi, chúng tôi đã khiến cậu thất vọng rồi. Đúng lúc này, Trịnh Tam Phong dẫn hai cao thủ khác vào, ấy náy nói. Dương Thanh mỉm cười, có gì đâu mà thất vọng, thủ đoạn tổng hợp sức mạnh của 12 người kiểu này đúng là rất khó đối phó. Các ông đừng, lúc Long Đằng rời khỏi tập đoàn Nhãn Thanh đã cách giờ tan tầm hơn một tiếng. Không ai biết Dương Thanh và Long Đằng đã nói chuyện gì, chỉ có bọn họ mới biết nội dung buổi nói chuyện chiều nay sẽ ảnh hưởng đến cả thế cục của Yến Đô. Dương Thanh về đến nhà, trên bàn ăn đã bày đầy ắp món ăn. Hai chị em Tần Thanh Tâm và Tần Y đeo tạp dề, đang bận rộn trong bếp. Bố, gần nửa tháng nay tiêu tiêu đã không gặp bố vừa thấy dương thanh cô bé kích động nhào tới tiêu tiêu dương thanh giang hai tay ra ôm cô bé đang chạy tới vào lòng bố tiêu tiêu nhớ bố muốn chết tiêu tiêu hôn lên mặt dương thanh một cái khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phấn khích bố cũng nhớ tiêu tiêu dương thanh mỉm cười lấy một hộp quà đã gói kỹ ra đưa cho tiêu 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 đây là quà bố tặng con con mở ra xem có thích không qua à, dương thanh vừa vào cửa tiêu tiêu chỉ lô ôm bố lúc này mới phát hiện bố còn chuẩn bị quà cho mình thì kinh ngạc thốt lên, sau đó vội mở hộp quà ra. Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn, vừa mở hộp quà ra, cô bé liền nhìn thấy hộp quà mô hình lắp ráp tinh xảo, trên hộp quà còn vẽ công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Bố, tiêu tiêu yêu bố nhất, tiêu tiêu mở hộp quà ra, bày toàn bộ mô hình lắp ráp lên bàn trà, vẻ mặt vô cùng phấn chấn, sau đó lại chạy tới hôn lên mặt Dương Thanh. Ha ha, Dương Thanh nhất thời cười to, tiêu tiêu thích là được rồi. Dương Thanh nhìn tiêu tiêu bằng ánh mắt tràn ngập yêu chiều. Nếu để cao thủ của liên minh vương tộc thấy được dáng vẻ lúc này của Dương Thanh chắc bọn họ sẽ há hốc mồm. Ác quỷ trong mắt bọn họ cũng có một vẻ mặt như vậy. Dương Thanh, Tần Đại Dũng cũng ngồi trên xe lăn đi tới, nước mắt lưng chồng nhìn Dương Thanh. Bố, Dương Thanh có thể cảm nhận được sự vui mừng của Tần Đại Dũng khi nhìn thấy anh, trong lòng nhất thời dân trào cảm xúc. Bố, con xin lỗi, đã làm bố lo rồi. Dương Thanh ấy náy nói. Trước đó anh gặp tại nạn xe cộ do tổ chức Hồng Trần hãm hại, vì muốn tóm gọn vương tộc nên anh vẫn không để lộ tin tức mình còn sống cho mọi người biết. Khoảng thời gian này, Tần Đại Dũng rất lo lắng. Ông ấy cũng biết Tần Thanh Tâm và Tần Y rất sốt ruột nên đành che giấu tâm trạng, ngược lại còn an ủi, trấn an hai cô con gái của mình nữa. Bây giờ thấy Dương Thanh xuất hiện nguyên vẹn trước mặt mình, ông ấy rất đỗi vui mừng. Tần Đại Dũng cầm tay Dương Thanh thật chặt nói, "Tốt, tốt, miễn con không sao là tốt rồi." chồng, anh rể, Tần Thanh Tâm và Tần Y hai mắt đỏ hoe nhìn Dương Thanh. Trước đó bọn họ đã gặp Dương Thanh ở tập đoàn Nhãn Thanh, nhưng dù sau đó cũng là ở công ty, có một số cảm xúc không thể bộc lộ ra ngoài, sau đó nữa lại có rất nhiều người tìm đến Dương Thanh nên bọn họ cũng không ở lại quá lâu. Bây giờ đã về nhà, các cô lại cảm thấy bọn họ sắp mất khống chế lần nữa. Nhất là Tần Y, trong lòng cô ta cực kỳ ái náy trước đó vì cô ta hiểu lầm dương thanh và phùng tiểu uyển mới dẫn tới việc chị cô ta đòi ly hôn với dương thanh khoảng thời gian dương thanh không ở đây tần y sẽ lao đầu vào công việc để làm mình tê dại có như vậy cô ta mới có thể quên hết mọi thứ tuy nhiên mỗi ngày đi làm về nhà cô ta vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình sợ là chiếc gối của cô ta đã thấm đẫm nước mắt từ lâu tất nhiên trong lòng tần thanh tâm cũng vô cùng áy náy lúc này đứng trước mặt dương thanh cô không chỉ thấy ấy mà còn thấy rất thương người đàn ông này. Được rồi, mọi thứ đã qua, chúng ta là người một nhà, không cần để trong lòng. Dương Thanh bước lên một tay ôm Tần Thanh Tâm, một tay ôm Tần Y, dịu dàng nói. Chồng, anh rể, hai chị em cũng không đè nén được cảm xúc của mình nữa, ôm Dương Thanh khóc giống lên. Vốn dĩ tiêu tiêu đang vui vẻ chơi công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn, lúc này cũng bị tiếng khóc của mẹ và dì mình lây nhiễm, vội chạy tới cô bé ôm chân bố mình nói bố tiêu tiêu nhớ bố mấy ngày bố không ở nhà ngày nào tiêu tiêu cũng nhớ bố tiêu tiêu còn nghĩ là bố đã quên tiêu tiêu rồi bố sau này bố đừng rời khỏi con và mẹ lâu như vậy nữa nhé được không lời của con gái khiến dương thanh càng áy náy hơn được bố hứa với con sau này bố sẽ không rời khỏi mọi người lâu như vậy nữa trong đôi mắt đỏ hoe của dương thanh ngập tràn kiên định nói đồng thời anh âm thầm thề sau này dù có chuyện quan trọng cỡ nào cũng không bao giờ rời khỏi vợ con lâu như vậy nữa dương thanh đã mấy ngày không được ăn cơm gia đình rồi chúng ta mau ăn cơm thôi giọng nói của tần đại dũng vang lên khiến tần thanh tâm và tần y nín khóc hai người phụ nữ vội vàng buông dương thanh ra tần y đỏ bừng mặt vừa nãy trong lúc không khống chế được cảm xúc cô ta đã ôm dương thanh khóc tuy cô ta xem dương thanh là anh dương thanh cũng coi cô như em gái Người nhà thấy cảnh tượng này thì không sao nhưng nếu người ngoài thấy hình ảnh này còn ra thể thống gì nữa. Chờ chút đã, đợi lát nữa còn có khách quý. Dương Thanh đang chuẩn bị đẩy Tần Đại Dũng ngồi vào bàn ăn thì Tần Thanh Tâm bỗng thốt lên. Khách quý, ai vậy? Dương Thanh không hiểu hỏi. Reng reng reng, trong lúc anh còn đang nghi ngờ thì chuông cửa vang lên. Đến rồi, Tần Thanh Tâm cười nói, sau đó chạy tới. Tiểu Uyển, cuối cùng em cũng đến rồi nếu em không đến chị còn tưởng em còn đang giận tần y nữa đấy là phùng tiểu uyển đến tần thanh tâm nắm chặt tay phùng tiểu uyển cười nói sao có thể chứ phùng tiểu uyển cười nói tiểu uyển tần y cũng bước tới nhìn phùng tiểu uyển bằng đôi mắt vô cùng tôn sùng chị y y chú tần phùng tiểu uyển chào hỏi tần đại dũng và tần y sau đó mới nhìn dương thanh cười nói anh thanh em đến ăn trực cơm đây nhìn cảnh cả tượng trước mắt dương thanh đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra rõ ràng là Tần Thanh Tâm và Tần Y muốn nhân cơ hội này trịnh trọng xin lỗi Phùng Tiểu Uyển. Bởi vì trước kia hai cô đã hiểu lầm Phùng Tiểu Uyển, hơn nữa còn rất có ác cảm với cô ta. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, rõ ràng Tần Thanh Tâm và Tần Y đã tốn rất nhiều công sức mới làm được một bàn đầy áp món ăn như vậy. Nhưng rõ ràng mấy món này là do người mới nấu. Các món ăn rất không ổn, có món mặn, có món nhạt, nhưng nhìn chung không tệ, ít nhất vẫn có thể ăn được. Sau khi ăn xong, Phùng Tiểu Uyển lại tự mình làm trị liệu cho Tần Đại Dũng, kết quả Tần Đại Dũng đã ngồi xe đẩy gần nửa tháng lại đứng lên được thậm chí còn đi mấy bước. Dù còn hơi run run nhưng ít nhất đã bước đi được. Thần y, quả nhiên là thần y mà, Tần Đại Dũng kinh ngạc tột độ, chú vốn nghĩ ít nhất hai tháng nữa chú mới có thể đi lại được không ngờ bây giờ đã có thể đi được rồi. Trong mắt Tần Thanh Tâm và Tần Y tràn ngập khiếp sợ, đến lúc này các cô mới phát hiện ra y thuật của Phùng Tiểu Uyển cao siêu cỡ nào. Tiểu Uyển, Y thuật của em lợi hại hơn mấy chuyên gia kia nhiều." Tần Y Tôn Sùng nhìn Phùng Tiểu Uyển nói, "Quan trọng nhất là những chuyên gia kia đều là mấy ông già 7, 80 tuổi, đâu có ai trẻ như em." Tần Thanh Tâm cũng cảm thán nói, "Y thuật như vậy mới xứng được được gọi là thần y." Phùng Tiểu Uyển đọc khen đến ngại, khuôn mặt ửng đỏ, khiêm tốn nói, "Ông nội thường nói, núi cao còn có núi cao hơn, y thuật của em còn lâu mới bằng những thần y thật sự kia." "Tiểu Uyển, nếu em nói như vậy thì trên đời này sẽ không có thần y đâu." Đúng, đúng, em đừng khiêm tốn nữa. Dù còn có thần y tài giỏi hơn nhưng dù sao bọn chị cũng chưa gặp, chỉ mới gặp được em thôi. Hơn nữa, những thần y khác cũng không trẻ như em. Hai chị em Tần Thanh Tâm và Tần Y thay nhau khen ngợi Phùng Tiểu Uyển, khiến khuôn mặt cô ta càng lúc càng đỏ, không biết phải nói gì. Cuối cùng vẫn là Dương Thanh đứng ra giải vây, cười nói, hai em đừng nói nữa, nói thêm nữa sợ là Tiểu Uyển sẽ tìm cớ đi về luôn đó. Ha 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 ha. Tần Đại Dũng cũng cười lớn. Sau khi cơm nước xong xuôi, lại tiến hành trị liệu cho Tần Đại Dũng, sau đó tán gẫu một hồi mà đã tới 12 giờ. Chú Tần, anh Thanh, chị dâu, chị y y em nên về rồi, hôm khác em lại đến thăm mọi người nữa. Phùng Tiểu Uyển bỗng đứng lên nói. Tiểu Uyển, Tần Thanh Tâm và Tần Y đều đứng dậy, hai người đồng loạt bước lên, nắm tay Phùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, trước đó là do bọn chị làm sai, hai chị em chị vô cùng xin lỗi em, mong em tha thứ cho bọn chị hai chị em vô cùng thành khẩn vành mắt ươn ướt nghe hai chị em nói vậy đôi mắt phùng tiểu uyển bỗng đỏ hoe chuyện xảy ra ở dinh thự vân phong lúc đó khiến cô ta bị đả kích nặng nề từ nhỏ cô ta lớn lên trong thôn ngô gia của vương thành quan thậm chí còn chưa tiếp xúc được với mấy người đàn ông đột nhiên bị người khác hiểu lầm cô ta thật sự rất buồn hôm nay bỗng nghe được lời xin lỗi của tần thanh tâm và tần y cô ta cảm thấy như chút được gánh nặng trong lòng cô ta chỉ muốn làm người trong sạch lời xin lỗi của hai chị em tần thanh tâm đã trả lại sự trong sạch cho cô ta chị dâu chị y y em tha thứ cho hai người hai mắt phùng tiểu huyền cũng đỏ hoe nói chuyện đã qua cứ để nó qua đi sau này các hai chị vẫn là chị dâu và chị gái của em tiểu huyền nhìn hai mắt phùng tiểu huyền đỏ hoe trong lòng dương thanh cũng hơi khó chịu mặc kệ thế nào phùng tiểu huyền cũng vô tội lúc trước anh không suy nghĩ kỹ càng đã đột nhiên dẫn phùng tiểu huyền về nhà dù sao phùng tiểu huyền cũng là con gái sáng sớm đắp quần áo lên người anh lại bị anh theo bản năng xem là kẻ xấu đè dưới người ai thấy cảnh tượng đó cũng sẽ nghi ngờ thôi vì thế dương thanh không trách tần y chỉ cảm thấy có lỗi với phùng tiểu huyền thần y phùng đã tốn nhiều tâm tư để anh bảo vệ cho phùng tiểu huyền vậy mà mới vừa tới yến đô anh đã khiến phùng tiểu huyền chịu oan ức như vậy là do anh sai, nếu em chịu tha thứ cho bọn chị thì từ đây về sau, em hãy ở chung với bọn chị nhé. Tần Thanh Tâm rụi hai mắt đỏ hoe, chân thành nói. Tần Y cũng nắm chặt tay Phùng Tiểu Uyển nói, Tiểu Uyển, em cứ ở cạnh phòng chị, như vậy sau này chỉ có thể tìm em tán gẫu lúc nào cũng được. Tiêu Tiêu cũng chạy tới góc vui, kéo góc áo Phùng Tiểu Uyển ngước đầu nhìn cô ta nói, cô ơi, Tiêu Tiêu cũng muốn cô ở lại đây, cô đừng đi được không? Tiểu Uyển, sau này cháu hãy ở lại đây đi. Tần Đại Dũng cũng lên tiếng. Vành mắt phùng tiểu uyển đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Cô ta có thể cảm nhận được sự chân thành của những người trong gia đình này. Từ nhỏ cô ta sống với ông nội, ngoài ông nội ra cô ta không còn người thân nào nữa. Nhưng từ sau khi quen biết Dương Thanh, cô ta có thêm được một người anh như Dương Thanh, còn có anh Mã Siêu, bây giờ lại có thêm một chị dâu và một chị gái, thậm chí còn có thêm một đứa cháu gái đáng yêu và một người chú hiền lành. Dương Thanh không nói gì, chỉ nhìn Phùng Tiểu Uyển. Anh nhất định sẽ bảo vệ Phùng Tiểu Uyển thật tốt nhưng cũng không muốn tạo áp lực cho cô ta. Chỉ cần Phùng Tiểu Uyển bằng lòng cô ta muốn ở đâu cũng được. Nếu cô ta không muốn, Dương Thanh cũng sẽ không miễn cưỡng, anh sẽ cho cô ta tự do lựa chọn. "Cảm ơn, cảm ơn mọi người." Hai mắt Phùng Tiểu Uyển ươn ướt nói, sau đó bỗng đổi giọng, vẻ mặt thành khẩn nói, "Nhưng em không thể ở đây." Tần Thanh Tâm và Tần Y nghe vậy, sắc mặt bỗng thay đổi. Tiểu huyền, không phải trong lòng em còn oán giận chị dâu và chị y y của em đó chứ? Tần thanh tâm không nhịn được bật khóc, nghẹn ngào nói, tiểu huyền, chị dâu thật sự biết sai rồi. Em cho chị một cơ hội để bù đắp cho em được không? Tần y cũng không nhịn được chảy nước mắt, tiểu huyền, em yên tâm đi, sau này chị y y sẽ đối xử với em như em gái ruột, tuyệt đối sẽ không để em chịu oan ức nữa đâu. Em ở lại đây được không? Phùng tiểu huyền thấy tần thanh tâm và tần y đều khóc, lập tức cuống lên, lắc đầu ngoầy ngoậy nói sao em lại oán giận hai người chứ em thật sự tha thứ cho hai người rồi em chọn rời đi là bởi vì từ nhỏ em đã sống chung với ông nội quen ở một mình em sợ không quen khi ở chung với mọi người nếu không thì như vậy đi tối nay em sẽ không đi ở lại đây với mọi người sau này nếu em có thời gian thì em sẽ dọn đến dây ở vài ngày được không hai chị em còn muốn tiếp tục khuyên nhủ thì dương thanh bỗng lên tiếng tâm y y hai em không cần khuyên nhủ nữa tiểu uyển thật sự không trách hai em đâu bây giờ em ấy không quen ở chung với mọi người nhưng không có nghĩa sau này sẽ không cứ làm theo ý của tiểu uyển là được sau này em ấy sẽ thường xuyên đến nhà chơi biết đâu chừng trong khoảng thời gian này ngược lại em ấy sẽ thích sống chung với mọi người thì sao phùng tiểu uyển biết ơn nhìn dương thanh những gì cô ta vừa nói đều là thật lòng cô ta thật sự không trách tần thanh tâm và tần y chỉ là từ nhỏ cô ta đã quen sống một mình Đột nhiên ở chung với nhiều người như vậy cô ta thật sự không quen. Nghe Dương Thanh nói vậy, Tần Thanh Tâm và Tần Y cũng hiểu, nếu mình ép Phùng Tiểu Uyển ở lại đây cũng không thích hợp lắm, nên đành thôi. Tối đó, Tần Y lôi kéo Phùng Tiểu Uyển đến phòng cô ta ngủ. Dương Thanh, Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu một nhà ba người ngủ chung. Buổi tối, Dương Thanh nằm trên giường, lăn qua lộn lại, mãi vẫn ngủ không được. Tần Thanh Tâm cũng vậy, chỉ có cô con gái nằm kẹp giữa hai người là ngủ say xưa đầu thì nghiêng về phía mẹ chân thì đạp về phía bố chồng anh ngủ chưa tần thanh tâm bỗng khẽ hỏi vẫn chưa dương thanh lên tiếng lúc nãy anh đã biết tần thanh tâm vẫn chưa ngủ tần thanh tâm chỉnh tư thế ngủ của con gái cho ngay ngắn lại sau đó nằm giữa tiêu tiêu và dương thanh trở tay ôm chặt chồng mình chồng à xin lỗi anh em không nên đòi ly hôn với anh sau này sau này em sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa tần thanh tâm nghẹn ngào nói Câu nói này cô đã cất giữ trong lòng rất lâu, sau khi nói ra, tâm trạng bỗng vỡ hòa, khóc giấm dứt. Dương Thanh thầm thở dài, ôm chặt vợ, hôn lên tóc cô rồi khẽ nói, vợ, anh không trách em, anh sẽ không bao giờ trách em. Dương Thanh vẫn chưa nói xong đã bị Tần Thanh Tâm dùng nụ hôn bịt kín miệng. Dạng sáng hôm sau, khi Dương Thanh tỉnh dậy, người vợ nằm bên đã đi mất. Nhớ tới những ngọt ngào đêm qua, khóe miệng Dương Thanh nhẹ nhàng cong lên, vẽ ra một đường cong hạnh phúc cảm giác gia đình thật là tuyệt, nếu không phải vì có một số việc cần anh đích thân đi làm, anh thực sự vô cùng mong muốn cứ thong dong nhàn nhã bên người nhà cả đời như thế này. Anh thường xuyên suy nghĩ, mình muốn có một cuộc sống thế nào, đáp án luôn là một cuộc sống mà mỗi sáng thức giấc, có thể nhìn thấy người anh yêu nhất, có thể làm bạn bên con cùng chúng trưởng thành. Và có thể nhìn thấy người bên cạnh mình đều được sống hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Bố ơi! Tiêu tiêu bỗng trở mình, gọi khẽ một tiếng dường như ngửi thấy mùi mồ hôi trên người bố mình bèn giúp vào lòng bố dương thanh cúi đầu hôn nhẹ lên trán con gái một cái rồi gión rén ngồi dậy đợi khi anh rửa mặt xong tiêu tiêu cũng đã tỉnh cô bé nói với vẻ oán trách bố thật là đáng ghét bố rửa mặt ồn quá làm tiêu tiêu tỉnh ngủ rồi đấy dương thanh dở khóc dở cười mình đã hết sức cẩn thận rồi mà vẫn đánh thức con gái bố xin lỗi bố sai rồi sau này nhất định bố sẽ cẩn thận hơn dương thanh vội vàng nói lời xin lỗi nể tình bố đã chân thành xin lỗi tiêu tiêu tha thứ cho bố đó nhận được lời xin lỗi của bố rồi tiêu tiêu không giận nữa cô bé vặn người tự rời giường thay quần áo để bố trải tóc cho con chờ tiêu tiêu rửa mặt xong dương thanh bỗng muốn trải nghiệm thử cảm giác trải đầu buộc tóc cho con gái bèn vừa cười vừa nói bố cũng biết trải đầu ạ à. tiêu tiêu chấp chấp đôi mắt to mặt lộ vẻ hoài nghi nhìn về phía dương thanh trong mắt cô bé lúc này chỉ toàn là hoài nghi dương thanh bỗng như bị khơi dậy ý chí chiến đấu sụ mặt nghiêm túc nói trên đời này không có gì mà bố không làm được cả chẳng phải chỉ là trải đầu thôi sao thôi được vậy hôm nay để bố trải đầu cho tiêu tiêu đi tiêu tiêu bê một chiếc ghế nhỏ tới ngồi trước mặt dương thanh dương thanh vốn đang tràn đầy tự tin nhưng khi cầm chiếc lược lên anh bỗng thoáng căng thẳng và cực kỳ lo lắng nếu mình trải tóc cho con gái không được đẹp thì phải làm sao bố à sao bố chưa trải đầu cho tiêu tiêu đi tiêu tiêu quay đầu lại nghi hoặc nhìn bố cô bé đâu có biết hiện bố cô bé đang lo âu muốn chết rồi bố đang nghĩ trước đã mà nghĩ xem nên trải kiểu gì cho con gái cưng của bố thì mới đẹp dương thanh vừa cười vừa nói nói xong anh cắn răng đưa lược lên đầu con gái có điều anh vừa mới trải xuống được chút ít tiêu tiêu đã đau đớn kêu lên bố bố làm đau tiêu tiêu rồi xin lỗi bố xin lỗi, để bố cẩn thận hơn chút nữa. Dương Thanh vội vàng xin lỗi con gái. Anh vốn cho rằng cẩn thận một chút là có thể tránh làm thương tổn con gái cưng, nhưng thực tế là anh đã vô cùng cẩn thận, cuối cùng vẫn làm đau đầu cô bé. Bố à, rốt cuộc bố có biết trải đầu không ạ? À? Tóc tiêu tiêu sắp bị bố trải rụng hết rồi. Tiêu tiêu phụng phịu ra mặt, đôi mắt chớp chớp trông như sắp khóc khiến Dương Thanh lập tức tự trách. Thôi để em làm cho. Chẳng biết Tần Thanh Tâm đã vào phòng từ lúc nào, thấy Dương Thanh bối rối toát mồ hôi đầy đầu, cô không nhịn được phải bật cười thành tiếng. Thực ra cô đã đứng đó được một lúc, muốn nhìn xem xem liệu Dương Thanh có thể trải đầu buộc tóc cho con gái không. Nhưng Dương Thanh quá chuyên tâm, cho nên Tần Thanh Tâm đã tới gần mà vẫn không phát hiện. Dương Thanh lúng túng đưa lược cho vợ, sau đó ngồi bên cạnh xem Tần Thanh Tâm trải đầu cho con thế nào. Tóc tiêu tiêu giống em, hơi cứng và dày, lúc trải phải nhớ tản tóc con ra đã, nếu không tóc tiêu tiêu dối lại thì trải sẽ làm đau đầu con. Tần Thanh Tâm vừa trải đầu cho con gái vừa giảng giải cho Dương Thanh nên làm thế nào mới đúng. Dương Thanh gật gù liên tục như một học trò khiêm tốn hiếu học, thi thoảng đặt thêm mấy câu hỏi. Anh vốn tưởng rằng chuyện trải đầu chỉ là trải sao cho tóc mượt ra là được, bây giờ mới biết nữ giới trải đầu không đơn giản chỉ là trải cho tóc mượt ra là được mà còn muốn tạo kiểu tóc nữa. Giống như tóc của Tiêu Tiêu, Tần Thanh Tâm còn tết hai bím tóc đáng yêu cho cô bé. Khi trải đầu cho Tiêu Tiêu xong thì cũng đã mất 20 phút đến lúc này dương thanh mới nhận ra nếu mình muốn chăm chút tốt cho con gái quả thật không đơn giản trong thời gian ngắn là không thể làm được lại nhớ tới năm năm anh không ở bên tần thanh tâm một mình chăm sóc dạy dỗ con dương thanh lại cảm thấy lòng đầy chua sót như thể cảm nhận được nỗi hổ thẹn trong lòng dương thanh tần thanh tâm dịu dàng cười nói chồng à có anh ở bên hai mẹ con em như thế đời này em đã thấy viên mãn rồi dương thanh trịnh trọng nói với cô em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng làm bạn hai mẹ con nhiều hơn, không chỉ đời này, anh còn muốn cả kiếp sau, kiếp sau nữa. Con còn đang ở đây đấy. Tần Thanh Tâm lườm Dương Thanh một cái, ngượng ngùng nhắc. Khi ba người rời khỏi phòng ngủ ra phòng khách, Dương Thanh mới biết sáng nay Tần Thanh Tâm dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Anh Thanh, chị dâu, tiêu tiêu, chúc buổi sáng tốt lành. Lúc này, Phùng Tiểu Uyển và Tần Y cũng đi ra. Hai người vừa đi vừa nắm tay vui vẻ, trông như hai chị em ruột. Sau khi dùng bữa sáng xong, Tần Thanh Tâm đưa con gái tới nhà trẻ, Tần Y cũng tiện đường dẫn Phùng Tiểu Uyển rời khỏi nhà. Trong nhà chỉ còn lại Dương Thanh và Tần Đại Dũng. Ban đầu Dương Thanh còn định đưa vợ con đi nhưng Tần Đại Dũng nói có việc muốn trao đổi với anh nên anh đành ở lại. Dương Thanh, con cũng đã biết thân phận của bố rồi đúng không? Tần Đại Dũng nhìn Dương Thanh, hỏi. Dương Thanh gật đầu, con biết, bố là người nhà họ Tần ở Vương Thành Tào chỉ cần anh muốn biết mọi điều về tần đại dũng sẽ được điều tra rõ ràng ngay nhưng anh không muốn đào sâu tìm tòi thân phận chân thật của tần đại dũng trừ khi tần đại dũng tự nói cho anh biết tần đại dũng khẽ thở dài thực ra bố là một thành viên trong kế hoạch hạt giống của nhà họ tần lần trước người của nhà họ tần ở vương thành tào là tần sương tới gặp bố bố mới biết chuyện này thực ra bố vốn không định nói chuyện này cho bất cứ ai đã tính một mình gánh vác nhưng bố không ngờ rằng địa vị của nhà họ Tần lại lớn đến thế, dù bố muốn một mình gánh vác cũng gánh không nổi. Tần Đại, audio điện tử võ tấn bền ý ông là thực lực của cậu ta có thể đã đạt tới bán bộ thần cảnh. Tần Như Phong lạnh giọng hỏi. Cho dù Vũ Liệt không muốn thừa nhận cũng không được, khẽ gật đầu, tôi không giấu gì ông, tôi cảm giác khí thế trên người cậu ta còn mạnh hơn ông. Thực lực của Vũ Liệt là vương cảnh hậu kỳ, còn thực lực của Tần Như Phong lại là vương cảnh đỉnh phong. Lúc này Vũ Liệt nói thực lực của Dương Thanh có lẽ còn cao hơn Tần Như Phong, có thể tưởng tượng được lão ta khiếp sợ thế nào. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng này, Tần Như Phong tức giận nói, cho dù cậu ta bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể trở thành cao thủ bán bộ thần cảnh trước 30 tuổi được. Liên Minh Vương tộc không để lộ ra tin tức Dương Thanh là cao thủ thần cảnh nên trước mắt ngoài mấy người đứng đầu trong năm vương tộc lớn ra, không ai biết về thực lực của anh. Vũ Liệt thấy Tần Như Phong phản ứng như vậy là biết có lẽ lần này nhà họ Tần xảy ra chuyện lớn rồi. Ông chủ, tôi kiến nghị tạm thời buông tha cho Tần Đại Dũng. Bất kể thế nào, Dương Thanh con rể của ông ta cũng là người đang nổi tiếng nhất ở Yến Đô. Bây giờ tôi nghe đồn Dương Thanh là người có hy vọng trở thành vương của Yến Đô nhất. Nếu một ngày kia, cậu ta thật sự trở thành vương của Yến Đô, có lẽ sẽ kế thừa đế thôn đấy. Nếu cậu ta kế thừa đế thôn, chỉ sợ ngay cả vương tộc cũng không dám làm gì cậu ta. Vũ Liệt Thành thật nói cho nên tôi kiến nghị, một là buông tha tần đại dũng, hai là chủ động đến nhà xin lỗi, nghĩ cách cải thiện mối quan hệ giữa nhà họ tần và Dương Thanh. Nếu Dương Thanh thật sự có thể kế thừa đế thôn, nhà họ tần chúng ta cũng có thể mượn mối quan hệ với tần đại dũng để nâng nhà họ tần lên một tầm cao mới. Tần như phong phẫn nộ quát, cầm miệng, lão ta tức giận, nếu tôi nhớ không nhầm, nhà họ tần chúng ta đã có ba người chết trong tay cậu ta. Thậm chí ngay cả đứa con trai xuất sắc nhất của tôi là Tần Sương cũng chết trong tay cậu ta. Bây giờ ông nói với tôi là để nhà họ Tần chúng ta xin lỗi cậu ta à? Sao có thể như vậy được? Hai mắt Tần như phong đỏ ngầu, đầy vẻ dữ tợn. Trong lòng lão ta đã xử tử hình Dương Thanh. Bảo lão ta đi xin lỗi một người đã bị lão ta kéo vào sổ đen chắc chắn phải chết à? Vũ Liệt thấy Tần Như Phong như vậy thì thầm thở dài. Lão ta biết mình có khuyên nữa cũng chẳng có ích gì. Bây giờ tôi ra lệnh cho ông lập tức triệu tập cao thủ vương cảnh của gia tộc, chuẩn bị tới Yến Đô. Tôi muốn Dương Thanh phải chết." Tần Như Phong nói với vẻ vô cùng dữ tợn, bất kể phải trả giá đắt thế nào, tôi cũng muốn cậu ta phải chết. "Vâng." Vũ Liệt gật đầu. "Lão ta hiểu rõ mình không phải là đối thủ của Dương Thanh, cho dù triệu tập tất cả cao thủ vương cảnh nhà họ Tần cũng không thể là đối thủ của anh được. Nhưng đây là mệnh lệnh của Tần Như Phong, lão ta chỉ có thể nghe theo." Ầm, ừ, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn. Sắc mặt Tần Như Phong lập tức thay đổi, phẫn nộ quát: Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Mặt Vũ Liệt cũng thoáng biến sắc. Chẳng hiểu sao, lão ta chợt có dự cảm rất xấu. Nhà họ Tần là gia tộc hàng đầu của Vương Thành Tào. Bây giờ Tần Như Phong đột phá đến vương cảnh đỉnh phong mà Tào Vương chỉ mới đạt tới vương cảnh đỉnh phong. Ở Vương Thành Tào, cho dù là con trai của Tào Vương cũng chưa chắc dám xông vào nhà họ Tần. Nhưng tiếng nổ mạnh vừa rồi đã chứng tỏ rõ ràng có chuyện lớn xảy ra. Lão ta thậm chí còn cảm giác được một khí thế quen thuộc ông chủ không xong rồi có người xông thẳng vào nhà họ tần phá tấm biển trên cổng nhà họ tần một người giúp việc hoảng hốt xông vào khiếp sợ nói cái gì có kẻ xông vào nhà họ tần tôi còn dám phá hỏng tấm biển nhà họ tần à tên nào to gan như vậy tần như phong trợn nắm lấy cổ người giúp việc và tức giận hỏi dáng vẻ lão ta nổi giận chẳng khác nào một con thú hoang mặt người giúp việc tái mét sợ đến suýt ngất gã bị tần như phong bóp chặt cổ đã sắp không thở được nữa rồi. Vũ Liệt thấy người giúp việc sắp tắt thở thì vội nói, ông chủ bất giận, chuyện quan trọng bây giờ là phải biết rõ chuyện gì xảy ra đã. Giác, nhưng lời Vũ Liệt nói cũng không khiến Tần Như Phong bất giận. Lão ta chợt dùng sức, người giúp việc kia lập tức bị vặn gãy cổ, thi thể bị ném sang bên cạnh. Bất kể là ai dám xông vào nhà họ Tần tôi đều phải trả giá bằng mạng sống. Tần Như Phong vừa nói dứt lời đã bước nhanh ra ngoài. Vũ Liệt liếc nhìn người giúp việc đã trở thành thi thể, trong mắt đầy thất vọng. Lão ta ở nhà họ Tần rất nhiều năm nên biết Tần Như Phong là dạng người thế nào, cũng nhìn thấy nhiều chuyện tương tự như vậy. Bản thân lão ta là cao thủ võ đạo nên thường xuyên nhìn thấy cảnh sống chết, nhưng Tần Như Phong tùy ý bắt người tới chút giận như vậy không phải là điều người chính đạo nên làm. "Ôi," Vũ Liệt thở dài, sau đó bước nhanh theo Tần Như Phong. "Các người là ai mà dám tới nhà họ Tần tôi gây rắc rối?" Tần Như Phong vừa ra khỏi biệt thự đã nhìn thấy một người thanh niên khoảng 27, 28 tuổi đang đẩy một chiếc xe lăn. Trên chiếc xe lăn là một người trung niên bị thương. Tần Như Phong vừa liếc mắt là có thể nhận ra được người trung niên bị thương này không hề có thực lực võ đạo. Nhưng hai người này quả thật đã xông vào nhà họ Tần, rõ ràng mọi chuyện là do người thanh niên kia gây ra. Hai người này không phải ai khác, chính là Dương Thanh và Tần Đại Dũng. Từ giây phút Tần Đại Dũng bước vào nhà họ Tần, ông ấy đã có cảm giác vô cùng quen thuộc. Dường như mỗi bông hoa cọng cỏ ở đây đều rất quen thuộc. Dương Thanh, lúc này, Vũ Liệt cũng đi ra. Khi lão ta nhìn thấy Dương Thanh, người bất giác run lên, vô cùng chấn động.